Bữa nay mình nói chuyện gì? Chúng ta bắt đầu em thưa quý vị. Rồi. Kính chào tất cả quý Chào mừng quý vị trở lại với HQH TV. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình của chúng ta có sự góp mặt của luật sư Lâm Chấn Thọ đến từ Gia Na Đại, hàng xóm của tôi, và nhà hoạt động Lê Văn Đạo đến từ Hoa Kỳ, dùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn và phụ cận. Chương trình chúng ta cũng có sự góp mặt của các bạn trẻ đến từ nhóm của Phạm Khương, nhưng mà hôm nay Phạm Khương đang có công việc ở trong trường học, thành ra có thể về hơi trễ. Và Phạm Khương sẽ trở lại với chúng ta trễ một chút. Trước khi bắt đầu thì mời luật sư Thọ gửi lời chào để quý khán thính giả rồi đến anh Đạo. Chào anh Huy, chào quý khán giả của chương trình của anh Huy, chào anh Đạo. Chào luật sư. Chào tất Cảm cả ơn. quý khán thính giả. Cảm ơn luật sư và anh Đạo. Cảm ơn tất cả quý vị. Trước khi chúng tôi bước vào chương trình thì cũng như thường lệ thì tuần này là tuần chương trình HQH TV sẽ dành thời gian để hầu chuyện với quý vị về tất cả các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa hay là đời sống, sức khỏe, vân vân. Tất cả những cái vấn đề nào mà quý vị cảm thấy quan tâm thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hội chuyện với quý vị trong cái phạm vi khả năng cho phép. Và nó cũng là cái khoảng thời gian mà chúng tôi dành thời gian để trả lời các câu hỏi của khán thính giả, những người quan tâm, đồng hành, ủng hộ, hoặc là kể cả những người phản đối hay là nghi ngờ về giải pháp tuyên ngôn hòa bình và cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi cổ vũ. Tại vì cái tuần san kẻ trước đó thì có khi là chúng tôi không có thời gian để trả lời hết những cái thắc mắc của quý vị, thì cái tuần này là sẽ là cái tuần để chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Thành ra cái tuần này thì có khi sẽ có các vị chức sắc tham gia, nhưng mà có khi thì không. Chỉ có cái tuần của ban vận động thì mới có các vị chức sắc của ban vận động. Thành ra tuần này là chương trình của HQH TV, tôi nói rõ để cho các anh chị biết ha, để chúng ta không có lẫn lộn. Rồi, để bắt đầu chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cái tin tức thời sự nóng bỏng trong và ngoài nước. Xin mời kính lão Đắc Thọ, xin mời anh Thọ ha, có tin gì vui hay là tin gì mà đáng quan tâm anh ấy cho khán thính giả cũng như những người ủng hộ giải pháp Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta được biết, thì xin mời anh. Cái mà gì mà tôi quan tâm nhất là hiện bây giờ đó có cái ông chủ tịch nước mới được lên đó, thì cái gì mà người ta nói với tôi không biết, cái này tôi sẽ để lên bàn để anh Huy phân tích cho chúng tôi biết. Là người ta nói đó, cái phe Nam Cộng nó lại trở lại, mà nó trở lại mạnh hơn. Tại vì bây giờ đó dòm lại là những cái thai sụ ở trong cái chính quyền của cộng sản bây giờ đó là từ Nam Cộng. Mà tại sao có chuyện gì lạ lùng vậy? Cái đó là cái gì mà tôi quan tâm, tôi không hiểu. Mà người ta nói rằng đó, như vậy nó có nhiều cái chuyển đổi gì đó mà theo người ta nói thì chắc có thể có lợi cho cái giải pháp của mình, nhưng mà tôi không thấy. Thì tôi muốn là chúng ta phân tích coi nó có trả lời chỗ nào. Cảm ơn cái tin tức nóng bỏng của anh Thọ. Trước khi tôi trả lời thì tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh Đạo. Theo theo anh thì cái giả thuyết này nó có khả thi không, hoặc là nó có khả năng bao nhiêu phần trăm anh Đạo? Cái giả thuyết, cái khó khăn của mình là mình ngồi đây mình đoán mò thôi. Tại vì có những cái bí mật thâm cung bí sử của cộng sản mình không biết được. Cái thứ hai là cái lực lượng mà phía sau lưng cộng sản hiện tại là một cuộc coi như là đối đầu sống còn giữa Mỹ và Tàu Cộng. Cho nên cái vận mạng của cộng sản Việt Nam á, nó gắn liền với cái vận mạng của Tàu Cộng. Cho nên ở trong cái giờ phút này đó, có thể vì cái vận mạng sống còn của Việt Cộng mà tụi nó sẽ tính một cái trò quay xe hay là cái gì đó mình không biết, nhưng mà nó quay xe là rất là khó khăn, và nó có sống sót được trong cái quay xe không lại là một vấn đề khác.
Nhưng ở nước Mỹ này người ta hay nói là nhìn theo cái dấu vết của tiền thì mình đoán một cách chung chung, có thể trong tất cả những trùm cộng sản ở miền Nam thì Nguyễn Tấn Dũng là cái số tiền là nhiều nhất, có thể lên đến nhiều tỷ chứ không phải là 1 tỷ. Cho nên Nguyễn Tấn Dũng vẫn phay phay sống ở Việt Nam mà không sợ. Điểm thứ hai, những người sau đó ở miền Nam là Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết, tất cả những người đó đều có của chìm của nổi một cách rất là khủng khiếp mà chúng ta không bao giờ biết hết. Cho nên ở một cái giai đoạn mà chúng ta đoán tiếp tục là Tàu Cộng sẽ thoái trào, tại vì cái kinh tế èo uột của Tàu cộng với cái số người mà bị bệnh rồi bị chết vì Covid đó, quá nhiều, khiến cho các công ty họ phải rút ra, tại vì họ ở đó thì vẫn không có đủ nhân sự để mà cho cái bộ máy sản xuất nó chạy êm đềm êm đẹp, thành ra họ phải rút đi. Mà khi mà họ rút đi đó thì cái anh khổng lồ đó, anh có súng nhưng mà chân đất sét thì ảnh sẽ bị sụp. Mà cái cuộc chiến mà không có tiếng súng là Tây Phương muốn là tiêu diệt Tàu Cộng bằng kinh tế chứ không thể đối đầu bằng quân sự, tại vì nếu mà nói đến vũ khí nguyên tử thì cái thế giới này có thể bị tiêu diệt nhiều lần, tức là cái số vũ khí nguyên tử đủ tiêu diệt cái quả đất và nhân loại nghe nói là 6 lần hay 10 lần hơn. Thì đó là những cái điều mà tôi đoán, thành ra trong cái giai đoạn này tôi nghĩ là có những cái thay đổi mà rất là to lớn mà nhanh chóng, và chúng ta cũng rất khó đoán được là cái gì sẽ xảy ra kế đó, bởi vì nó còn tùy thuộc rất nhiều vào hai đại cường là Tàu và Mỹ. Mỹ không thể thua cái phen này, mà Tàu thì cũng không thể thua, tại vì nó thua chuyện này là Đảng Cộng sản Tàu sẽ đi đông và nước Tàu có thể sẽ banh banh hết và không còn kiềm chế được, và các vùng tự trị sẽ nảy lên và tất cả thế giới này sẽ đảo ngược hết. Việt Nam thì ở kế bên Tàu, thành ra Tàu mà có hỉ mũi sổ mũi thì Việt Nam cũng sẽ bị thê thảm. Thì người cộng sản, cái điều mà mình luôn luôn nói về người cộng sản là họ đánh nhau chí chết, nhưng mà họ sẽ đi đến thỏa thuận để mà họ vẫn cầm quyền, chứ họ không để cho nguyên một cái chế độ sụp đổ. Họ có thể đi đu dây cái kiểu này mãi mãi hay không? Chúng ta đoán là sẽ không, sẽ là không. Tại vì cái cân bằng đó rồi đến một ngày nó sẽ bị banh xà rong. Và nhất là trong cái giai đoạn này, cái hậu phương của Việt Cộng là Tàu Cộng đang rất là đau yếu, rất là yếu kém. Bên ngoài thì nói càng hùng hùng hổ hổ bên ngoài thì ở bên trong nó càng rệu rạo và sắp sụp. Tôi thì có cái ý kiến gì, đa số những cái này đều là những cái gì mà mình có thể đoán được. Còn nếu mà nói về cái vận mạng của trời đất xảy ra đó, thì 75 là năm Mão, thì năm nay là khoảng 47, 48 năm gì đó, thì cũng là năm Mão nữa. Thường là những cái năm mà biến động kinh thiên động địa, thì có thể là đây là một cái năm mà Cộng sản quốc tế không còn đứng vững nữa, mà sụp đổ đầu tiên có thể là Nga. Và sau đó nếu mà Nga sụp đổ thì Tàu Cộng và Việt Cộng cũng sẽ sụp đổ thôi, tại vì nó sẽ có những cái phản ứng dây chuyền ở trên thế giới này mà không không có một chế độ nào có thể control, có thể kiểm soát và thay đổi được. Tôi xin hết. Cảm ơn anh Đạo. Trước hết thì tôi đồng ý với anh Đạo ở một điểm là chúng ta chỉ đưa ra dự đoán thôi, gọi là đoán mò thôi. Thành ra là những cái dự đoán mà người nào đó nói mà anh Thọ nghe được á, thì họ cũng có cái lý của họ, họ có cái căn cớ của họ, là họ thấy cái chuyển biến ở bên trong nội bộ Cộng sản Việt Nam á, là
cán cân quyền lực nó thay đổi từ Bắc cộng mà nó chuyển sang Nam cộng, đa số nắm quyền thì họ dự đoán là sự trở lại của Nam cộng. Nhưng mà tôi cũng đồng ý với anh Đạo, điểm thứ hai là thật ra tụi nó có trở lại hay không thì tụi nó cũng chỉ là đàm phán để chia sẻ quyền lực với nhau, chia sẻ quyền lực và lợi ích với nhau nữa, chớ tụi nó không bao giờ trở lại để trả quyền lực về cho người dân. Và nó không phải để nó trở lại để nó giúp ích gì cho Việt Nam Cộng hòa của mình. Tôi rất là nghi ngờ là không có cái thằng cộng sản nào mà nó có tinh thần quốc gia. Tới bây giờ tôi vẫn không thấy người cộng sản nào có tinh thần quốc gia. Vì người cộng sản họ nói họ yêu nước, tức là tinh thần ái quốc đó. Họ nói dốc chơi thôi chứ thật ra là không có cộng sản nào yêu nước hết đó. Là cộng sản yêu nước thì nó đã không phải là cộng sản nữa rồi. Nếu yêu nước thì nó không theo cộng sản, mà theo cộng sản thì không thể yêu nước. Ai mà Phải còn nói thắc mắc rõ là cái đó yêu đô la, yêu đúng. đô la thì trong giai đoạn này cộng sản nào cũng muốn hốt đô la để bỏ chạy hết á. Và cái dự đoán của tôi thì trong trong cái ngắn hạn thôi, trong ngắn hạn thì cái cuộc tranh chấp quyền lực của nội bộ cộng sản Việt Nam nó đang diễn ra khá thuận lợi cho phe Nam cộng. Tôi nói khá thuận lợi thế chứ tôi không tin rằng Nam cộng đã nó lật ngược thế cờ giống như cái dự đoán mà đưa ra tiền đề thì tôi không tin. Tại vì cái thuận lợi thứ nhất là nghe nó đang đang giống như là nó đang bận tay bận chân, nó không có thể mà nó khống chế được nhiều cái bên ngoài, nó lo cái chuyện bên trong. Đó là cái thuận lợi thứ nhất. Vì sao thuận lợi thì họ tôi nói cho các anh chị nghe. Cái thuận lợi thứ hai á, là Tàu nó đang tính toán cái chiến lược gọi là chiến lược sống còn, và có thể gọi là chiến lược cuối cùng của nó, Đảng Cộng sản Tàu. Chiến lược cuối cùng đó là chiến lược đánh bại Hoa Kỳ để làm bá chủ thế giới. Thì Tàu nó bận vô cái đó là cái tập trung lớn nhất của Tàu. Tại vì thằng Nga với châu Âu nó quýnh lộn á, thì thằng Tàu nó rảnh tay rảnh chân để nó một mình nó dập thằng Hoa Kỳ mà không có bị đánh hội đồng. Hồi nãy anh Đạo nói có một cái điểm rất là quan trọng đó. Đó là chúng ta không biết được thực chất bản chất của cuộc chiến Nga với Ukraine là gì đâu. Tại vì biết sao cuộc cuộc chiến đó nó có những cái ẩn khúc bên trong, nó không đơn thuần thằng Putin với thằng Nga nó cũng không có ngu đến độ nó đi xâm lược ở thế kỷ 21 này để người ta chửi nó, khắp thế giới chửi nó, không có ngu đến độ như vậy. Nhưng mà cái bản chất của tụi nó là những cái liên minh ngầm, nó ăn chịu, nó chia chác lợi ích trên đầu người dân trên thế giới này nó quá lâu rồi. Bây giờ đã đến lúc mà tụi nó phải giải những cái bài toán này, giống như cái gì nó cũng phải đi đến cái hạ màn ấy các anh chị. Thì cái liên minh ngầm giữa Nga với châu Âu, rồi giữa châu Âu với Hoa Kỳ, rồi giữa Nga với Hoa Kỳ đã đến lúc phải hạ màn. Có một lần là anh chắc anh Thọ còn nhớ, chúng ta đưa ra một cái thông tin mà rất là nhiều anh chị em, đặc biệt là trong nước, người ta rất là ngạc nhiên, có người không tin, đó là Liên Xô là do Hoa Kỳ tạo ra. Liên Xô là do Hoa Kỳ tạo ra, người ta không tin, nhưng đó là sự thật. Các anh chị, không có Hoa Kỳ là không có Liên Xô. Sự thật trần trụi vậy đó. Hoa Kỳ nó nuôi lớn thằng Liên Xô, chứ nếu mà không có Hoa Kỳ là bây giờ Liên Xô nó nói tiếng Đức hết rồi. Thằng Hoa Kỳ nó tạo ra Liên Xô. Thành ra là những cái gì mà nghe ngày hôm nay nó thừa kế của thằng Liên Xô nó làm, là Hoa Kỳ nó chịu trách nhiệm lớn lắm đó các anh chị. Võ khí của thằng Liên Xô là do Hoa Kỳ nó chuyển giao công nghệ cho, chứ Liên Xô nó không làm được. Kể cả nguyên tử, cũng vậy. Thành thử ra là bây giờ là cái lúc cái màn cuối của cái vở kịch này, thế giới nó phải sắp xếp lại, thì mọi mọi thứ nó phải bạch quá ra, nó phơi bày quá. Mà trước trước cái sự bạch quá đó thì những cái thế lực mà nó không muốn bạch quá nó cũng phải xóa dấu vết với các anh chị. Thì tôi nói vậy thôi, các anh chị tự suy nghĩ, nó phải xóa những cái dấu tích làm ăn phi pháp, buôn bán, buôn lậu chất cấm, đặc biệt là buôn lậu uranium. Mà nước nào có nhiều uranium nhất thì cái nước Ukraine đó, Ukraine đó, cái chữ Ukraine nó là cái nước nhiều uranium nhất thì nó tên là Ukraine, vậy thôi, nó dễ hiểu vậy đó. Cái thằng đó là chuyên buôn lậu chất mà chế tạo vũ khí nguyên tử cho thế giới này, nó bán lậu á, thì nó giàu thôi. Mấy dính gì già đó nó khủng khiếp lắm các anh chị. Thành ra nó phải xóa những cái dấu tích đó. Rồi nó còn những cái mối đi đêm giữa thằng châu Âu với cộng sản. Các anh chị biết châu Âu nó có một cái nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà đồng thời thì nó lại làm ăn buôn bán với cộng sản nhiều nhất trên thế giới này. Nó lạ lùng vậy đó. 11 nước châu Âu là đồng minh của cộng sản. Các anh chị thấy ngộ không? 29 nước châu Âu thì có 11 nước là đồng minh của cộng sản rồi.
cái chuyện gì mà nó kỳ cục trên đời này vậy, thì tất cả mọi thứ đó nó phải sắp xếp lại. Thì thằng Tàu nó rảnh tay rảnh chân bởi châu Âu với Nghe đang bánh lộn á, thì nó đang tập trung cho trận đánh quê kỳ. Thì các anh chị thấy rõ ràng là thằng Cộng sản Việt Nam nó sẽ có một cái cơ hội rất lớn là: ê thằng Tàu, nó không có kèm đầu kẹp cổ tao, thì tôi nói Cộng sản Việt Nam nó có cái nhóm mà nó muốn thoát Tàu thôi nghe, chứ cái còn cái nhóm mà nó không muốn thoát Tàu thì không phải đâu. Thì cái nhóm đó nó nói: ê, đây là cơ hội của mình. Cơ hội của mình khi thằng này nó đang quánh lộn với thằng quê kỳ thì nó sẽ không có kìm đầu kẹp cổ mình nữa, tức là kìm ít hơn, kìm ít hơn. Và cái thằng đàn em của nó, tức là thằng Bắc Cộng á, nó sẽ bị bơ vơ, nó không có chỗ dựa, thì chúng ta sẽ quật khởi, chúng ta sẽ nổi dậy để chúng ta lật đổ. Thì cái cuộc lật đổ ngoạn mục vừa rồi các anh chị thấy rồi, là thật ra cái nhóm Bắc Cộng với nhóm Bắc Kinh nó cũng vẫn biết, nó biết, nó thanh trừng ngay ông Phúc, thanh trừng ngay ông Phúc liền. Tại ông Phúc cái nhóm của ông Phúc á là cái nhóm rất là muốn đu càn Mỹ. Các anh chị nhìn thấy ông Phúc mà gặp ông Cho, mà chị thấy nó mừng y như ông Trọng gặp Tập Cận Bình vậy đó, cái mặt nó ngoan mà nó trung thành dữ lắm luôn. Cái mặt thiếu điều, tại vì ông không có đuôi thôi, chứ ông có đuôi là ông mắc rồi đó, tôi nói thiệt với các anh chị luôn á. Cái mặt nhìn thấy cái, tại vì hồi xưa tôi có học nhân tướng học, tôi nhìn cái mặt là tôi biết cái mặt nó trung thành dữ lắm. Ông Trump mà ông chỉ cần vỗ vỗ đầu cái là cái đuôi ông quát 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 gì, có cái gì lòng thòng là quát cái đó. Nó ngoan vậy luôn. Thành ra thằng 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 Lú với thằng Tập Cận Bình nó biết để thằng này ngồi chủ tịch nước nguy hiểm lắm các anh chị, phải thanh trừng nó. Tại sao nguy hiểm? Các anh chị thấy chủ tịch nước không phải làm cái chức ngồi chơi cho vui, cái bề ngoài các anh chị nghĩ vậy, nhưng mà thật ra về hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, nó có một cái cắt cớ là gì nè: thằng cha chủ tịch nước được quyền bổ nhiệm tướng, thăng tướng, cắt chức tướng, điều những thằng tướng đi chỗ khác, không có chức nào ở ở trong trong Ba Đình được làm chuyện đó ngoài chủ tịch nước. Bình thường tao không có quyền gì hết, nhưng mà tao có quyền điều tướng. Ổng hứng hứng là ông điều mẹ mấy thằng tư lệnh mà thân Bắc Kinh đi chỗ khác hết, thì các anh chị thấy lớn chuyện không? Lớn chuyện. Lớn chuyện liền, điều mấy thằng tư lệnh mà không thân Bắc Kinh mà muốn đu càn Mỹ giống tao lên là lớn chuyện liền. Thành ra là phải dập ông Phúc, lôi bà vợ ổng ra, rồi lôi đủ thứ công ty Việt Á, lôi tùm lum ra. Thật ra thằng cộng sản nào nó cũng có cái dớp của nó đó, thằng cộng sản nào nó cũng ăn hết á. Thành ra cứ muốn các anh chị mà muốn gọi là chống tham nhũng đấy, thì các anh chị chống hết mấy thằng đảng viên là được, không có đảng viên nào không có tham nhũng. Cái đảng cộng sản là cái đảng tham nhũng mà, thành thử ra tất cả những cái trò chống đó là để lật ông Phúc thôi. Nhưng mà cái tụi Bắc Kinh nó cũng không có đủ sức để khi mà lật ông Phúc để nó đưa một cái thằng thân Bắc Kinh lên ngồi cái ghế đó, nó chưa có đủ sức đó. Thành thử ra cái nhóm mà Nam Cộng đó, nó còn mạnh mà các anh chị. Hồi nãy anh Đạo nói một cái điểm rất là quan trọng, đó là tụi nó có hàng chục tỷ đô la trong người, tại vì tụi Nam Cộng nó giàu, giàu lắm. Nam Cộng nó giỏi làm kinh tế, nó giàu lắm, kinh tế thị trường nằm trong tay Nam Cộng mà. Thành thử ra nó dùng tiền nó mua phiếu, nó mua những cái thế lực, nó mua những cái ảnh hưởng, nó đạp dò rồi nó đút lót, nhưng mà nó cầm bằng chứng. Thành ra những cái thằng mà ngồi trong bộ máy quyền lực đó, nó cũng á khẩu với mấy thằng Nam Cộng. Chính vì vậy sàng qua sàng lại cuối cùng cũng phải bầu thằng Na thằng thằng Nam Cộng khác lên làm chủ tịch nước thôi, chứ cái gì? Tại vì tụi nó đầy ở trong trong mà gọi là gì, Quốc hội nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam, với gì, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tụi nó ngồi đầy trống, toàn là mấy thằng đã ngậm tiền của phe Nam Cộng. Nó không nói được, nói là nó bung ra tùm lum hết á. Thành ra là bầu qua bầu lại thì cắt thằng Nam Cộng này, thằng Nam Cộng khác bò lên. Nhưng mà cái lợi thế đó đó nó không có được lâu, và nó cũng không có cho thấy là Nam Cộng đang giống như là đang nắm quyền ở Việt Nam, không phải vậy. Bởi vì sao các anh chị biết không? Bởi vì cái ghế quyền lực lớn nhất trong cái bộ máy chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn là Tổng Bí thư. Tổng Bí thư vẫn là Bắc Cộng, không bao giờ Nam Cộng. Thật ra trong lịch sử Tổng Bí thư là Nam, không phải là Bắc. Người Tổng Bí thư phải là Nam là Bắc. Nhưng mà từ khi Bắc Kinh nắm quyền thế giới này thì Bắc Kinh ra một cái chỉ thị, ra một cái công thức mà ông Trọng ông nói rồi đó, ông Lú ông nói đó: Tổng Bí thư phải là người miền Bắc giỏi lý luận. Nhưng mà tôi kể cho các anh chị nghe, Tổng Bí thư đầu tiên Lê Hồng Phong, đúng không? Lê Hồng Phong Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đầu tiên là dân miền Nam hả? Rồi Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, những cái tay Tổng Bí thư đó có thằng cha nào là miền Bắc đâu, toàn là thế hệ Tổng Bí thư gọi là đời đầu không đó. Các anh chị thấy ngộ không?
tại sao tổng bí thư đời đầu lại là miền Nam và tổng bí thư đời sau thì lại là miền Bắc mà phải có lý luận? Tức là gì? Tức là cái phe mà Liên Xô nó còn mạnh á thì nó bảo kê cho mấy thằng Nam Cộng. Mấy cậu Nam Cộng làm trời làm đất, nó mới có cái trận chiến biên giới năm 79, tại vì Liên Xô bảo kê mà nó mới dám quánh. Còn nếu mà không, mà bây giờ đang Bắc Kinh bảo kê là đố ông Trọng dám quánh dám dám tổ chức mà trận chiến biên giới nữa đó, tôi đố dám á. Bây giờ làm gì dám, bây giờ gọi là bộ đội biên phòng á, bộ đội biên phòng tức là lực lượng mà phòng vệ mà biên giới á, nó mặc đồ giống Hà Tào luôn, để làm chi các anh chị biết không, để nó đừng có bắn nhau nữa để đừng có quánh nhau nữa. Biên phòng của Tàu với biên phòng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó mặc chung một một quân phục thì tức là không có đánh nhau nữa. Điều đó cho thấy gì? Tổng bí thư đang dẫn thuộc về miền Bắc, tức là tổng bí thư là cái ghế quyền lực cao nhất đang dẫn là Bắc Cộng nắm, tức là phe thân thân với Bắc Kinh đó, dẫn nắm quyền ở Việt Nam. Cái cuộc mà trở lại của Nam Cộng vẫn chưa thành, nó chỉ là sự gọi là gì, sự giằng co. Nam Cộng vẫn còn sức để giằng co. Tại sao lại lại có cái chuyện mà Nam Cộng vẫn còn sức để giằng co, thì đó là một câu chuyện rất là dài, không chỉ liên quan tới tiền không, tức là tụi nó nhiều tiền thì đúng, nhưng mà nó còn có những câu chuyện khác nữa, thì nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ. À, không biết cái trả lời của tôi vậy có thỏa đáng hay là hợp lý không, anh Thọ có ý kiến gì không ạ? Mời anh Thọ. Quý vị khán giả cũng có thể đặt câu hỏi tiếp nha. Cái vấn đề tôi cái này tôi thú thật với anh đó, tôi chỉ đọc thôi chứ còn tôi không có cái khả năng mà phân tích và hiểu cái tình hình như anh. Nhưng mà cái gì tôi thấy là vậy nè, ông người ta đọc thì người ta nói rằng ông đó ông phải sa thải ông Phạm Bình Minh, rồi ông Đạm là cái phe phía Nam, rồi đó mình tưởng cái gì rồi thay thế lại bởi cái bà tên là bà Xuân, rồi thay thế bởi Hưởng. ông Thưởng là người Nam, rồi tại sao có cái chuyện gì lạ vậy? Thì vừa đuổi sao cái đám Nam rồi thì giờ lại kéo là Nam Nam trở lại là làm sao? Thành ra cái đó tôi không hiểu. Thì người ta nói rằng mà cái động đó là gì, người ta nói rằng ông Trọng đó ông đang sửa soạn để cho ông Thưởng lên thay thế ông, tại vì ông Thưởng này đó là người sanh ở ở ngoài Bắc nhưng mà là người Nam sanh ngoài Bắc rồi trở về miền Nam, vì có phải là đúng vậy không? Tôi nói gì bậy thì quý vị sửa. Thành ra đó nếu mà như vậy thì có thể nào là nó có những cái chuyện mà ngựa đi về ngựa không? Rồi tôi làm cái gì? Tôi đọc chứ. Tôi đọc cái những cái mà thâm cung bí sử, cái cách mà cái cách mạng lật đổ Liên bang Xô Viết, cách mạng Nhung, nó cách mạng mà gọi là ở trong cung đình đó, của cộng sản đó. Thì tôi thấy rằng quý vị thấy không, ông còn ba xếp ông sửa sang ông lên ông nắm để ông sửa đổi cái hệ thống của ông rốt cuộc lại thì ông Yeltsin lên, rồi ông Putin lên, rồi đảng cộng sản tiêu tùng. Thành ra có nhiều cái mình giờ mình không có hiểu, thì cái này đó là nói thật chứ quý vị đó, tôi phải theo dõi rồi tôi phải phân tích, tôi phải đọc những cái tài liệu của những cái người mà theo dõi cái chương trình này để mình có thể hiểu hơn. Tới bây giờ đó tôi lấn cấn lắm, tôi không hiểu Dạ. tại sao nó có những cái chuyện lạ lùng như vậy. Có thể nào hồi trước đó, bây giờ đó cái này đó, tôi nói nếu tôi nói sai quý vị cứ sửa cho tôi, tức là hồi trước là mỗi lần bây giờ nói mọi chuyện ở bên Tàu bên Mỹ bên chỗ nào được tiền làm nó quyết định mọi sự. Rồi quý vị thấy là không có mà không có tiền để mà lo cho dân chúng thì nó nổi điên lên, không có tiền mà để cho cái hệ thống nó chạy thì nó cũng nổi điên lên. Thì bây giờ mình thấy là mỗi lần ở bên đó, hồi trước Trung Cộng làm ăn phát đạt gạt thằng Mỹ lấy mớ tiền,
thành hãy có chuyện gì ở trong mà Việt Nam á, thì Trung Cộng nó bỏ tiền vô nó giải quyết, thì nó chỉ nào nó phải nghe. Bây giờ nó không có tiền nữa, quý vị dòm thấy nhà cửa cái bất động sản đó, bất động sản của bên Trung Cộng cũng như bên Việt Nam nó tan nát rồi. Là bây giờ đó ai sẽ cứu cái hệ thống đó, hỏi là trả lời. Thành ra bây giờ đó có phải là có những cái chuyện mà nó đang xảy ra, thành ra tại sao người ta nói nó có thể có lợi gì mình. Tôi nói như vậy, tôi nói là nếu anh Mỹ đó, cái bàn tay lông lá có mà anh thọc vô đó mà anh điều khiển đó, mà không nghe đó, thì anh sẽ làm cái gì cũng như anh đã làm với Việt Nam Cộng Hòa trước. Thì lúc đó đó có phải là cái bánh xe nó quay tròn rồi nó trở lại không? Thành ra nó mới ở trong mấy cái đại học đó, nó mới có những cái tư tưởng đang nghiên cứu về cái thuyết gọi là reverse Nixon. Tức là bây giờ đó muốn đánh thằng Nga đó, muốn chiếm cái thế thượng phong đó. Hồi trước là xin lỗi, nó muốn đánh thằng Nga đó để chiếm cái thế thượng phong thì phải đi riêng Trung Cộng, mà đi riêng Trung Cộng đó, thì phải hy sinh Việt Nam Cộng Hòa. Rồi bây giờ đó muốn đánh thằng Trung Cộng đó thì phải làm sao dàn xếp với thằng Nga bằng cách này bằng cách khác. Rồi đó lúc đó đó thì đó phải làm ngược lại cái gì Nixon đã làm, tức là phải, quý vị nhớ thì Việt Nam Cộng Hòa là khắc tinh của Trung Cộng, nếu muốn kiểm soát Trung Cộng thì không thể nào để Đảng Cộng sản mà hùng cứ ở tại Việt Nam như bây giờ, thì phải có Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Đó là cái gì người ta nói tại sao mà Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về. Quý vị có nhớ câu người ta nói không? Nguyễn đi rồi Nguyễn sẽ trở về. Thì đó là cái gì mà tôi nghe nói vậy mà tôi chưa có nghiên cứu kỹ càng, thì tôi không dám nói là cái phần thắng là bao nhiêu hay cái gì. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu rồi. Có một cái lý thuyết nó nói phải Việt Nam Cộng Hòa phải trở lại, mà trong cộng đồng của mình cũng vậy nữa. Bây giờ quý vị lên YouTube, quý vị đã coi rồi cái thuyết Việt Nam Cộng Hòa trở lại nó rất là đông. Đó là cái gì tôi mà cái này đó, nếu quý vị đọc những cái comment của những người trong nước thì quý vị cũng thấy đó, cái lòng của họ nao nức lên. Hồi trước có mỗi lần mà tôi nói chuyện mà Việt Nam Cộng Hòa trở lại này kia, giỏi lắm được 50 người, 100 người, mà phải đi đến nơi, rồi phải mướn cho hội trường, rồi phải nói chuyện. Bây giờ quý vị lên trên này, quý vị giờ không thấy. Một cái live stream thôi, tệ nhất cũng là 7-8 ngàn. Mà nhiều nhất thì 80 mấy ngàn, thì quý vị tưởng tượng không? Mà không phải vậy không, họ lấy những cái lý luận đó, họ chế ra, họ làm những cái YouTube khác. Rồi quý vị dòm thấy đâu, quý vị muốn mà làm một cái mà nghiên cứu đó, quý vị cứ tìm tất cả những YouTube nói tới cái sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa, họ thêm muối thêm mắm, họ lấy những cái lý luận của mình đó. Nhưng mà quý vị thấy đó, nó cả triệu người xem vậy. Thì bây giờ đó quý vị, tôi thì tôi rất có lẽ là tôi mơ cái vấn đề Việt Nam Cộng Hòa trở lại quá, thì tôi có thể tôi lại rất là chủ quan. Thành tôi nói vậy tôi không biết có sai không, nhưng mà tôi thấy nó hoàn toàn khác biệt khi mà tôi mới bắt đầu mà nói về vấn đề mà Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Nhưng mà cái lạ của tôi là gì? Là tại sao mấy ông Việt Nam Cộng Hòa đó thì lại rất là lạnh lùng với lại cái sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa, sao kỳ vậy? Tôi không hiểu được. Thành tôi xin ngừng ở đây. Mấy ông mà anh Thọ đặt câu hỏi hóc búa quá. Anh Đạo có ý kiến gì không anh Đạo? Tại sao có mấy ông phe Việt Nam Cộng Hòa của mình lại không muốn Việt Nam Cộng Hòa trở lại? Có cái chuyện gì mà kỳ vậy anh Đạo? Tôi nghĩ rất là đơn giản, hay nó hơi tiếu lâm chút là nếu Việt Nam Cộng Hòa trở lại thật thì cái công cuộc mà chiến đấu của bơ cờ vàng rồi này nọ
nó sẽ chấm dứt đi thì mấy người sẽ không có việc để mà làm. Tôi thì nói thì nghe tiếu lâm vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ là một phần cũng cũng đúng, không phải là sai. Có điều mình thấy rằng như thế này, cái người dân Việt Nam, kể cả đảng viên cộng sản, nó đã ngán ngẩm cái chế độ cộng sản dữ lắm rồi, mà cộng sản quốc tế thì bây giờ là nó cũng tệ hơn chợ chiều rồi. Thành ra bây giờ nếu mà nói là cái thuyết mà con người càng ngày càng phải nâng cấp cái sự cần thiết của họ đó, thì bây giờ cái chế độ mà cộng sản ở Việt Nam cũng như chế độ cộng sản ở Tàu, chế độ cộng sản ở Nga, nó đã tạo cho người ta có một số người có những cái số tiền rất lớn, rất 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 lớn. Bây giờ người ta muốn hưởng, nhưng mà nếu mà cứ ôm lấy cái chế độ cộng sản ấy, thì nếu mà hưởng công khai thì đi tù rất dễ, mà hưởng lén lút thì nó không sướng. Mà bây giờ đem tất cả các tiền của đó ra bên tư bản dễ chết, như đem qua Mỹ hay là Tây phương thì cũng lo ngay ngái, không biết chừng nào Mỹ nó trở mặt, nó tịch thu mấy cái tiền đó. Tôi chỉ nhắc một điều sự thật mà chúng ta biết là tại sao Nam Cộng giàu, là nguyên cái đám mà người qua ở miền Nam, người qua ở miền Bắc đó, cho tới năm 75 họ đã bị triệt hạ hết rồi, còn người qua ở miền Nam đến năm 75 họ vẫn giàu. Cho nên một trong những lý do mà Nam Cộng giàu là họ tống khứ người qua đi. Quý vị có tưởng tượng khi mà tôi qua trại tị nạn thì có những người mà đi bán chính thức đó, họ tả đó, vàng với lại đô la đó là đựng bằng cái cần xé đó quý vị, vàng với đô la đựng bằng cần xé, mà đó là chỉ là một chỗ ở Biên Hòa đi thôi, một chỗ ở Biên Hòa đi thôi, khoảng 13 cây vàng đến 18 cây vàng. Mà Nguyễn Tấn Dũng là lãnh chúa ở Rạch Giá thời đó, Rạch Giá là một trong những nơi mà tổ chức đi bán chính thức ồ ạt nhất, thì quý vị tưởng tượng đi, vàng với đô la thâu vô cần xé. Thì do đó tại sao giải thích là cái Nam Cộng nó giàu là như vậy. Mà có một cái điều nữa, không biết Huy có nhớ không, là mình có quân khu 7, quân khu 9, là Cộng sản nó có quân khu 7 và quân khu 9. Nhưng mà quân khu, nhớ là quân khu 8 hay là gì đó, là quân khu nó tám mà không tiêu có. diệt, nó bị tiêu diệt vì một cái vấn đề gì đó, mà có thể là vì vấn đề là ăn ăn có ăn chịu với nhau, chia chác với nhau về cái số lợi nhuận mà vượt biên, tại vì khiến cho nguyên cả cái quân khu đó biến mất. Thì tôi không có nhớ, mà tụi cộng sản nó không có đề cập đến chuyện này. Nếu mà Huy là những người trong nước thì có thể là Huy biết rõ mấy chuyện này. Tôi thì chỉ thấy rằng người Việt Nam chúng ta sẽ có cái cơ hội rất lớn để mà thoát cái gọi là mafia quốc tế của tụi cộng sản quốc tế. Thì chúng ta đã đến cái thời của mình rồi, tại vì cái giống như luật sư Thọ nói là cái dòng bánh xe đó nó quay đi rồi nó sẽ quay trở lại cái điểm khởi đầu. Thì tôi luôn luôn tin tưởng một cách lạc quan rằng đã đến thời mà người ta phải đặt lại vấn đề để dùng đó như là một cái giải pháp tương đối là hòa bình cho cái khu vực này. Tôi xin hết rồi. Cảm ơn anh Đào. Chương trình của chúng ta có sự tham gia của bạn Joseph Phạm Khương, nhà hoạt động trẻ đến từ Hoa Kỳ. Mời Khương gửi lời chào tới quý khán thính giả. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình của anh Vũ Đức Huy và các vị diễn giả thuộc luật sư Lâm Trấn Thọ, anh Lê Văn Đạo và anh Vũ Đức Huy. Anh Cảm ơn Khương. Khương.
Chương trình chúng ta cũng sẽ tiếp tục có phần kết nối và giao lưu với khán thính giả, trả lời câu hỏi từng rồi cũng như trực tiếp tuần này. Quý vị đặt câu hỏi, Phạm Khương sẽ là người kết nối quý vị đến với các diễn giả. Cảm ơn Phạm Khương và quý vị. Trở lại với vấn đề hồi nãy anh Đạo vừa đặt ra, cũng liên quan tới Nam Cộng về quân khu 8 đó, thưa các anh chị. Đừng quân khu 8 biến mất nó có hai lý do chính. Lý do thứ nhất hồi nãy anh Đạo nói rồi, đó là ăn chia không đều. Nói vậy cho nó dễ hiểu đi, nó ăn chia không đều. Nhưng lý do thứ hai nó quan trọng hơn về mặt bản chất á, tại sao quân khu 9 nó ăn nó cũng đâu có chia, mà nó không biến mất. Quân khu 7 nó ăn nó cũng không chia mà nó biến mất, tức là nó chia ít thôi. Nó gần đây thì nó mới bắt đầu mà nó chia nhiều về ngoài kia, chứ lúc trước nó ăn nó không chia. Mà quân khu 8 nó có một cái đặc điểm, đó là nó tập trung những cái lực lượng từ tướng tá cho tới quân của nó, là theo nó được huấn luyện bài bản theo cái mô hình của tụi Taliban. Các anh chị hiểu tụi Taliban không? khủng bố bịt mặt, đập đầu, cắt cổ, đặt miền gài miền. Nó được huấn luyện một cách rất chuyên nghiệp. Nếu như tụi Ba Đình mà không tiêu diệt quân khu này, nó đâu có chịu, nó đâu có thần phục Ba Đình. Cái tụi này nó không có thần phục Ba Đình. Nó mà nó nhào vô gần nữa là ủa, tự nhiên giải phóng xong rồi, thống nhất xong rồi mà nó lại quánh mình nữa rồi sao? Thành ra tụi Ba Đình không được, tao phải thủ tiêu tụi này. Tức là nó có một cái lý do bên trong, là cái đám này được huấn luyện một cách rất chuyên nghiệp, mà nó huấn luyện để đi đặt mìn nè, đắp mô nè, rồi đập đầu, cắt cổ, nó bịt mặt, nó quất vậy không đó. Thì các anh chị hiểu là đâu, không thể nào tụi Ba Đình sống sót nếu mà còn cái đám đó. Thành thử ra là nó phải tiêu diệt quân khu đó, mà nó không cho, trong lịch sử nó cũng không cho biết luôn. Lịch sử, kể cả lịch sử đảng còn không nói cho quý vị biết. Các bạn học trong nước các bạn cũng không bao giờ biết được đâu. Đó là cuộc thanh trừng nội bộ cộng sản với nhau. Và quay trở lại cái câu chuyện chúng ta đang bàn, là cái sự trở lại của Nam Cộng như vậy thì nó đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề. Ngoài việc là trong khi người quốc gia của chúng ta còn rất là nhiều người thờ ơ, dĩ nhiên cái phong trào Việt Nam Cộng Hòa trở lại thì nó đã mạnh hơn trước rất là nhiều rồi. Mạnh hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn có những người rất là thờ ơ. Họ không muốn Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại bởi nhiều lý do, trong đó có cái lý do nãy anh Đạo nói đó, mà chúng ta cười, nhưng mà thật ra cười ra nước mắt, đó là Việt Nam Cộng Hòa trở lại rồi thì tụi tao chống cộng đâu có được tụi bay. Việt Nam Cộng Hòa trở lại tao chống cộng người ta cười tao chết. Các anh chị hiểu không? Cái nghề của tao là nghề chống cộng mà. cái tao hành nghề chống cộng mà, thành ra bây giờ tao thất nghiệp tao đâu có chịu, thành ra tao phải giết Việt Nam Cộng Hòa để tao tiếp tục chống cộng. Cái nghề của tao nó quan trọng hơn cái nước của tao nữa nha tụi bay. Cái lý do nó ngộ vậy đó các anh chị. Và còn một lý do khác nữa mà tôi tin rằng các bạn trẻ rất là hiểu, đó là những cái gương mặt trẻ, còn gọi là gương mặt chống cộng trẻ đi, gương mặt YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, bây giờ có TikTok nữa. Họ không bao giờ muốn Việt Nam Cộng Hòa trở lại, mặc dù họ cũng chống cộng sản, họ cũng đấu tranh dân chủ, nhưng mà họ không muốn Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. Cái này mới là cái chúng ta đáng nói hơn những cái thế hệ mà đã sồn sồn hoặc là đã già rồi. Tại vì thế hệ đó không có đông. Những cái người mà chống cộng mà không muốn Việt Nam Cộng Hòa trở lại không có đông. Những cái gương mặt mà trẻ, cái đó mới đáng nói, bởi vì họ rất đông. Cái ảnh hưởng của họ đối với người dân rất nhiều, bởi vì họ có thể thu hút hàng trăm ngàn lượt view trong một chương trình của họ. Họ có thể khoác cờ vàng, họ có thể gắn cái cờ trên ngực giống như tôi vậy đó. Một bên cờ Mỹ, bên cờ vàng ba sọc đỏ, mà đi dự tiệc của mà Cộng sản Việt Nam tổ chức. gắn cờ thì Việt Nam Cộng Hòa, mà đi ăn tiệc của Cộng sản Việt Nam là sao? cái kiểu đó là cái kiểu làm sao? Các anh chị có thể giải thích cho tôi hiểu cái loại chống cộng phải là bắt cá hai tay chỗ nào cũng có tôi. cái này anh Thọ nó bắt cá hai tay còn hơi nhẹ, cái này em nghĩ là hai tay bắt hai con, mà hai chân nó còn quéo thêm hai con, rồi cái đùi nó còn kẹp thêm con nữa, cái miệng nó còn đóng thêm con nữa thì nó mới đúng. Chứ có cái kiểu mà bắt hai con nó cũng không thể nào diễn tả được. Mà đeo cái cờ về mà đi vô dự tiệc của Cộng sản tổ chức thì tôi cũng không tưởng tượng được là họ trân tráo đến độ như vậy luôn. Nhưng mà cái ảnh hưởng của họ rất lớn. Thì đây mới là cái vấn đề đáng nói. Sẵn có bạn trẻ Khương ở đây thì tôi cũng hỏi bạn Khương một câu luôn. Bạn nghĩ gì về những gương mặt trẻ chống cộng này? Những gương mặt trẻ chống cộng hả? Thì em cũng có gặp, cũng có coi những cái livestream của những người trẻ cỡ khoảng có chừng 40 tuổi trở xuống thôi.
cũng có một bạn trẻ bên Canada đó, cũng cũng cỡ tuổi em, cũng cũng nói chung em nói thẳng luôn, cũng bị đặt mở diễn đàn chống cộng đó. Em họ lúc đó nói chung là mấy người này chỉ toàn là lên án cộng sản, lên án tội ác của cộng sản, rồi rồi lên án mấy cái tụi Việt Cộng nằm vùng ở trong cộng đồng của người Việt quốc gia hải ngoại nữa. Nói chung là mấy cái đó nó cũng hơi thừa thãi, nhưng mà nói chung nhưng mà việc đó cũng nên làm. Nhưng mà tuy nhiên á, mấy người bạn này có lần em cũng đã từng vận động họ rồi, vận động họ là cái chúng tôi có cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa này, và em cũng giải thích cho họ hiểu nữa, vậy mà họ cũng ngang nhiên từ chối. Họ không phải ngang nhiên mà là họ từ từ chối một cách dứt khoát luôn, là vậy đó. Rồi em hỏi là tại sao, thì họ nói là thì cái giải pháp này thì tôi thấy nó không có hiệu quả gì hết đó, không có hiệu quả hết, nên tôi không không có ủng hộ và cũng không quan tâm gì hết, cho nên thôi em cũng không có cái gì để nói với họ nữa. Và em cũng cũng nói lại với họ luôn, nói thẳng với họ luôn là nếu như mà quý vị mà cứ cứ lên diễn đàn mà cứ nó cứ cứ đi lòng vòng vậy hoài thì thôi, thà đừng có mà mở diễn đàn chống cộng nữa. Tôi nói thiệt luôn á, tôi thiệt với các bạn, với các anh chị luôn á đó. Đó vậy đó. Rồi sau đó họ 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 nói với em vậy nè: ủa thì tụi tôi mở diễn đàn hay 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 không là chuyện của tụi tôi, chứ tụi tôi có tự do của tôi thì tôi nói ok, nhưng mà còn cái giải pháp của các bạn ấy, thì tôi không có ủng hộ là vì nó không có hiệu quả ok gì đó. Nhưng mà mình khi mà những nhân vật này mà mình hỏi lại là gì, giải pháp của anh chị là gì, thì cái câu trả lời tôi biết chắc luôn là họ nói tôi không có giải pháp gì hết. Có người thì họ không có trả lời vậy mà họ sẽ quay qua họ chửi tôi. Tôi gặp rồi, họ nói y như Khương nói vậy đó, nói, ủa cái này là quyền tự do của tôi mà, tôi nói là quyền của tôi không muốn Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại, nhưng mà tôi vẫn cứ chống cộng sản và tôi đeo cờ vàng vậy đó, đó là quyền của tôi. Họ nói đúng nha, họ nói đúng, họ có quyền đeo cờ vàng, họ có quyền chống cộng sản, nhưng họ có quyền không muốn Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại, họ có quyền thù ghét Việt Nam Cộng Hòa, đó là quyền tự do cá nhân của họ, tự do tư tưởng mà các anh chị. Nhưng mà bởi vì mà mình mới bực, tại vì mình thấy nó kỳ quá các anh chị, cái quyền tự do đó nó mâu thuẫn với lương tri của con người, có những thứ tự do nó mâu thuẫn với lương tri nha các anh chị. Tại mình mới hỏi ủa vậy anh đeo cờ vàng mà anh không muốn Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại, vậy anh chống cộng sản làm gì? Họ mới nói là tôi chống cộng sản để làm cho Việt Nam tốt hơn. Tôi hỏi ủa gì Việt Nam nào anh muốn làm cho Việt Nam nào tốt hơn? Thì cái Việt Nam trong nước tôi đó, tức là cái Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi muốn làm cho Việt Nam xã hội chủ nghĩa tốt hơn, nhưng mà tôi vẫn đeo cờ vàng. Các anh chị thấy ngộ không? Tức là đeo cờ vàng mà lại muốn làm cho xã hội chủ nghĩa tốt hơn. Thành ra càng hỏi thì chúng ta sẽ càng bị chửi. Càng hỏi thì chúng ta sẽ càng bị chửi, là tại vì họ không có giải pháp gì hết đó các anh chị. Mà giải pháp cuối cùng của họ là giúp cho Cộng sản Việt Nam mà thôi. Họ có thể không biết điều đó, họ có thể không biết, nhưng cũng có những người biết. Đó mới là vấn đề của chúng ta. Các anh chị thấy không? À, mà cái số này tôi cho rằng rất đông. Và trong trong cái thời gian gần đây có một điều lạ là cái số tự nhiên chống cộng nó có cái dấu hiệu quay xe còn nhanh hơn cái tụi Nam Cộng nữa, nhanh hơn tụi Nam Cộng quay xe với Bắc Cộng nữa. À, họ quay xe theo cái chiều hướng là họ muốn hòa hợp hòa giải, theo cái chiều hướng là họ muốn xóa nhòa ranh giới của Quốc Cộng. Theo cái chiều hướng là xóa bỏ hận thù, bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai. Anh chị nghe mấy câu đó thấy quen quen không? Quen quen không? Tôi nói thiệt các anh chị, nếu mà các anh chị không thấy quen, các anh chị lên trang của Ban Tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, chị đọc các anh chị thấy mấy câu đó rồi. Thấy thấy mấy chiến lược đó mà 30 năm trước nó đã nói rồi chứ không phải mới đây đâu. Rồi bây giờ thấy cái mồi đó. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy trên thế giới nó có những cái biến đổi rất là lớn, nó rất là có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Hồi nãy luật sư Thọ trình bày, anh Lê Văn Đạo trình bày, nó rất có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, bởi vì thế giới cần Việt Nam Cộng Hòa để chế ngự không chỉ một mình Trung Cộng mà nguyên cái khối cộng sản ở châu Á, nguyên khối cộng sản châu Á. Có cộng sản châu Âu thì họ có cách để chế ngự rồi,
cái khối tự do nó có cách để chế ngự rồi, nhưng mà cái khối cộng sản châu Á bây giờ thậm chí chế ngự không được mà nó còn qua nó quánh luôn Hoa Kỳ, nó quánh luôn châu Âu, quánh mẹ cả thế giới này luôn, đúng không? Các anh chị có bị cúm tàu chứ? Có bị chưa? Ở đây trên diễn đàn mình bị điều bị điều, chỉ có tôi chưa bị. Tôi chưa bị. Các anh chị có chích vaccine chưa? Vaccine tàu đó, chích xong các anh chị bị biến chứng tùm lum hết các anh chị, đúng không? Chích xong thấy sức khỏe nó xuống luôn đấy. Tại sao chúng ta phải bị như vậy? Thằng tàu nó đang quánh thế giới này đó, mà chúng ta là nạn nhân trực tiếp luôn đó. Thành ra cái khối cộng sản châu Á do Tàu lãnh đạo, bây giờ thế giới phương Tây nó rất nhức đầu, nó không biết cách để kiềm chế nữa, nó không có cái phương pháp để kiềm chế. Nó cần Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại là một cái cớ pháp lý. Một cái cớ pháp lý, cái này mới quan trọng nha. Tại vì tụi phương Tây nó làm gì nó cũng căn cứ vào pháp lý hết. Nếu các anh chị nghiên cứu về công pháp quốc tế, các anh chị sẽ hiểu cái nguyên tắc này. Tụi phương Tây nó không có làm bừa, nó không có làm càn. Nó cần một cái cớ pháp lý để nó đánh cho thằng Tàu bị sụm, giống như anh Đạo nói đó. Đánh thằng Tàu bị sụm nhưng không có xài súng, không có xài chiến tranh. Tại sao như vậy? Tại vì thời buổi này mà các chị xài chiến tranh, xài tới súng ống, đụng tới, đặc biệt là võ khí nguyên tử thì bao nhiêu người phải phải hy sinh, bao nhiêu máu phải đổ. Thế kỷ 21 trôi qua 23 năm rồi các anh chị. 23 năm 3 tháng 4 ngày rồi. Tôi nói đúng không? Mà bây giờ còn phải chết người để xử lý những cái chuyện về chính trị nữa sao? Con người mình tệ vậy sao? Loài người mình chậm phát triển quá vậy? Thua mấy con kiến nữa. Tổ chức bày đàn con kiến tốt hơn nhiều, trật tự hơn nhiều, đúng không? Thành ra nó phải có cái cớ pháp lý để đánh thằng Tàu mà không cần dùng súng. Mà cái cớ pháp lý không có cái gì khác đó các anh chị, chỉ có một thôi, không có gì khác đó. Việt Nam Cộng Hòa phải được trả lại đúng vị trí của nó. Cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được khôi phục tự động, Trung Cộng và Việt Cộng, tất cả các loại cộng trong trong châu Á này luôn, là nó bị rớt mặt nạ hết. Người ta nghĩ về Trung Cộng là một nước, một quốc gia mới nổi, một nền kinh tế mới nổi. Người ta nghĩ về Việt Cộng là một nền kinh tế năng động, cởi mở, đúng không? Thế giới này nghĩ vậy, mà những cha giáo sư ở bên phương Tây cũng nói vậy, giáo sư, thậm chí giáo sư ở ở Mỹ cũng nói y vậy đó, nói y như tôi vừa nói. Nhưng mà thật sự nó có phải là một nền kinh tế mới nổi, hay một nền kinh tế cởi mở, hay là một cái nước mới nổi, một cái nước trỗi dậy trong hòa bình, ba la ba la, đâu phải vậy đâu. Nó vẫn là thế lực đi xâm lược. Thế giới này tao quên mẹ nó hết rồi. Lâu quá rồi cái ông bà mình có câu, để lâu cứt trâu quá bùng á, nó đi xâm lược người ta 50 năm người ta quên mẹ nó đi xâm lược luôn. Quên hết rồi, tại thế hệ thứ hai rồi, thứ ba rồi, thứ hai rưỡi rồi. Quên mấy thằng cộng sản đi xâm lược mà tưởng là nó là thế lực mới nổi. Thành ra cái việc mà các anh chị muốn lột mặt nạ đó thì các anh chị cứ đưa cái nạn nhân xâm lược ra công pháp quốc tế. Mày là nền kinh tế mới nổi, mày là thế lực trỗi dậy trong hòa bình, đúng không? Vậy sao mày xâm lược Việt Nam Cộng Hòa? Cái chuyện đơn giản vậy anh chị nghĩ mấy người Tây nó không làm được luôn hả? Nó làm không được luôn hả? Anh chị nghĩ nó không biết cách để đánh Tàu luôn hả? Nó không biết cách đánh Việt Cộng luôn hả? Ủa sao mày nói mày thế lực trỗi dậy trong hòa bình mà mày xâm lược Việt Nam Cộng Hòa? Thì lúc đó dĩ nhiên thằng Tàu với Việt Cộng nó, tôi xâm lược hồi nào? Xâm lược ai? Thì nó nói đây, Việt Nam Cộng Hòa đây, bằng chứng đây, chữ ký của mày thọt vô ký đây. Ồ, năm 73 mày ký vô tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Năm 74 mày quánh lấy mẹ đảo Hoàng Sa người ta. Năm 75 mày quánh lấy luôn nước người ta. À, mày giết hàng triệu người của người ta. Rồi cái từ năm 75 tới giờ mày lấy biết bao nhiêu đất đai, biển đảo, tài nguyên mày đào lên mày bán, mày chia nhau mày ăn, mẹ con mày lấy. Ủa vậy quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa đâu? Mày ký vô đó mà, tụi mày ký vô mà. Rõ ràng mày dùng súng mày đi xâm lược, mày xâm phạm quyền tự quyết của dân miền Nam Việt Nam, xâm phạm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tất cả những cái đó các anh chị nghĩ có cần phải cái tụi Tàu hay tụi Việt Cộng nó phải đồng ý để người ta xử tụi nó không? Thế giới này chỉ cần có một cái nghị quyết lên án hành vi xâm lược cái là xong rồi, chứ cái gì đâu mà nó dễ muốn chết luôn mà. Giống như cái cách mà người ta xử Putin với Nga bây giờ vậy đó. Mấy thằng tỷ phú Nga không có liên quan gì tới Putin đó, có liên quan chứ. Đang vận hành một cái câu lạc bộ túc cầu ở giải ngoại hạng Anh, Chelsea á. Ông gì tôi quên tên nè, ông tỷ phú gì đó. Tự nhiên cái nó lấy hết câu lạc bộ đó. Tiền đổ vô cả mấy tỷ đô, đuổi đi đi. Ông nói, ủa sao kê giá tiền của tao, câu lạc bộ của tao? Không, tại vì thằng Putin nước mày nó đi xâm lược Ukraine, thành ra tiền của mày tao lấy.
nó chơi vậy đó. Một thế giới này nó dễ vậy đó chị, các anh chị nó dễ lắm, quánh tư sản phải phải cao cấp, quánh tư sản phải quánh như mấy thằng Tây vậy đó, quánh cái là mấy thằng tư sản gọi là la làng la xóm mà không có thưa kiện được. Tao mày đi xâm lược thì tao lấy tiền của mày. Nói, ủa tôi đâu có đi xâm lược đâu, thậm chí tôi còn gom tiền cho Ukraine, tôi quỷ lạo, tôi cứu trợ cho Ukraine mà. Thì nói tao không biết, mày về mày nói chuyện với Putin đi, mày nói chuyện với tổng thống xứ mày đi, chứ tao thấy xứ mày đi xâm lược rồi tao cứ lấy tiền của mày. Thành ra tỷ phú Tàu đông không các chị? Đông. Tỷ phú Việt Cộng đông không? Đông. Tiền tôi nói để đâu các anh chị? Tiền để đâu? Tôi trả lời cho các anh chị nói, làm sao mà Việt Nam Cộng Hòa trở lại được? Làm sao mà tụi nó bắt buộc Việt Cộng với Tàu Cộng với thực thi ba la ba la? Trời ơi, các anh chị không hiểu gì về cái vận hành của cái dòng tiền đô la trên thế giới này. Nó ăn cướp tiền ở trong nước của các anh chị là tiền Việt Nam đồng đúng không? Rồi nó đem Việt Nam đồng nó chuyển qua Mỹ hả? Tới ông cố nội nó bả nó làm gì qua bên kia, tôi nói thiệt chứ nó cao trần trụi, mấy thằng Mỹ nó lấy cái tiền Việt Nam đồng chùi đít nó cũng không lấy nữa, chùi nó đau, có mặt hồ với đó chùi nó đau đít lắm, nó thiệt luôn á, cái giấy của nó còn mịn hơn cái tiền thằng hồ nữa. Thành ra cái tiền Việt Nam đồng nó không có trở ra nước ngoài mà nó đổi tiền đô ở trong nước của các anh chị á, tức là cái dự trữ đô la ở trong nước á nó gom, sau đó nó mới chuyển đô qua bên Mỹ cất, chuyển đô qua châu Âu cất, chuyển đô qua Úc cất, chuyển đô qua Gia Nã Đại cất, kế nhà anh Thọ nè nó cất kho đó, đó. Không tin hỏi anh Thọ coi. Nó cất kho bự lắm ở khu Ottawa, Montreal đồ với gì à, Ontario, Toronto, ô cho tôi cắt lỗ khủng đó. Thì cái việc mà muốn nó thực thi một cái gì đó dễ bẹt cái gì, tiền nó cướp được nó cắt bên đây hết rồi. Mấy thằng này nè, mấy thằng các anh chị nghĩ mấy thằng Tây nó hiền lắm mà, nó thiện nam tín nữ. Nó không muốn thôi chứ nó chưa muốn, chứ khi nó muốn nó ngồi lại nó hey mày có chịu rút về khỏi gì tiếng 17 không, mày nói không thử một tiếng mày nói không một cái tất cả tiền của mày đang cất nước tao là của tao, dễ vậy đó, nó dễ bẹt vậy, tự nhiên đi cướp mấy chục năm trắng tay, con cái của mày tao trục xuất về nước, tao tước quốc tịch, tao tước thẻ xanh, tao trục xuất về hết, tự nhiên tao cướp cho đã, tao đưa con tao qua nước ngoài sống, cái tự nhiên con tao bị trục xuất về, vậy con tao về trại súc vật sống giống người dân luôn vậy, tao làm cho cái trại súc vật này nó thúi quắc rồi xong con tao về sống chung trong cái đống thúi đó, các anh chị nghĩ mấy thằng gì cộng nó muốn điều đó không, mấy thằng tàu cộng nó muốn không, nó phải chấp nhận thực thi những gì mà người ta đưa ra, đó là công pháp quốc tế, cái công lý nó vẫn được thực thi trên cái thế giới kỳ cục này bằng cái cách nó hơi lắt léo một chút. Tôi quản diễn để cho các anh chị hiểu Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn có thể trở lại à, rồi quay trở lại. Nhưng cái điều đáng tiếc ở đây là gì, cái điều đáng tiếc ở chỗ là các bạn trẻ các bạn bị cái bẫy truyền thông của ban tuyên giáo, mà cái này cũng có tội rất lớn của ông Thưởng. Ông Thưởng mới lên chủ tịch nước hồi nãy anh Thọ nhắc đó. Ông nuôi nguyên cái đám dư luận viên bò đỏ rồi định hướng viên rồi mấy thằng đấu tranh dân chủ mà trong khuôn khổ của ông, ô tôi ông nuôi đông lắm tôi biết lũ khủ luôn, tôi rủ ông lên tranh luận như tôi hoài mà ông chốt không dám, bây giờ ông lên chủ tịch nước rồi chắc là không dám, ông càng không dám hơn. Hồi xưa trưởng ban tuyên giáo lên nói chuyện với tôi còn có cửa, bây giờ chủ tịch nước khó nó vậy đâu được. Ông nuôi những cái đám nó định hướng viên tầm bậy tầm bạ, nó nói với người dân rằng, nó nói với các bạn trẻ rằng Việt Nam Cộng Hòa là quá khứ rồi, trong khi chính ông là người dân Việt Nam Cộng Hòa, ba có ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt, nhiều người đồn ông cháu nội cháu nít gì, ông là con rơi của ông Võ Văn Kiệt, con rơi Sáu Dân chứ con cháu nội cháu ngoại cái gì. Nhiều người hỏi sao tôi nghe nói cháu nội cháu ngoại sao mày nói con rồi gì, căn cứ đâu căn cứ khỉ khô gì, các anh chị về hỏi mấy cha tập kết ra Bắc hồi năm 54 á, tức là gọi là gì ta, gọi là đàn anh của ông Võ Văn Kiệt luôn á, đàn anh tập kết năm 54, hỏi mấy ông nói cho nghe, mấy ông ở đầy trong nước mà hỏi đi, người ta nói cho nghe, người ta biết hết lý lịch của mấy cha đó, đó. Bà ngăn con rơi của ai rồi ông thưởng con rơi của ai, ô thôi lũ khủ ông tí ông Dũng con rơi của ai người ta còn biết cái anh chị. Cao mới Cà Mau không phải là ba ruột con ba ít đâu, không phải đâu, không tin về Cà Mau hỏi con ba ít có giờ ghé thăm ba mình không, có phải ba đâu mà thăm, lũ khổ vậy đó. Thì á, các bạn trẻ bị định hướng bởi ban tuyên giáo rằng Việt Nam Cộng Hòa đó là quá khứ rồi, các bạn sinh ra là dân miền Nam mà các bạn hô quốc gia của mình đã là quá khứ này, vậy thì quốc gia của bạn ở đâu, thì người ta mới chụp cho bạn một cái quốc gia hoàn toàn xa lạ, tôi gọi là nước lạ đó, đó là nước mang tên xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Nếu các bạn không sụp cái bẫy tư tưởng đó, người ta đâu có chụp được. Giống như kiểu như bạn Khương này đi. Bây giờ mà kêu bạn Khương nói, Khương ơi, Việt Nam Cộng Hòa là quá khứ rồi, nước của mày là xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghe Khương, Khương đâu có chịu. Khương đâu, tao không chịu đâu, tao không chịu, mày đừng có khùng, mày không khùng cái nước gì thế gớm, tao không chịu đâu. Tại vì Khương nó không có bị sụp cái bẫy tư tưởng đó. Anh chị hiểu vấn đề không? Còn các bạn trẻ bị sụp cái bẫy tư tưởng Việt Nam Cộng Hòa là quá khứ rồi, thành thử ra khi cơ hội Việt Nam Cộng Hòa đang trở lại, thế giới nó đang xoay chuyển. Hồi nãy anh Thọ nói cái chuyện mà reverse Nixon đó, là đảo ngược cái thuyết của Nixon đó, là cơ hội của Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại đó, thì cái dân Việt Nam Cộng Hòa trẻ nó lại thờ ơ, cái đó mới là cái chết của mình đó. Chứ còn gọi là mấy cái tai mà tào lao đồ, livestream livestream đồ gì, chiến sĩ YouTube đồ, mấy cái tai đó thật ra cái ảnh hưởng của họ rất là nguy hại. Nhưng mà chúng ta cần là cần người dân trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hơn những tai đó. Anh chị hiểu hiểu những gì tôi nói không? Cần người dân trong nước, họ không cần làm livestream, họ không cần xuất hiện, họ không cần làm YouTube hay là Facebook, họ không cần, trừ khi họ muốn gì đánh bóng tên tuổi để mà sau này họ ra họ tranh cử. Nhưng mà cẩn thận nha, tôi nói cẩn thận á, trường mặt ra là rất là nguy hiểm. Các anh chị chỉ có hai con đường thôi. Một á, là các anh chị nổi tiếng sẽ bị cộng sản nó bắt. Hai á, là các anh chị phải đi lưu vong, các anh chị phải đi tị nạn lưu vong. Hai con đường, các anh chị không có chọn đường thứ ba. Con đường thứ ba mà nổi tiếng cộng sản không bắt mà không đi lưu vong á, thì chỉ có các anh chị là tay trong của tụi nó thôi, chứ còn không có con đường nào khác hết á. Thành thử ra cái đó mới là cái vấn đề của chúng ta ngày hôm nay. Tụi Nam Cộng nó có thể đang muốn bứt dây khỏi tụi Bắc Cộng, làm cái cơ hội rất tốt cho dân miền Nam Việt Nam mình. Bởi sao các anh chị biết không? Bởi vì á, dù gì đi chăng nữa thì trong cái lúc mà tụi nó đang đấu đá với nhau, tụi nó không tức là mình rảnh tay á, tụi nó đang, hai thằng nó đang quánh lộn nhau, mình rảnh tay mình làm được rất là nhiều chuyện. Tụi nó sẽ giảm cái việc mà đàn áp tụi mình, giảm cái việc mà cản trở tụi mình. Dĩ nhiên nó cũng vẫn thả mấy thằng đánh phá ra để cản trở, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Cái hiệu quả nó sẽ không bằng là hai thằng nó hợp tác tập trung để quánh mình. Thành ra đây là cái cơ hội rất tốt để các bạn đánh thức những thế hệ trẻ, những người bạn xung quanh mình, để họ hiểu cái quốc gia của họ là Việt Nam Cộng Hòa, và cái cơ hội để quốc gia trở lại đang rất là lớn. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái phần trình bày của chúng tôi. Không biết anh Thọ, anh Đạo còn vấn đề gì về chủ đề này nữa, hay là chủ đề gì khác để đưa ra trước khi chúng ta bước vào phần giao lưu với khán thính giả không ạ? Bây giờ trước hết cho tôi đưa những cái tin tức mà nó rất hay, và chúng ta có thể hiểu một phần nào tại sao đó cái tình hình ở Việt Nam nó phải xoay chuyển chứ không thể tiếp tục được. Là tại hiện giờ đó, cái vấn đề bất động sản đó là cái cách mà phát triển mau nhất ở bên Tàu, nhưng mà Việt Nam, nhưng mà nó bị chặn lại rồi. Tại vì cái số tiền mà để bỏ vô trong bất động sản đó, để mà thổi bất động sản lên đó, như bên Tàu đó, cất nhà mà không có người ở đó, để cho mà cái người ta thấy rằng là có hoạt động này kia đó, cái đó nó hữu hiệu rồi. Thì bây giờ đó, các tôi đọc cái này, những cái tin tức này chứ không phải là của tôi, các công ty Âu Châu muốn đầu tư hàng trăm triệu đô la vào điện gió ở Việt Nam, nhưng mà đó cái hệ thống của chính quyền bây giờ đó, họ không biết định quyết định như thế nào. Thành ra bây giờ đó, những cái người mà người ta biết chuyện mà người ta nói ê, phải làm cái gì chứ, còn không phải là cả trăm triệu đô la đó, nó vuột tay của mình. Rồi cái chuyện thứ nhì nữa là ở Biển Đông đó, bây giờ đó Trung Cộng nó đang hùng cứ. Mà cái khổ của mình là gì nữa? Là bây giờ Trung Cộng nó biết rằng đó, là nó không có cái căn bản pháp lý. Thành ra những cái nước mà mua hay là mua dầu lửa đó, mà người ta nói là mua dầu lửa mà trả sai chủ đó, vậy tí dầu lửa của tôi mà cái thằng bạn của tôi nó lấy dầu lửa nó bán cho anh, mà anh trả tiền cho nó, khi mà tôi biết được tôi thưa thì anh phải trả lần thứ nhì. Chính vì vậy cho nên đó, tụi Trung Cộng đó, ta gọi là hiện bây giờ nó đang tìm cái cách để nó khai thác dầu lửa một cách nghĩa là có thể gọi là có thể chấp nhận được. Là nó làm cái gì, cái gì, cái tưởng tượng không? Hồi trước đó, những cái đảo mà của Việt Nam Cộng Hòa, những cái
những cái gọi là những cái vùng của Việt Nam Cộng Hòa, thì bị Phi bây giờ đó nó chạy vô nó Phi Việt Nam Cộng Hòa mà bị nạn thì nó nhào vô đó, nó nói là của nó rồi đó. Phi với lại Trung Cộng giành nhau, bây giờ Trung Cộng nói thôi bây giờ đó tụi mình khai thác với nhau đi, tức là cái gì, tức là cũng như là một anh láng giềng nó dòm thấy đó, nhà của người ta lộn xộn thì nhảy vô đó chiếm cứ, rồi cái anh làng xóm bên bên cũng thấy nhảy vô cũng giành phần mình, rồi hai anh đó mà đi giành nhà của người ta, nói thôi bây giờ thôi tụi mình quên cái chủ đi, tụi mình cứ khai thác, tụi mình chia nhau. Cái đó là cái gì nó đang xảy ra. Mà ông Việt Nam Cộng sản thì không làm gì hết. Bằng chứng là hiện bây giờ đó, nếu quý vị đọc những cái tin tức là mấy người ngư phủ Việt Nam bị quýnh tả tơi hết. Nghĩa là ôm cái đầu về mà không có, chính phủ không có giúp đỡ cái gì hết. Còn đọc nữa, tôi đọc một cái tin mà tôi đang đi tìm để tôi nói với quý vị cái tin đó tôi lấy là từ đâu đó, cái xuất xứ của cái tin đó là có một cuộc đụng độ thì lính cảnh sát mà tuần tra đó muốn binh vực ngư phủ Việt Nam, thì họ đang là đuổi mấy chiếc tàu cá mà đánh ngư phủ Việt Nam, thì đùng một cái là tụi cộng sản Trung Cộng cái vàng dàn quân đã đầy về dàn mấy chục chiếc tàu để mà nó tấn công mấy người cảnh sát biển của Việt Nam. Thì quý vị thấy đó, cái tình trạng đó mà hiện bây giờ đó, cái tin tức đó nó được này là thế giới luân chuyển tùm lum hết, nhưng mà trong nước mình không nghe nói gì hết. Thì nó có những cái chuyện đó mà nó ứ động như vậy, chính vì lý do đó không thể nào đó Cộng sản Việt Nam giấu giếm và cứ tiếp tục giấu như vậy được nữa. Thành ra nó bắt buộc phải có một cái gì đó thay đổi. Và đặc biệt nữa là cái chuyện mà hồi nãy anh Huy nói với tôi đó, là cha con cũng đem tiền qua giấu bên Mỹ, giấu bên Canada. Thì mới giờ đây đã có những cái chuyện đó. Việt Cộng nằm vùng qua Mỹ theo diện OE5, diện thương gia bị bắt. Việt Cộng nằm vùng qua Mỹ theo diện OE5 bị bắt, động hương Việt Nam Cộng sản không thể tiếp tục thở thụ động trước hiểm họa Việt Cộng xâm nhập cộng đồng ở hải ngoại. Thành ra hải giặc mặc chỉ tên những bọn chúng. Thì bài dịch theo thẳng bản thông tấn Washington theo dõi Việt Cộng nằm vùng, thì trong đó có một ông tên là Kenny Nguyễn, tức là đang ở Huntington, Pennsylvania. Nguyễn đến Hoa Kỳ qua thị thực visa đầu tư EF5 một vài năm trước đây, và gần đây hắn mở một công ty kinh doanh lót sàn gỗ, lợi dụng việc chính phủ Hoa Kỳ dễ dàng trong hệ thống chính trị cởi mở. Nguyễn đã sử dụng tài khoản của mình trên xã hội để quảng bá cho sự bành trướng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách thuyết giảng lý tưởng hận thù có kế hoạch. Cùng lúc hắn cũng cất giấu một số vũ khí giết người bất hợp pháp như lựu đạn, súng ngắn tự động. Nguyễn đã thông báo trên trang Facebook của mình rằng chính hắn sẽ tạo ra thiệt hại lớn cho nhiều công dân Mỹ vô tội, những người phản đối việc rao giảng tội ác thù hận của hắn. Sau khi hoàn thành hồ sơ của cuộc điều tra, FBI đã gửi những thông tin thu thập được cho Washington. Ngay sau khi nhận được báo cáo, Bộ Nhập cư Hoa Kỳ tự hỏi nếu EF5 hay bất cứ chương trình thị thực tương tự khác sẽ làm hại nhiều người hơn là làm lợi, thì họ đã dừng chương trình vô hạn. Một trong các lý do khiến Bộ Nhập cư Hoa Kỳ đình chỉ việc cấp thị thực visa cho các doanh nhân Việt Nam là chính quyền Cộng sản đã cài đặt nhiều nhân viên tình báo cũng như đảng viên Đảng Cộng sản trong các chương trình này. Điển hình là nhân vật Kenny Nguyễn. Và cái chuyện đó là chỉ nói cho quý vị là hiện bây giờ là mấy anh Quy Kỳ đã thức giấc rồi. Nhưng mà đó, Cộng sản nó cũng biết. Thành ra bây giờ đó, nó đang làm cái gì? Nó đang sửa soạn đó. Để mà khi nó chạy đó, có những người giúp cho nó chạy. Thì đó là ba cái cách mà, ba cái nhiệm vụ chính trị mà nó giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi sửa dịp nói chuyện cho quý vị nghe. Cách nó nói một cách rất là dễ dàng. Nó nói gì? Nó nói sẽ xuất cản những cái
đảng viên mà vừa là đảng viên cộng sản mà vừa là thành viên của Phật giáo Việt Nam qua để mà lập chùa hoặc là trưng thu những cái chùa mà chúng ta đã bỏ công lao để xây dựng. Rồi nó nói đó, nếu mà những cái người đó qua được rồi thì những người đó sẽ bảo kê cho những người khác qua, và dần dần họ sẽ lũng đoạn cộng đồng của chúng ta. Cái đó là cái chương trình họ đang làm, họ đang nói chuyện, họ đang tính toán để mà khi mà có chuyện gì đó họ sẽ dùng cái kế đó để mà thoát thân. Thì quý vị thấy không, mình giờ mình thấy là những cái chỉ dấu cho mình thấy rằng họ có tiền, nhưng cái nguy hiểm là họ biết tính toán chứ không phải là họ dân ngu. Thành ra đó, nếu mà Việt Nam Cộng Hòa chúng ta mà có tiền và biết tính toán thì cái ngày 30/4/75 nó không có tan tác như là chúng ta đã thấy. Thành ra họ hiện giờ đó, họ khôn, họ đang tổ chức. Đó là cái gì? Nó làm cho tôi thấy những cái chỉ dấu là gió đang đổi chiều. Họ đã sửa soạn. Thành ra cái đó nó làm cho tôi cảm thấy rằng đó, là cái giải pháp của mình đã được như là gió bắt đầu dịu, bắt đầu có gió. Thành ra chúng ta phải khôn khéo, phải làm sao đó ngồi lại với nhau, bỏ những gì biệt. Là tại vì đó, cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta tranh đấu không phải là cho chúng ta, không phải đi cho anh Huy trở về làm bộ trưởng này, hay là anh Đạo trở về làm thủ tướng. Còn tôi thì thôi, tôi già quá rồi, tôi không có sức nào mà tôi về để mà tôi làm gì hết. Thành ra đó, cái này đó mình làm để cho gì? Để cho những cái đảng phái, cho những người trẻ, cho những anh Phạm Khương, cho những cái người đi học ở ngoài này, họ về, họ giúp nước, họ về, họ lãnh đạo đất nước. Thành ra đó, chúng ta phải ngồi lại để coi đây là một cái cơ hội để chúng ta đổi đời, chúng ta sửa sai những cái gì chúng ta đã không có bị vô tình hay cố ý để làm hại đất nước. Chúng ta phải sửa sai cái đó. Thành ra tôi chỉ mong đợi đó, một ngày nào những cái đảng phái Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngồi lại với nhau, cái ngày đó sẽ đến. Dạ, tôi xin cảm ơn, tôi xin chấm dứt ở đây. Dạ, cảm ơn anh Thọ. Mà anh Thọ cũng yên tâm là sớm hay muộn gì thì ngày đó cũng tới. Tại vì cái lúc mà nó có hai kịch bản, cái lúc mà tụi Việt Cộng nó nương theo chiều gió để nó lột áo, nó tuyên bố giải tán đảng, nó tuyên bố tổng tuyển cử, thì mấy anh cha nội đảng phái của mình cũng tuột quần chạy lại. Cũng tuột quần phải chạy thôi, kiểu gì cũng phải chạy, đang về ứng cử chứ chẳng lẽ chống cộng đã, cuối cùng thành lập đảng rồi đã, có tổng tuyển cử này không ra ứng cử, mà muốn về mà đấu lại với tụi Việt Cộng. Cái kịch bản tôi vừa nói, tức là tụi nó chủ động hoàn toàn, thì những đảng phái quốc gia buộc lòng phải ngồi lại với nhau thì mới đủ sức để đấu với nó. Chứ các anh chị nghĩ nó dọn sẵn cái mâm mà tổng tuyển cử, các anh chị về các anh chị thắng không? Làm như chỉ có mỗi Việt Cộng, chỉ có mỗi Mỹ Cộng là nó biết gian lận phiếu à? Việt Cộng không biết à? Làm như chỉ có mỗi Bảy Đằng là biết ăn gian phiếu à? Các anh chị coi thường Việt Cộng quá vậy. Thành ra lúc đó là mấy cha nội mình cũng ngồi lại với nhau, dù ghét nhau cỡ nào cũng phải ngồi thôi anh Thọ ơi. À, và kịch bản thứ hai, quốc tế nó triệu tập hội nghị sáu bên đủ rồi các anh chị, không cần nhiều đâu. Nhiều người nói 12 chỉ chứ nhiều vậy trời, sáu nước là được rồi, sáu bên ngồi á, thì mấy cha nội đảng phái của mình cũng chạy tuột quần. Tại vì sao? Tại vì sau cuộc họp đó là một cái cuộc tổng tuyển cử cho miền Nam Việt Nam. Nếu không chạy vô hỏi luật bầu cử ai soạn, tôi đố các anh chị luật bầu cử ai soạn, không lẽ ông Thọ soạn? Ông Thọ có thể giúp ý, nhưng mà ông Thọ đứng ra lại một mình nó chửi chết. Mà nó cũng không được, tại vì phải là các đảng phái chính trị ngồi lại mới soạn được. Tại vì cái luật người ta như vậy mà, tất cả các đảng anh phải ghi danh đi bầu cử,
À, đảng tôi ra tranh cử, đảng tôi tranh tử, đảng anh phải cử người ra ngồi lại hiệp thương để soạn luật bầu cử. Cái luật bầu cử đó là luật chơi chung, và cái ủy ban giám sát của quốc tế nó sẽ căn cứ trên cái luật bầu cử để giám sát cuộc tổng tuyển cử của anh. Thành ra mấy cha nội đảng, cho dù tôi nói thiệt các anh chị, tôi nói bây giờ các bạn thành lập đảng đi, nhưng mà đừng có la làng, đừng có lên live stream nó tôi thành lập đảng, cộng sản nó bắt chứ chịu, và lúc đó đổi thừa tại anh Quy tôi mới bị bắt. Tào lao, chánh trị gì, chánh trị con nít, chánh trị cá lòng tông. Các anh chị thành lập đảng đi, mai mốt các anh chị con vé vô soạn luật bầu cử dễ bẹt chứ có gì đâu mà. Các anh chị muốn có tiếng tăm đúng không, các anh chị muốn có uy tín, muốn có danh gì với núi sông đúng không, thì tôi chỉ cho anh cách đó. Bây giờ thành lập đảng đi, dễ mẹ nó, có gì đâu mà. Giờ thôi, bây giờ chúng ta không phải thành lập đảng hai lúa đi. Cho tôi tham gia đi. Tôi thành lập đảng hai lúa được không? Được, xong được. Các anh chị ai đừng coi thường hai lúa nha. 25 triệu nông dân á, 25 triệu phiếu của các anh chị đó, đừng có giỡn nha. Thành thử ra là cái ngày mà các đảng phái ngồi lại với nhau để gọi là chống cộng thật sự, tới giờ trước giờ tôi nghĩ là chưa có chống cộng thiệt. Chống cộng thật sự á là cái ngày các đảng phái quốc gia ngồi lại với nhau trên cái mâm Việt Nam Cộng Hòa, trên cái bàn Việt Nam Cộng Hòa. Tuần trước tôi nói về cái bàn Việt Nam Cộng Hòa rồi ha. Ngồi lại trên cái bàn Việt Nam Cộng Hòa để nghĩ cách chống lại tụi cộng sản, đó mới là chống cộng thật sự. Các anh chị không bày cái bàn Việt Nam Cộng Hòa để ngồi lại với nhau, các anh chị không có chống cộng gì cả, nói chơi cho vui vậy thôi, chống cá nhân thôi. Tức là tao ghét nó quá, tao nói cái gì đó thì cho đã cái miệng tao thôi, chứ các anh chị không chống được gì nó, không rụng ngọng lông thằng cộng nào hết á. Bày cái bàn Việt Nam Cộng Hòa ngồi với nhau, làm sao cho lợi ích cho cái bàn này nhiều nhất, mà cái lợi ích của cái bàn cộng sản thấp nhất, đó mới là chống cộng. Mà cái ngày đó tôi tin chắc chắn nó sẽ tới, anh họ không cần lo, chắc chắn phải tới, tại vì không tới chắc chết. không tới là chắc chết. Tụi Việt Cộng nó cởi áo ra, nó tự bầu cho nó là nó lãnh đạo nữa rồi thôi chắc chết. Không giống như mình làm, mình dọn cho nó ăn thôi chắc chết. Chắc tôi trốn luôn. Lúc đó tôi trốn luôn. Rồi quay trở lại chương trình của chúng ta hôm nay. Hồi nãy giờ có bàn một cái điểm rất là quan trọng mà tôi muốn nghe ý kiến của anh Đạo, đó là cái công cuộc của chúng ta nó rất là quan trọng khi có Hoa Kỳ. Và hôm rồi á, tôi biết được là nhóm của anh Đạo có một cái cuộc vận động ở Hoa Kỳ nhân cái kỷ niệm 50 năm Hiệp định Ba Lê. Tôi muốn nghe cái tin từ phía anh Đạo. Hơi buồn là bệnh, thành ra ở nhà đang chờ tin tức tới. Nhưng mà có một cái điều này mình nên biết. Người Mỹ khi mà họ tham chiến ở đâu á, thì họ hay giao một cái vai trò gì đó cho các viện đại học. Mà để nhất Cộng Hòa, tôi nhớ không lầm đó, là một cái đại học Đệ Nhị Cộng Hòa, thì đó là dưới ảnh hưởng của Harvard, Đại học Harvard ở Boston này, nơi tôi đang ở này. Rồi khi mà Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ đó, thì Đại học Harvard qua cái chương trình Fulbright Việt Nam, thì đó là cái nỗ lực của người Mỹ để mà tìm con cá lội ngược dòng để mà làm cho cộng sản khá hơn, và nó sẽ chuyển đổi trong hòa bình. Và đến năm nay là từ 75 tới bây giờ là 47-48 năm, có vẻ là thất bại. Ông, những con cá đó nó thành công, mình lội đi chỗ khác. Không, con cá nó lội nước ngược, nhưng mà con cá dỗm chứ không phải lội nước ngược thiệt. Nó Mỹ nó mới tá quả, nó có con cá của Mỹ huấn luyện đàng hoàng, mà nó lại cái giọt máu của nó là máu tham nhũng, máu cộng sản, nó không thay đổi được. Thành ra con cá lội ngược dòng nhưng mà máu nó không thay đổi được. Bây giờ tôi không biết là cái đại học Harvard nó stuck với cái chuyện này, bây giờ nó làm sao nó sửa đây. Và cái chapter, tức là cái chương kế tiếp của cái chuyện mà chống cộng, chống Tàu cộng, chống Việt cộng đồ này nọ, không biết là nước Mỹ sẽ giao qua cho đại học nào. Tôi thì tôi
muốn nominate là Texas Tech, đó là một cái đại học mà ở Texas, là một tiểu bang của Cộng hòa, thì có thể là họ thầu trong vòng mấy chục năm kế tiếp để coi có một cái cơ may nào, bằng một cái cơ hội nào mà mấy ông bookworm, tức là mấy tay mà kêu bằng chuyên môn về chúi đầu vô sách vở, có thể thay đổi được cục diện của thế giới mà Harvard đã thất bại, và cái đại học trước Harvard cũng thất bại về đệ nhất Cộng hòa. Thì đó là một cái điểm mà tôi muốn nêu ra chỗ này. Thành ra cái lý do mà chúng ta tham gia với các đại học là giống lên một tiếng nói để mà ở trong cái giới tinh hoa của nước Mỹ, cái giới mà gọi là mình tiếng Anh nó gọi là bookworm đó, là mấy tay, tiếng Việt mình gọi là những cái tay mọt sách đó. Nó có nghĩ ra cái sách gì được để mà nó cứu cái thế giới này khỏi cái họa cộng sản quốc tế, mà nước Mỹ cũng đang lâm nguy là bị cộng sản dân chủ sắp kêu bằng cái gì đó, mình gọi là Việt Nam mình nói là đạp cึก của cộng sản quốc tế để mà đem cái lý thuyết đó vô nước Mỹ, thì nước Mỹ cũng đang nguy ngập. Về một cái điểm mà tôi muốn nói với mấy anh cộng sản đó, dĩ nhiên cộng sản họ phải rửa tiền, họ phải tìm cách là thí dụ ở ngoài kia mà bão nổi lên đó, mà đổi đời hay cái gì đó, thì cộng sản mới chui vô chùa để mà Nam Mô Di Đà Phật, để hy vọng là không lẽ người dân ta tràn vô chùa ta giết tụi nó. Thành ra cấp cộng sản thấp thì nó đầu tư vô du lịch chùa ở Việt Nam, cộng sản thứ thứ dữ nhiều tiền bạc tỷ thì nó đầu tư ra ngoài bằng cách là nó dựng chùa. Nhưng mà ở cái chỗ này đó, người Việt Nam, những người bình thường như tôi đã biết, thì tôi nghĩ chắc FBI cũng biết, chưa tới hồi mà nó ăn cướp của ăn cướp thôi. Thì bây giờ tụi cộng sản đó nó lập ra cái chùa nhỏ xíu à, rồi nó bắt đầu nó rửa tiền, nó sẽ khống lên, nó nói cất cái chùa đó là tốn 10 triệu 20 triệu gì đó, nó gửi tiền qua ồ ạt. Và thay vì cái chùa nó gọi là tiếng Anh gọi là temple, thì nó không đặt là temple mà nó đặt là monastery. Monastery nghĩa là tu viện. Cái chùa có một một hai sư, ba sư là cùng, nhưng monastery đó là cái thiền viện, cái kiểu mà Tây Tạng đó quý vị, có thể trăm sư hay là ngàn sư cũng có, tức là nó mở ra một cái chỗ để mà nó bảo trợ con cái nó qua để tu. Thì nó tu mới đầu nó qua, nó đầu trọc thời gian 6 tháng năm gì đó, cái là tóc nó mọc ra, nó biến vô cái dòng người mà di dân của nước Mỹ, nó biến mất. Thì đó là nó rửa tiền và đưa người. Thì nếu mà người như tôi mà biết đó, thì FBI nó cũng chờ cơ hội, nó chờ cơ hội để nó hốt tiền mà của cộng sản rửa qua đây. Đó là các đại gia cộng sản mà muốn chạy khỏi thiên đường cộng sản để về với tư bản dễ chết. Thì đây là một cái điều mà tất cả những người Việt ở bên đây trong cộng đồng Việt Nam đều biết. Và nếu chúng tôi đều biết thì chắc chắn FBI đều biết. Nhưng mà nó chờ để một mẻ lưới to để nó hốt hết thôi. Thành ra đây là một cái cơ hội mà cho cộng sản mất tiền. Tiền nó cướp của người dân bao năm thì nó sẽ bị tư bản giấy chết cướp lại một cách hợp pháp. Nhìn Ferdinand Marcos của Philippines, nhìn các độc tài ở Phi Châu qua đây đều bị tư bản giấy chết nó cướp những tiền của mà hốt hốt được, cướp được của người dân. Thì đó là một cái warning, tức là một cái cảnh cáo mà người Việt tị nạn
ở hải ngoại muốn gửi cho mấy cán ngố ở Việt Nam. Nó nghĩ là nó gửi công an với áo sư ra ngoài đây nó sẽ làm được điều gì. Nhưng mà không. Nó giấu tiền ở đâu, nó gửi tiền sao, nó rửa tiền thế nào, dây mơ rễ má, thì sẽ có một cái lưới lớn để mà chụp hết tụi bay. Xin hết. Dạ, cảm ơn anh Đạo. Thưa các anh chị, trong cái đợt mà 50 năm mà Hiệp định Ba Lê ký kết lần này á, thì có một điều rất là một tin tạm gọi là tin vui đi, thì cái nhóm ở Hoa Kỳ, anh Đạo, anh Cao Thái Hải, chị Nguyệt và một số anh chị em khác đi gặp gỡ với một trường đại học và những cựu binh Mỹ từng tham gia chiến trường Việt Nam. Thì trong đó những cựu binh này có những nhân vật rất là ảnh hưởng tới cái chính trị nha các anh chị. Thì họ làm rõ cái việc Hiệp định Ba Lê nó có những cái thất bại gì, và cái vi phạm Hiệp định Ba Lê tại sao không có được giải quyết, và cái những cái góc khuất sau đó, đặc biệt là cái kết ước 12 bên nãy tôi có nhắc tới đó, chỉ cần 6 bên là có thể triệu tập một cái cuộc mà bảo trợ cho tổng tuyển cử miền Nam đó. Thì cái kết ước cũng cần nói ra cho cái giới học thuật và cựu binh Mỹ họ biết. Thì cái nhóm các anh chị ở Hoa Kỳ đã làm rất là tốt. Đó là một cái tin vui. Tuy nhiên một cái tin lại không được vui, đó là các anh chị biết rồi, cái hiệp định này nó ký ở Ba Lê, tức là ở thủ đô Paris, Pháp á, thủ đô Ba Lê đó. Nhưng mà ở Ba Lê nó rất là yên ắng các anh chị. Tôi theo dõi từ đầu tuần tới giờ, mặc dù là gọi là vợ đẻ con đau, nhà hết gạo, đủ thủ thứ chuyện trên đời. Nhưng mà tôi cũng ráng, tôi bò, tôi lết, mà rảnh lúc nào tôi lên tôi coi. Tôi thấy sao thủ đô Ba Lê nó yên ắng quá, mà chỉ có thằng Việt Cộng nó tổ chức kỷ niệm thôi các anh chị. Tổ chức tuần xin, trước. Xin đính chánh chỗ này Quy. Xin đính chánh chỗ này Quy. Dạ. Tụi Cộng sản á, 40 năm Hiệp định Paris nó qua bển, nó tổ chức cái ăn mừng rồi này nọ, private, tức là ở trong riêng tư của bí mật. Tụi nó. Yeah. Bí mật. Nó đi đến cái nhà của mà Nguyễn Thị Bình hồi mà Hòa Đàm Paris đó, qua mướn cái nhà đó ở, nó gắn cái plaque, tức là gắn cái bảng lưu niệm. Đây là nhà mà phái đoàn của Mặt trận Giải phóng miền Nam đã ở rồi vân vân và vân vân. Nó làm thấy ngon ăn quá. 50 năm này nó tổ chức nữa. Thì nó bị dàn chào tới bến luôn. Dàn chào tới bến luôn. Tại vì ở bên đó người ta làm cũng hơi xa xôi. Và cái ngày làm nó cách đây khoảng một tháng, cũng là khoảng 27 tháng giêng, nó triển lãm đồ rầm rộ. Nhưng mà đầu voi đuôi chuột, tại vì người Việt tị nạn cộng sản ở bên Âu Châu, đặc biệt là Paris, đã phối hợp với nhau để mà dàn chào tụi nó. Dàn chào bằng cách nào? Dĩ nhiên là quốc sứ đọc kêu bằng tự do như Kinh Đô Ánh Sáng Paris, thì dĩ nhiên nó được triển lãm. Nhưng chúng ta dĩ nhiên cũng được quyền biểu tình lòng vòng đó, rồi đưa phái đoàn vào tiếp xúc với thị trưởng của cái thành phố nhỏ mà cái chỗ mà nó để tấm lắc đó, rồi giải thích cho họ nghe vân vân và vân vân. Thì thật sự ra người thị trưởng thì họ nói họ biết tất cả những cái điều mà mình muốn trình bày, và họ cũng hiểu cái điều cộng sản đã vi phạm Hiệp định Paris như thế nào, và họ hiểu tất cả những điều mà chúng ta muốn trình bày, và họ đồng ý với chúng ta về tất cả những điều mà chúng ta muốn đưa lên với họ. Có điều họ nói rằng ở một đất nước mà tự do như nước Pháp, thì một bên trình bày một câu chuyện thì bên kia là phản biện, đó là chúng ta, thì hoàn toàn được cởi mở và làm việc đó. Thì đó là cái tinh thần mà cởi mở của một cái đất nước tự do, mà cộng sản thì cũng đầu voi đuôi chuột, thì cũng rầm rộ, nhưng mà không thu hút được nhiều. Tại vì những cái tai mà người Việt ở trong cái cộng đồng của chúng ta mà
lén lén đi đêm với cộng sản, cũng không có dám ló mặt ra mà cũng không có dám công khai hùa theo cộng sản, bởi vì có lẽ họ cũng nghĩ rằng cộng sản đã đến xế chiều rồi. Và còn một cái điểm nữa là cái điểm là cũng thấy hơi lạ là cái nhà đó là cái nhà mà Nguyễn Thị Bình là đại diện của chánh phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tất nhiên là phe Nam Cộng đã ở. Thì chúng ta suy nghĩ rằng không biết ở trong cái bề trong của Cộng sản Nam Cộng với Bắc Cộng có lẽ là nó cũng đi đến cái giai đoạn mà quyết tử với nhau, cho nên nó dùng một cái cơ hội như thế để mà nhắc lại cái bọn Nam Cộng đã bị khai tử bởi vì Bắc Cộng đã bẻ càng giặt râu của tụi nó và không còn cho tụi nó có cái thanh kiếm là quân đội nữa để chiến đấu. Thành ra có vậy mà không phải vậy. Cái triển lãm 50 năm này mình nghi rằng ở bên trong là cũng là do Nam Cộng thổi phồng lên để mà tạo ra một cái phản ứng ngược. Tại vì không không mình nghĩ một cách thông thường, chẳng có ai muốn nhận mình là cha ăn cướp, mà cũng chẳng có ai lại ông tôi ở buổi này. Tất nhiên càng nhắc đến Hiệp định Paris càng bị phản ứng ngược, thì có thể đó là một cái phản ứng ngược mà Nam Cộng đang muốn. Thì ở đây là một cái câu hỏi, và đây là một cái cũng như là hơi đính chánh về anh Huy, cũng như là tường trình cho quý vị biết những cái gì đang xảy ra ở Paris và đang xảy ra ở nước Pháp cũng như là toàn Âu Châu. Tại vì cái biểu tình ở Paris nó coi như là của cộng đồng người Việt Âu Châu phản ứng lại cái triển lãm của Cộng sản, không phải là một đơn thuần một cái tổ chức nhỏ nào mà làm cái chuyện đó. Xin hết ở chỗ này và xin điền vào chỗ trống cho anh Huy. Xin hết. Dạ, cảm ơn anh Đạo. Thật ra là tôi muốn nhắc với các anh chị một chuyện thôi. Đó là tôi muốn thấy cái cuộc mà tiếp xúc với chánh giới hoặc là ít nhất cũng phải là giới tinh hoa, gọi là giới học thuật của Pháp á, giống như những anh chị em Hoa Kỳ đã làm trong cái giai đoạn này. Nếu như ở Hoa Kỳ á, họ hay hơn đó là một trường đại học với cái hội cựu quân nhân của Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở chiến trường Việt Nam, họ tổ chức cái hội thảo về Hiệp định Ba Lê. Thì ở Pháp thì không có cái này. Nhưng mà cái nếu các chị nhìn ngược lại hoàn toàn, chúng ta có thể làm điều này rồi mời họ vẫn được. Chúng ta mời 50 năm Hiệp định Ba Lê, 50 năm kết ước quốc tế. Mời mấy ông giáo sư Đại học Ba Lê. Mời những chánh trị gia đã về hưu của Ba Lê. Mời mấy thằng về hưu dễ lắm các anh chị, đừng có mời mấy thằng đương chức nó khó đi lắm. Mời mấy thằng về hưu nó không có bị kẹt, nhưng mà cái quyền lực của nó, đàn em của nó còn ngồi trong bộ máy nước nào cũng vậy chứ các anh chị, nước nào cũng vậy chứ không phải chỉ có Việt Cộng đâu. Nó về hưu nhưng mà nó cài thằng đàn em nó ngồi lại, ông Hải mình ra nó đại cũng vậy thôi, ông về hưu ông cũng cài lại. Tôi không khai đâu, tôi thề chết không khai. Nước nào cũng vậy, chính trị là vậy. Chúng ta mời mấy tay về hưu đó về nói 50 năm kết ước quốc tế, các anh chị thấy hay không? Ý tôi là vậy đó. Còn cái vụ mà tiếu tiếu tôi nói là Việt Cộng nó tổ chức á, thật ra là nó tổ chức nhưng mà nó banh mẹ nó rồi, nãy anh Đạo nói hết rồi, cảm ơn anh Đạo. Nó cũng tính tổ chức nhưng mà cái này nó cũng là một cái cắt cớ. Tụi nó tổ chức, tụi nó đánh tiếng nhưng mà tụi nó cũng làm lén lút, tụi nó cũng làm cái kiểu như cơ thập và thò rồi để cho cái người Việt quốc gia mình hùng lại quánh, quánh xong để cho nó muối mặt. Thì tôi cũng thấy cái dấu hiệu nó cũng hơi ngộ ngộ, tại tôi không quan tâm lắm tới chuyện Việt Cộng, nhưng mà tôi cũng đồng ý với anh Đạo là dường như tụi Nam Cộng nó muốn lôi cái này ra để nó làm xấu mặt tụi Bắc Cộng. Tụi Bắc Cộng không bao giờ dám nhắc mấy chuyện này các anh chị. Nó sợ cái vụ Hiệp định Ba Lê, nó sợ cái vụ cái đứa quốc tế dữ lắm. Tại nó cũng có ngồi trong đó mà. Lôi ra là nó bị tội xâm lược. Các anh chị hiểu tội xâm lược không? Còn tụi Nam Cộng vì sao nó làm như vậy? Không phải ngẫu nhiên bởi vì nó ghét Bắc Cộng mà nó làm. Tại sao tụi Nam Cộng nó cứ lôi cái vụ đó ra hoài? Mà các chị để ý nha, cái chuyện này mà tôi nghĩ là anh Thọ biết rành, tại vì nó bám anh Thọ hoài à. Những cái con cò mòi của Nam Cộng á, nó sẽ đi rất là gần với ban vận động tuyên ngôn hòa bình hoặc là giải pháp Việt Nam Cộng Hòa của mình,
nó sẽ tìm mọi cách nó tiếp cận nó là nó đi càng sâu càng tốt. Mà nhất là anh Thọ là nhân vật gọi là chiến lược gia, luật sư chiến lược gia của giải pháp, mà thành ra là nó phải tiếp cận nhiều nhất. Anh Thọ sẽ gọi là chắc tôi nghĩ là chắc tiếp cũng nhiều cái loại này lắm rồi. Tại sao vậy các anh chị biết không? Tụi năm cộng nó làm gì để gì, làm gì các anh chị biết không? Tại vì khi mà lôi cái này ra lại á, chỉ có thằng Bắc Cộng mới mang danh xâm lược thôi, tới chỗ năm cộng nó đâu có bị tội xâm lược. Thằng Tàu Cộng bị tội xâm lược Hoàng Sa của mình đó, với Trường Sa năm 88. Thằng Bắc Cộng bị tội xâm lược từ năm 75 tới giờ, nhưng mà Nam Cộng đâu có xâm lược. Nam Cộng nó là người Nam mà. Thì các anh chị có thể ghét nó đi như thế nào, nhưng nó rõ ràng là dân Việt Nam Cộng Hòa. Các anh chị không thể nào tước quyền công dân của nó được, đúng không? Đâu có cái tòa án nào tước quyền công dân nó là dân Việt Nam Cộng Hòa đâu. Chừng nào có tòa án xử thì nó mới mất quyền công dân, nó không phải là dân Việt Nam Cộng Hòa. Mấy thằng Nam Cộng nó vẫn là dân Việt Nam Cộng Hòa. Thì dân Việt Nam Cộng Hòa nó lên lãnh đạo đất Việt Nam Cộng Hòa thì các anh chị không thể nói nó là xâm lược, dù cái cách lãnh đạo của nó hơi vô vô nhân đạo một chút, nó hơi phi nhân tính một chút, đó là nó bắn giết người ta. Thì mình chỉ khép tội nó tội khủng bố, tội tội án chống lại loài người, chứ các anh chị Phiến không khép nó loạn, tội sinh cái tội à, phiến loạn tội phiến tức loạn là đó, khi thảo mà khấu, anh Nam là phiến Cộng là loạn, thảo khấu. tội nếu tội ác chống anh lại loài không, người nếu anh thì không được. đồng ý với lại một cái, anh là công dân của một cái quốc gia, anh không đồng ý với cái hiến pháp của quốc gia đó, anh không đồng ý với luật lệ của quốc gia đó, thì anh phải dùng những cái phương tiện mà quốc gia đó đã đưa ra cho người công dân để thay đổi. Anh không có quyền mà đi đi dùng bạo lực để lật đổ cái chính quyền đó. Đúng vậy, đúng Thành chính vì vậy. lý do đó, cái đó là cái tội đó. Và chính vì vậy á, tụi Nam Cộng nó không có sợ bị tội xâm lược, tức nó không sợ Hiệp định Ba Lê, nó không sợ Kết ước quốc tế. Và tụi Nam Cộng nó còn thấy một cái cơ hội nữa, để tôi phân tích luôn cho các anh chị thấy nha. Nó thấy một cái cơ hội là nếu như cái Kết ước quốc tế đó được thực thi, thì vĩ tuyến 17 sẽ được tái lập. Cuộc tổng tuyển cử xảy ra ở miền Nam. Tụi Nam Cộng nó chỉ làm mỗi một việc đơn giản thôi, đó là nó đổi tên đảng của nó thôi. À đúng Nó rồi. không có làm đảng Cộng sản nữa. Bây giờ tôi tuyên bố bây giờ tôi không theo Cộng sản nữa. Các anh chị cấm nó được không? Ủa người ta không theo Cộng sản mà cũng không cho nữa hả? Phải ép nó theo mới chịu hả? Các anh chị đâu có quyền đó đúng không? Tôi tuyên bố bây giờ tôi không theo Cộng sản nữa. Mà bây giờ thật ra có thằng nào Cộng sản đâu. Các anh chị nhìn tụi nó coi toàn là tư bản đỏ thôi, chứ Cộng sản mẹ gì. Nó làm bộ nó nói Cộng sản để nó mị dân, để nó ăn cướp thôi. Tôi tuyên bố bây giờ đảng của tôi là đảng đảng gì đó, đảng lao động chẳng hạn gì, hồi xưa nó đã đảng lao động rồi mà, đảng lao động các anh chị đâu cấm được nó. Nó ra nó ứng cử, nó ngồi vô quốc hội. Bây giờ tôi nói thiệt, cái gọi là cái tình thế mà thấp nhất của tụi nó đi chăng nữa thì nó không còn là cộng sản nữa, các anh chị cũng không làm gì được nó. Nó vô quốc hội được 5 7 ghế, nó không cần khống chế nữa, các anh chị cũng đâu có cướp tiền của tụi nó được. Các anh chị không thể nào đánh cộng sản được, nó đánh tư sản thì được, mà mình đánh cộng sản thì không được. Không lẽ bây giờ mình về mình cướp tiền của tụi nó lại, làm gì ai coi, làm gì thế giới nó coi mình ra gì. Khó lắm nha các anh chị, cũng không phải dễ đâu, người quốc gia Nhưng mình nó mà mưu bây giờ trí đem lắm. vấn đề đó không ai cấm, là đem nó ra đó để xử cái tội nó đã làm thiệt hại cho quốc Đó gia, làm thiệt đó hại cho những đó cái quyền lợi của những người dân Việt Nam Cộng Hòa khác, đó và đó lúc lúc đó, đó có thể đó bắt nó phải bồi bồi thường thường. đó. Cái đó, đó là cái mấu chốt vấn đề, chứ mình không thể tịch biên tài sản của nó giống như cái kiểu hồi xưa tại mày tư sản tao cướp, mình làm gì không được. Mình không thể nói tại mày cộng sản tao cướp của nó, mình làm gì, mình giống thịt nó. Nhưng mà mình bắt nó bồi thường những thiệt hại nó đã gây ra thì được. Thành thử ra nó thấy cái cửa thoát của nó ở trong cái việc mà nó đu càng Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói đi cho các anh chị thấy nó rất là đu càng chúng ta, nhưng mà nó cứ chửi chúng ta đu càng. Nó đu càng mình không buông. Nhưng mà chừng nào mà nó lộ á thì lúc đó nó buông, nó quay lại nó cắn. Bản chất của mấy Nam Cộng là vậy đó. Giống như hồi xưa tại sao năm 54 người ta cho nó, ủa mày theo cộng sản mày ra mày bắt, theo cộng sản thì ra mày bắt, rõ ràng mà, ai mà yêu tự do thì vô Nam. Năm 54 có cái hiệp định Geneva tập kết đó, mà tại sao mấy thằng Nam Cộng không ra bắt? Lúc đó có nhiều người nói tại vì thằng Ba Đình nó gài lại thằng thằng Bắc Cộng. Ừ, các anh chị không hiểu, các anh chị chưa có biết lịch sử. Năm 54 mấy thằng Ba Đình có khống chế được mấy thằng Nam Cộng đâu. Năm 54 nó có những cái lực lượng quân đội ở miền Nam á, nó chiến đấu nó chống lại quốc gia Việt Nam của chúng ta, nhưng mà nó đâu có nghe lệnh Ba Đình, hoàn toàn nó không nghe lệnh Ba Đình. Nhưng mà nó nhất định nó không đi ngoài Bắc, nó không chịu Việt Nam Cộng Hòa, nhưng nhất định nó không ra Bắc. Tức là gì?
tức là tao không chịu Việt Nam Cộng Hòa nhưng tao nhất định phải đu càng Việt Nam Cộng Hòa. Cái gen, cái DNA của tụi nó là vậy đó, xưa nay vậy đó. Bây giờ nó cũng nảy nòi ra cái thế hệ hai của tụi nó. Bây giờ tao rất là thù Mỹ nhưng mà tao nhất định tao không bỏ nước Mỹ. Tao tao nhất định tao phải ở Mỹ nhưng mà tao rất là thù Mỹ. Nãy Thọ mới kể câu chuyện cho nội gì đó, EB5 hả? Tuyên truyền chống Mỹ nhưng nhất định phải qua Mỹ, EB5. Thôi tao ghét Mỹ quá, tao EB5 qua Bắc Kinh đi. Rồi tao bên đó tao chửi Mỹ cho nó đã. Tự nhiên EB5 tức là bỏ ra đâu cả triệu đô á các anh chị, cả triệu đô la đó để được qua Mỹ, xong cái tuyên truyền chống Mỹ chi cho nó cực vậy. Cái đó là cái DNA, cái gen của tụi nó đu càng nhưng mà nó thù chính cái càng nó đu vậy, nó mới khổ anh chị, sống vậy mà sống cũng được. Cảm ơn quý vị, giờ quay trở lại với anh Đạo. Mà anh Đạo Bây giờ tôi có hai cái đóng góp. Cái thứ nhất á, là gần đây đó tụi Cộng sản nó có đem một cái tay cũng không biết là quan quyền từ thở nào, nếu tôi nhớ không lầm là nói là Phó Thủ tướng Vũ Khoan hay là cái gì đó. Mấy cái tên đó nó đã đi về quá khứ rồi, nhưng mà lôi nó ra để nó làm một cái clip, nó nói về cũng là 50 năm Hiệp định Paris. Thì cái tay này á, nó là bị bợm, nó nói là có bốn cái hòa đàm, nó kể là Geneva 54, rồi Hiệp định Trung Lập Lào và Campuchia, rồi Hiệp định Paris, tức là bốn cái. Và nó không hoàn toàn, nó bịp bợm, nó không bao giờ nhắc tới cái kết ước quốc tế của 12 phe về chiến tranh Việt Nam ký vào tháng 3 năm 74. Thì cái tên này nó cũng kết luận là ồ chiến thắng rồi này nọ, thống nhất đất nước vân 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 vân. Dĩ nhiên là đâu có ai chịu mình là chịu cha ăn cướp đâu. Thì đã ký Hiệp định Paris rồi còn đại thắng mùa xuân, chiếm được Sài Gòn, chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước, nhất định không dùng cái chữ mà dùng vũ lực đánh sập chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Mà bây giờ nó có nói cái gì đi nữa thì cái hình mà chiếc T-54 hút sập cái cổng Dinh Độc Lập đã nằm trong tâm khảm của tất cả những người trên thế giới mà biết câu chuyện về chiến tranh Việt Nam. Thành ra mày có chịu cha ăn cướp hay là không chịu cha ăn cướp, hay là tô hồng điểm son gì vô cái kiểu mà cái ăn cướp miền Nam đó, thì vẫn là vi phạm Hiệp định Paris và ăn cướp chiếm đóng một cái đất nước tự do miền Nam, chiếm cái tiền đồn chống cộng của thế giới tự do, đó là chiếm miền Nam. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, bây giờ chúng ta nuôi heo, thường thường nuôi cho nó mập nhất rồi mới bán, phải không? Thì bây giờ nước Mỹ này á, nó cũng là một tư bản dễ chết, nó rất cần tiền, rất cần tiền, cho nên nó mới bày ra EB-5 cho mày đem tiền qua đây rồi lãi mẹ đẻ lãi con, mày cứ việc làm đầu tư cứ đẻ ra tiền lời các cái đủ thứ hết. Một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, khi mà nó thấy con heo mập rồi đó, nó bữa đưa ra cái bằng chứng này, tiền là tiền phi pháp, tiền là tiền cướp của dân miền Nam, tiền tham nhũng ăn cướp của ở bên Việt Nam đem qua đây, thế là nó hốt trọn gói. Xin lỗi quý vị. Bây giờ mấy triệu dân Việt Nam ở hải ngoại này, người nào cũng đã từng bị cộng sản cướp nhà, người nào cũng đã từng bị cộng sản đưa đi kinh tế mới, người nào cũng đã từng bị cộng sản cướp cái gì của mình đó. Bây giờ thí dụ nước Mỹ nó bồi hoàn tất cả những cái đó, thì có phải là một cái cớ để mà họ gom hết cái những con heo mập mà nuôi từ cái tiền ăn cướp của dân Việt Nam qua đây để mà họ xẻ thịt không? Một điều mà nói rất là cụ thể, rất là cụ thể. Tôi nhắc lại là khi Cộng sản chiếm miền Nam, chiếm Việt Nam Cộng Hòa, thì hãy hãy dùng lên mà.
bất cứ chỗ nào sợ Mỹ là nó vô nó cướp sạch, kể cả bàn đánh máy, radio, tivi gì, nó gom sạch, nó cướp sạch, mà không biết lúc đó cán bộ cướp hay là dân cướp, không cần biết. Tụi Mỹ nó về, nó kêu tất cả các anh nào, anh có công ty ở Việt Nam. Quý vị nên nhớ rất nhiều công ty Mỹ đầu tư qua để mà phục vụ cho chiến tranh miền Nam, chiến tranh Việt Nam. Thì thí dụ như cái hãng thầu tư của Mỹ hồi xưa nổi tiếng RMK, tức là RRMK hay cái gì đó theo tiếng bây giờ, chữ K đó, R, chữ R, chữ M, chữ K. Thì vẫn kể là tư nhân. Rất nhiều công ty tư nhân bị cướp và bị mất của cải. Thì họ về bên Mỹ, họ liệt kê tất cả những của cải của họ. Và sau này trước khi ban giao, thì tất cả những cái tiền của Việt Nam Cộng Hòa và đã được giữ lại ở những cái ngân hàng của Mỹ, thì cái tiền đó khi ban giao Cộng sản đòi là phải trả cho tụi nó. Nhưng mà không, Mỹ nói không, trước khi trả đó thì phải trừ hết mấy cái thiệt hại của mấy cái công ty tư nhân này, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tiền này tiền của Việt Nam Cộng Hòa, mấy anh chiếm Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là theo Hiệp định Paris, là các anh vi phạm Hiệp định Paris, thành ra tụi tôi cũng không có trả, không có đưa tiền này cho các anh. Bây giờ chúng tôi đồng ý là sẽ dùng cái tiền này để đưa du học sinh Việt Nam qua bên Mỹ đi học, thì cái tiền đó sẽ trừ dần bằng học bổng cho những sinh viên này. Dĩ nhiên là Mỹ nó cũng biết rồi, Cộng sản nó đời nào nó cho một người dân thường được hưởng cái quyền lợi đó, phải con ông cháu cha qua tư bản dễ chết để nó học. Nó học cái thói dễ chết đó, đặng nó về nó chắc là cũng chuẩn bị cho cái cộng sản dễ chết. Không biết nó tính cái gì mà nó đưa con đi học bên mấy nước tư bản dễ chết không à. Thành ra tụi cộng sản nó đưa con nó qua đi học. Thì trời ơi, qua nước Mỹ mà không biết có thằng nhỏ nào mà bị CIA hay là FBI hay tụi nào mà nó móc nối hay là nó là đưa về cho luồng sâu trèo cao, mình không biết được. Với nhiều chuyện phức tạp, nhưng mà nói một cách rõ ràng là bằng cái cách đó thì Mỹ vẫn không công nhận cộng sản, mặc dù chiếm miền Nam, chiếm Việt Nam Cộng Hòa là một cái chính phủ hợp pháp. Và sau này khi mà cộng sản tưởng bở là nếu cộng sản sụp đổ thì cứ bỏ chạy qua nước Mỹ thôi, nhưng mà lúc đó là cái mới thật sự là lúc tính sổ. Thành ra những tay nào hiện tại là công an mà cạo trọc đầu đội lốt là sư đi qua đây thì cũng có ngày cũng sẽ đền tội. Để xin hết. Dạ, cảm ơn anh Đạo. Anh Đạo đưa ra một cái diễn cảnh rất là tăm tối cho mấy tay cộng sản. Rất là tăm tối. Mà cho dù mà các bạn có chạy qua Mỹ hay các nước tự do thì các bạn cũng biết trước rồi, thật ra cái tụi Mỹ với tụi phương Tây á, các bạn cũng hiểu mà, các bạn phải cộng sản các bạn cũng hiểu mà. Tụi nó đâu có ưa gì các bạn đâu. Nó làm ăn là nó kiếm lợi thôi. Đến cái lúc nào đó mà nó không lợi dụng được các bạn nữa thì nó phải xử các bạn thôi, tiền các bạn cướp cũng mất. Thì thay vì á, bây giờ tôi nói thẳng một câu luôn, thay vì các bạn cướp nữa thôi, các bạn tha cho dân đi. Các bạn tha cho dân thì các bạn chỉ cần làm một chuyện thôi, ngồi im sám hối. Những cái tội lỗi mình làm, cầu nguyện ơn trên, cầu nguyện tổ tiên, cầu nguyện người dân tha cho mình và quay về với chánh nghĩa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì các bạn vẫn là dân Việt Nam Cộng Hòa dù các bạn mang tội. Dân Việt Nam Cộng Hòa mà quay về với chánh nghĩa, dù có theo Cộng sản cũng vẫn sẽ được khoan hồng. Khoan hồng ít hay khoan hồng nhiều tùy vào cái mức độ hồi chánh của các bạn và tùy vào cái tội ác mà các bạn gây ra. Tội nặng quá thì có thể người ta khoan hồng ít, còn tội nhẹ nhẹ thì người ta khoan hồng nhiều. Nhưng mà dù gì còn đỡ hơn, các bạn có chạy qua xứ tư bản dễ chết thì các bạn cũng chết chắc. Mà cái lúc mà Việt Nam Cộng Hòa trở lại, các bạn chạy qua bên Mỹ, tiền thì bị tịch thu, con cái với các bạn bị trục xuất về Việt Nam Cộng Hòa, lúc đó nó mới vui đó. Lúc đó nó vui lắm luôn.
Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn sẽ nhận trục xuất, nhưng mà nhận trục xuất rồi thì song sắt nó chờ sẵn, không có thể nào có chuyện các bạn gom tiền các bạn cướp chạy qua bên bên kia Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Mỹ nó trục xuất về cái tụi tôi rước các bạn về giống như công dân Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ có chuyện đó, không thể có chuyện đó được. So với cái người mà hồi chánh với cái người mà gom tiền ăn cướp để bỏ chạy thì sẽ có cái chính sách đối xử khác nhau. Và nếu mà lúc đó mà hên hên tôi là cố vấn cho ông tổng thống thì các bạn sẽ hiểu là tụi tôi sẽ rước các bạn trong mặt kép về như thế nào. Tôi rước về một cách rất là trọng thể. Tôi thấy anh Đạo muốn có ý kiến bổ sung. Cảm ơn anh Đạo. Bây giờ mình có một thí dụ nha, lâu lắm rồi, chắc khoảng cũng hơn 10 năm về trước thì tôi có về bên Việt Nam, tôi đi về tận cái vùng quê hẻo lánh thì thăm bà con ở cái chỗ đó rất nghèo. Thì nhà hàng xóm là một cái anh, người ta gọi đúng theo ngôn ngữ cộng sản là bộ đội phục viên, ảnh là đại quý thôi. Thì trong nhà ảnh có một cái bộ gián gõ, mà tôi nhớ nếu mà trung bình một cái bộ gián bề ngang của nó là phải một thước tám hay nhiều, mà nó là hai tấm, tất nhiên một cái tấm nó phải là khoảng một thước. Thì thử hỏi một cái đại quý cộng sản vô rừng chặt gỗ rừng tài nguyên quốc gia, tàn phá rừng, một tay đại quý cộng sản mà tôm góp được, mà tôi chắc không thể là một bộ gián được, tại vì phải có vài ba bộ gián kiếm lời nữa, bán lấy tiền bỏ túi nữa, thì cái tai họa cho đất nước Việt Nam nó như thế nào, với tất cả những cái quan chức của cộng sản thằng nào cũng muốn chơi sang hết. Nhưng mà ông bà mình có cái câu là khôn cất trại dạy cất nhà, thì những cái biệt phủ, những cái mà biệt phủ giác vàng, rồi những cái ông mà kêu bằng gì tổng bí thư mà có ghế, mà ghế giác vàng giống như ngôi của vua, thì rằng họ ngồi những cái ghế đó họ có yên lòng không, họ có được sung sướng không, họ có được hạnh phúc không, hay là rồi những cái đó đó khi mà đổi đời thì họ cũng sẽ phải chia tay với những cái thứ đó, tại vì những thứ đó nó nặng quá mà họ đâu có bỏ vô vali để chạy qua nước tư bản vậy chết được, thì họ phải ngậm ngùi đi ra ở chuồng bò, tại vì người dân sẽ dùng những cái đó để làm những cái nơi mà công ích, những cái nơi công ích. Thì đó là cái diễn ảnh mà rất là đen tối cho những cái quan tham mà ngu ngốc, tức là người ta nói dạy cất nhà nói một cách nôm na là ngu á, thì khôn cất trại dạy cất nhà, nhớ nhé các quan, xin hết ạ. Cảm ơn anh Đạo, cảm ơn tất cả quý vị. Không biết anh Thọ còn ý kiến gì nữa không, trước khi chúng ta trở vào phần cuối chương trình là trả lời câu hỏi của quý khán thính giả. Dạ không ạ. Thì kính mời Khương. Khương sẽ trở lại với quý vị với chương trình kết nối. Có những câu hỏi trực tiếp từ chương trình livestream, Khương sẽ chuyển đến cho quý diễn giả, hoặc là những cái câu hỏi trong tuần rồi còn tồn động á, thì Khương có thể ưu tiên trả lời, đặt câu hỏi trước để cho các vị trả lời. Mời Khương. Dạ. Cái bạn Đồng Lê trên diễn đàn hỏi là Việt Nam Cộng Hòa trở lại trong chiến lược Biển Đông, thì Đài Loan coi đó là cái gai trong mắt họ phải không? Vậy lợi ích của Hoa Kỳ so sánh Việt Nam Cộng Hòa với Đài Loan như thế nào? Dạ, mời anh Thọ. Cái vấn đề ai cũng biết hết, tại sao Hoa Kỳ mà cố gắng giúp đỡ cho Đài Loan để chống lại Trung Cộng là tại vì quyền lợi của họ mà thôi. Tại vì Đài Loan hiện giờ đó đang nắm một cái bủ bối, đó là những cái gọi là chip điện tử,
mà Đài Loan là có cái sở trường về làm cái đó, và Hoa Kỳ đang cần cái đó. Thành ra chính vì lý do đó Hoa Kỳ đang nâng đỡ, đang có những bộ luật để mà bảo vệ Đài Loan. Và Đài Loan trả lại thì Đài Loan cũng nói rằng họ sẽ đem cái kỹ nghệ đó đem qua bên Hoa Kỳ. Nếu Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó, mà cái thời đó là có dầu lửa, đã có dầu lửa rồi, mà biết cách dùng cái dầu lửa để mà giải quyết cái nạn mà thiếu nhiên liệu của Hoa Kỳ, thì chắc có lẽ là không có ngày 30 tháng 4. Bây giờ dòm lại đó, chúng ta học một cái quá khứ để mà chúng ta có thể, nếu cái tình trạng nó xảy ra trở lại thì chúng ta biết cách để mà chống đỡ. Thì bây giờ hỏi anh, giữa Đài Loan và Việt Nam Cộng Hòa, nếu Việt Nam Cộng Hòa trở lại, thì cái lập trường của Hoa Kỳ đối với những cái mà chiếm đóng của Đài Loan với tỷ để cái đảo Ba Bình chẳng hạn, của Việt Nam Cộng Hòa, và không phải là chỉ có Đài Loan không, mà những cái đồng minh của Hoa Kỳ như là Phi hay gì đó, thì họ sẽ giải quyết như thế nào? Đó là một cái câu hỏi rất là lý thú. Thì tôi biết rằng là Hoa Kỳ đó là một nước thượng tôn pháp luật, thành muốn không muốn đó, không thể nào đó, vì một quyền lợi của một cái nước khác mà họ đi ngược lại những cái cách mà họ đã luôn luôn cố gắng cho những cái nước khác khi họ có những cái lấn cấn về biên giới. Thành ra tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ cũng đồng lòng phải dùng tới cái công pháp quốc tế để giải quyết những vấn đề đó. Và lúc đó là cái lúc chúng ta phải khôn khéo để mà tìm ra một cái cách nào đó để bảo vệ cái chỗ đứng của chúng ta trong cộng đồng quốc tế. Cái đó là một cái chủ đề đó mà rất là hay, nhưng mà đây không phải là cái lúc để mà chúng ta bàn luận về cái đó. Một ngày nào chúng ta sẽ có một cái live stream chuyên đề. Mà sẵn đây tôi muốn nói luôn về cái vấn đề đó. Đó là một những cái vấn đề mà nó đang tồn động, nó bắt buộc tụi Cộng sản Việt Nam đó phải tìm ra một cái phương hướng để giải quyết vấn đề. Là tại hiện giờ đó, cũng như nãy tôi nói, mà tôi nói chưa có nói hết, là như quý vị biết đó, là Phi với lại Trung Cộng đang nói chuyện để mà bơm dầu trên thềm lục địa của những cái chỗ mà hồi đó Việt Nam Cộng Hòa có chủ quyền. Thì những cách giải quyết là như thế nào? Hoặc là Cộng sản Việt Nam làm ngơ, cũng như họ đã làm ngơ giờ khi mà Trung Cộng đè rút dầu lửa ở trong thềm lục địa. Thì đó là những cái điều đó mà dân chúng Việt Nam hiện bây giờ đang để ý, để bắt Cộng sản Việt Nam phải có một thái độ. Chính vì lý do đó cho nên anh Huy anh nói rằng mấy Nam Cộng mà nó cứ chạy vòng vòng, nó đưa ra những cái vấn đề. Và có những cái lần tôi lên live stream trong cái lúc mà tôi vận động cái chữ ký để mà đưa cái vấn đề vô tòa Bạch Ốc, thì có những cái anh lên lý luận rất là hay. Và tôi biết là cái cách mà họ nói là tôi đánh mùi được. Họ nói phải tranh đấu để mà đòi lại những cái đảo, những cái thềm lục địa của Việt Nam. Tôi nói không, trước khi của Việt Nam là của Việt Nam Cộng Hòa trước, rồi sau đó, sau khi có bầu cử thì sẽ trở về cho Việt Nam. Và anh ta cố gắng là bằng mọi cách thuyết phục những người trong cái ủy ban của tôi đó để nói rằng là tranh đấu cho Việt Nam. Tôi nói không có thể nào nhảy qua đầu Việt Nam Cộng Hòa như vậy được. Và nhưng mà họ vẫn tiếp tục đưa ra, và có nhiều cái chuyện mà
tôi không thể nào kể cho quý vị trên trên diễn đàn này, thì quý vị hiểu rằng cái người cộng sản hiện giờ đó, họ bị bế tắc về vấn đề của Biển Đông, về vấn đề những đảo, những quần đảo mà bị Trung Cộng chiếm. Và như nãy tôi nói với quý vị đó, đến độ đó họ không biết xử lý làm sao khi những người ngư phủ Việt Nam bị cảnh sát biển của Trung Cộng đả thương, và cảnh sát biển của Việt Nam phải dàn trận sắp sửa có cuộc đụng độ giữa cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển của Trung Cộng. Thành quý vị thấy đó, hiện bây giờ đó họ bị nói sao đây, họ mất cái thế đứng đối với lại mà dân tộc Việt Nam trên cái chủ đề Hoàng Sa Trường Sa, trên cái hồ sơ Hoàng Sa Trường Sa. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có thể giải quyết vấn đề đó. Thành ra đó quý vị thấy trong chúng ta đó không phải là hoàn toàn dưới cơ, mà chúng ta là trên cơ trên cái vấn đề đó. Chúng ta có cái lập trường của chúng ta đó là có thể giải quyết cái vấn đề đó. Không phải là gì mà cái gọi là vấn đề lý tưởng không mà thôi, mà đây là vấn đề sống chết cho đất nước. Tại nếu chúng ta có khả năng tài chính do dầu lửa, do những tài nguyên, thì chúng ta có thể có độc lập. Không thể nào có độc lập nếu không có độc lập về kinh tế. Thành ra cái đó, đó họ hiểu. Thôi tôi xin ngừng ở đây vậy. Cảm ơn anh Quy đã đưa câu hỏi. Cảm ơn luật sư. Mai Khương tiếp tục. Bạn Trung Lê Văn hỏi là nếu như còn Henry Kissinger là ngoại trưởng thì Đài Loan nó sẽ giống như Sài Gòn không? Thưa luật sư. Bây giờ anh nói tới Kissinger thì nó có một cái chuyện rất là hay. Tôi đọc cho anh nghe là nếu mà anh lấy cái tờ báo Foreign Affairs January and February 2023, anh đọc đó thì anh thấy đó ông nội Kissinger đó bây giờ bắt đầu đã thay đổi cái đường lối trang 164. Cái gì đọc cái đó, cái tờ, cái tựa của cái đề tài đó là Profiles in Power, The World According to Kissinger. Thì Kissinger đó đã viết một cái bài Leadership Six Studies in World Strategy, tức là anh ta đưa ra những cái kế hoạch. Mấy người mà biết với tôi đó, họ nói cái thằng cha này đó chả luôn luôn chả muốn làm marketing. Bây giờ đó, trong cái tình trạng này thì quý vị đọc đi, tôi không muốn nói nên mà tôi tóm tắt lại với quý vị là đó, bây giờ đó anh ta đưa ra những cái cách để giải quyết vấn đề này kia thì bị những cái người mà chỉ trích về về cái về chính trị đó, về kế hoạch chính trị này kia, họ nói đó, họ nói móc anh chàng này. Và nhất là anh ta nói như thế này, anh Kissinger nói, Kissinger nói là politics was not the art of the possible but the art of the willed. Tức là cái chính trị đó nó tùy thuộc, cái này tôi nói tôi dịch ý đó. Chính trị đó không phải là cái gì có thể làm được, mà cái gì đó người ta mơ ước, người ta mong ước. Thành ra đó, bây giờ đó, anh ta bắt đầu sửa đổi lại cái cách nhìn của anh ta. Và cái đọc nữa là nếu quý vị đọc cái việc đó, thì quý vị đã ghi đọc cái bài được đăng ngày 8 tháng 2 2003, Kissinger nhận sai lầm quá muộn và không đủ.
Thì quý vị, quý vị đọc cái này đó, quý vị sẽ thấy đó là anh chàng này anh tự mở mắt và anh cũng mở mắt cho những cái người mà anh cố vấn là làm cái cách của anh ta đó. Nó không có lâu dài, cái hòa bình đó là cũng như ông cũng như là cái tờ báo Der Spiegel của Đức nó nói khi mà nó phỏng vấn ông Thiệu đó, và sau đó nó kết luận cái hòa bình của Kissinger là hòa bình của những nấm mồ. Thành ra đó cái cách mà Kissinger giải quyết vấn đề đó, tôi nghĩ ra đó, họ phải họ đây tức là những cái người đó mà được Kissinger cố vấn, là những người đó mà có biết suy nghĩ đó, họ sẽ không dùng cái cách giải quyết vấn đề mà Kissinger đã dùng để giải quyết cái chiến tranh Việt Nam. Thành ra đó Kissinger bây giờ đó không có thể nào múa rìu giường quan giống như hồi thời 1975. Tôi thường nói với quý vị đó, đây là một tên tội đồ. Là tại vì quý vị biết không, cái luật mà PN9359 đã được Quốc hội lưỡng viện của Hoa Kỳ chấp thuận và được Tổng thống ban hành ngày 30 tháng 12 1974. Vậy mà năm 1975, tức là vài tháng sau, cái phái đoàn Pháp yêu cầu Hoa Kỳ phải dùng cái điều 7B để tái hợp hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam để giải quyết những vi phạm của Cộng sản khi Cộng sản đưa quân vượt vĩ tuyến 17 để chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì Kissinger nói trong cái thơ mà gửi cho ông Martin rằng á, là Kissinger trả lời không với lại phái đoàn Pháp vì nó phản tác dụng. Phản tác dụng cho ai? Phản tác dụng cho cái gì Kissinger muốn làm để mà nổi tiếng. Mà tới bây giờ đó, chưa có ai đưa cái vấn đề đó ra là anh là tổng trưởng ngoại giao mà anh đi ngược lại một cái luật đã được Tổng thống Hoa Kỳ công bố sau khi được bỏ phiếu thuận bởi lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Quý vị có nhớ không cái vụ mà ông Oliver North ông đi ngược lại cái luật của Quốc hội để mà viện trợ vũ khí cho phiến quân chống lại ông Ortega ở Trung Mỹ. Nicaragua. Nicaragua. Quý vị có nhớ không? Ông ta bị lôi ra để xử. Tại sao cái tên này đó bây giờ đó nghe là bằng chứng đầy hết, mà chính ông ta thú nhận trong cái thơ đó ông ta sẽ bị treo cổ cao hơn ông Graham Martin. Ông biết cái tội của ông, mà tại sao không ai đưa ra? Thành ra đó, đây sẵn đây nói luôn, trong cái buổi họp của cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ở lúc đó, tôi được anh em mời đi, nhưng mà tôi nói cái chuyện này ở bên Hoa Kỳ, quý vị đó, có phương tiện hơn tôi và quý vị đó, có tiếng nói đó mạnh hơn tôi là người công dân và nó đại. Cho nên đó, nếu quý vị đưa cái vấn đề này ra với tư cách của một công dân Hoa Kỳ, quý vị hỏi những người ở trong cái đại học đó, trong cái buổi họp đó, một ông tổng trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đó, có thể hành xử như vậy được không? Thôi thì đến đây tôi xin ngừng ở đây và tôi xin tóm tắt lại, nó trả lời rằng cái cách mà đối xử với Việt Nam Cộng Hòa sẽ không ai dám dùng cái cách đó như Kissinger đã làm để giải quyết những vấn đề trong tương lai. Đó là câu trả lời. Cảm ơn anh Thọ. Mời Khương trở lại với chương trình. Có hai bạn này hỏi về cái đề tài về người người Bắc
và vấn đề công dân Việt Nam Cộng Hòa. Thì bạn con rồng trước tiên á, hỏi một câu hỏi với hai phần. Nếu người miền Bắc trước vĩ tuyến 17 tự nhận mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa thì có chấp nhận không? Nhưng khi họ đọc giải pháp Việt Nam Cộng Hòa chỉ phù hợp với dân Việt Nam Cộng Hòa sau vĩ tuyến 17 thì họ lại thấy họ không thoát cộng sản. Vậy thưa các diễn giả có cách nào không? Và bạn Hoàng Nguyễn cũng hỏi một cái đề tài tương tự. Giả sử nếu chia đôi vĩ tuyến 17 trở lại, như vậy những người miền Bắc sau, những người miền Bắc sau 1975 vào miền Nam thì tính sao ta, cho họ là công dân Việt Nam Cộng Hòa hay là trả lại họ về miền Bắc? Dạ, đó là câu hỏi của hai bạn. Câu hỏi của bạn này rất là hay ha. Câu Nè, hỏi này có hai phần. Dạ, mời anh đi. Thành. No, anh Huy, anh trả lời đi rồi tôi sẽ bổ túc nếu nếu cần, thì tôi biết anh có những cái ý rất hay, mời anh. Dạ, cảm ơn anh Thọ. Nên tôi xin phép trả lời câu hỏi này. Thứ nhất á, là tôi hiểu rằng á, là những người miền Bắc mà họ nhận mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà khi họ đọc cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa với tuyên ngôn hòa bình á, thì họ thấy rằng khi mà có tổng tuyển cử thì họ không thoát cộng sản, bởi vì tổng tuyển cử xảy ra ở miền Nam Việt Nam á, từ vĩ tuyến 17 trở về thì tính làm sao? Ý các bạn này là gì? Thì tính làm sao? Thì các bạn phải hỏi lại là họ nhận mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa dựa trên cái căn cứ nào? Họ phải có căn cứ chứ, họ bắt vĩ tuyến 17 mà họ công dân Việt Nam Cộng Hòa. Thí dụ như tôi đẻ từ Nam vĩ tuyến 17 thì tôi sẽ là công dân Việt Nam Cộng Hòa, hiển nhiên là như vậy. Dù cho nước tôi bị xâm lược, hiển nhiên tôi vẫn là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Tại nước tôi bị xâm lược, cái khi nước tôi trở lại thì tôi vẫn có quyền công dân. Nhưng mà họ đẻ phía Bắc vĩ tuyến 17 thì họ nhận mình công dân Việt Nam Cộng Hòa dựa trên cái gì? Nếu như các anh chị nói họ không phải là công dân Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không đúng nha. Của họ không đúng, không phải. Mà nếu mà nói đúng một cách hoàn toàn á, thì họ nên ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa chứ đừng nhận mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì khi mà Việt Nam Cộng Hòa ra đời năm 1955 á, thì những ai đẻ phía Bắc vĩ tuyến 17 không bao giờ là công dân Việt Nam Cộng Hòa được. Không thể nào được. Chỉ có một cách được, đó là các anh chị phải vượt biên để các anh chị vô tị nạn ở trên xứ Việt Nam Cộng Hòa thì các anh chị mới có khả năng là công dân Việt Nam Cộng Hòa. À, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, như vậy thì có phải là bích đường dân miền Bắc với Việt Nam Cộng Hòa không? Không phải. Các anh chị ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa nhưng các anh chị nên nhận mình là công dân của quốc gia Việt Nam. Các anh chị hiểu hai cái đó nó khác nhau. Nó không phải hoàn toàn khác nhau nhưng mà nó là hai thực thể khác nhau, nó nối tiếp nhau. Quốc gia Việt Nam là tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa. Cái quốc gia Việt Nam nó cũng là cờ vàng ba sọc đỏ nè. Và nó là tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa. Và cái quốc gia Việt Nam đó hiển nhiên các anh chị đẻ ra trên mảnh đất Việt Nam từ Nam chí Bắc. Đẻ ra ở Hoàng Sa, Trường Sa, đẻ ra ở vùng biển phía Tây, bao gồm vịnh Thái Lan và đảo Phú Quốc và các đảo nhỏ. Các anh chị đẻ ra trên khu vực đó, các anh chị hiển nhiên là dân của quốc gia Việt Nam. Các anh chị thấy cái passport của quốc gia Việt Nam không? Nó đẹp lắm nha. Nó rất đẹp luôn á. Thậm chí nó đẹp hơn cái passport Việt Nam Cộng Hòa nữa kìa. Các anh chị thấy nó chưa? Lên Google. Google là bạn của ta. Cái gì không biết ta tra Google. Thì nếu là công dân của quốc gia Việt Nam thì các anh chị là công dân của lá cờ này nè. Cái lá cờ này, cái biểu tượng này và cái quốc gia Việt Nam đó nó bị cái tổ quốc tế cộng sản nó bức tử, nó cắt làm đôi, nó đẩy chúng ta về phía Nam. Tôi đang nói với cái gọi là sao ta, cái tôi đứng chân cùng với quý vị, tôi đang đứng cùng với các bạn miền Bắc. Tôi nói ha, cái quốc gia của chúng ta, quốc gia Việt Nam nó bị đẩy về phía Nam. Chứ chúng ta đâu có muốn điều đó đúng không? Các bạn đâu muốn điều đó, các bạn đâu có muốn cái quốc gia với lá cờ này bị đẩy về phía Nam còn các bạn ở lại với lá cờ đỏ, các bạn không muốn đúng không? Tôi đang đứng cùng các bạn, tôi nói á. Thì cái đầu của các bạn, tư tưởng các bạn cũng phải chạy về phía Nam cùng với tụi tôi, cùng với những người người Việt Nam Cộng Hòa. Các anh chị hiểu điều đó không? Thì khi cái quốc gia Việt Nam đó nó trở thành Việt Nam Cộng Hòa, nó trở thành một thể chế mới nhưng mà nó liên tục công quyền, nó kế thừa quốc gia Việt Nam thì các bạn hoàn toàn có khả năng apply để xin mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai. Hoàn toàn có khả năng đó. Nếu các bạn từ chối quốc tịch Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các bạn còn hô tôi tự hào là công dân của Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi sinh ra ở trong cái đất nước mà Việt Nam Cộng Hòa chết rồi, thành ra tôi hiển nhiên là công dân xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì các bạn không bao giờ, đời đời kiếp kiếp con cái các bạn cũng không bao giờ là công dân Việt Nam Cộng Hòa được, không thể nào.
các bạn đã thù ghét Việt Nam Cộng Hòa đến cỡ đó rồi, các bạn đã tự nhận mình là dân của việc xã hội chủ nghĩa rồi, tức là các bạn nhận về phe của xâm lược rồi, thì các bạn không thể nào là dân Việt Nam Cộng Hòa được. Nhưng các bạn cho dù sinh ra ở miền Bắc, nhưng các bạn vẫn nhận tôi là công dân của quốc gia Việt Nam. Nhưng hồi năm 54 tôi chạy không có kịp. Năm 54 Cộng sản nó đâu cho đồng bào mình chạy đâu, đâu cho bà con mình chạy đâu các anh chị. Nó cấm đó, mà người ta còn chạy gần 2 triệu. Còn nó không cấm thì các anh chị tưởng tượng người ta chạy bao nhiêu. Năm 54 tôi chưa có đẻ ra, thành ra lúc đó tôi chưa chạy, tôi còn ở trong ngón giò của ba tôi chưa chạy lên kịp. Tôi phải lên tới bụng ổng, ổng truyền qua má tôi mới ra ngoài, tôi mới chạy kịp, tôi chưa lên kịp. Bây giờ tôi chạy, được không? Được. Tôi mà là cố vấn, tôi mà là phụ tá của tổng thống là tôi ok cho các anh chị chạy hết. Thiệt, tại vì cái đó là gì? Cái đó là quyền của các anh chị, quyền đi tị nạn chính trị là quyền thiêng liêng. Các anh chị nên nhớ nha, các anh chị được quyền tị nạn, các anh chị ở Mỹ, các anh chị thấy cái bang này nó thổ tả quá, tao không chịu nữa, tại vì tao chạy về bang khác, các anh chị vẫn được quyền đó. Dân Cali chạy qua Texas đầy, chỉ có Khương chưa chạy thôi. Khương còn bám trụ chứ. Dạ, mời anh Đạo. Ở chỗ này tôi muốn thêm cho các bạn miền Bắc thấy rõ. Bất kỳ chính nút á, tức là những người mà có thể họ lúc đó họ chưa biết gì hết, không biết gì hết, nhưng mà tại sao họ dám mà bầu đoàn thê tử, có nhiều khi chỉ có bộ đồ trên người và một cái giỏ đồ thôi, dám xuống tàu há mồm vô miền Nam. Đó là vì họ không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Họ chưa biết miền Nam là cái chế độ như thế nào, nhưng mà bỏ chạy cộng sản cái đã. Tại vì điều thứ nhất là cộng sản đối với họ là một cái gì ghê tởm mà họ phải lánh đi. Điểm thứ hai, họ chỉ nghe nói thôi. Có rất nhiều người miền Bắc chưa bao giờ rời cái lũy tre làng, nhưng mà họ nghe nói ở miền Nam đời sống dễ dàng, dễ chịu hơn, và cái người miền Nam thân thiện và cái gì đó không biết nữa, nhưng mà rõ ràng là bỏ phiếu bằng chân. Hơn 1 triệu người mà Quy nói có thể đến 2 triệu người di cư vào Nam. Ngược lại có khoảng mấy trăm ngàn người ở miền Nam tập kết ra Bắc, có thể không tới 100 ngàn người. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy cái điểm nào, cái gì? Đó là Quy đã nói nè. Cái quốc gia Việt Nam lúc đó bị đẩy về phía Nam vĩ tuyến 17. Và những cái con người mà không đành lòng ở với cộng sản, họ phải chạy vô cái quốc gia thu hẹp đó là quốc gia Việt Nam. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện là nếu chúng ta đổi đời một lần nữa, mà Huy nói là ai muốn chạy vô miền Nam lánh nạn thì cứ chạy, tôi nghĩ là cả nước Việt Nam sẽ dồn vô miền Nam. Thì chúng ta sẽ bị một cái điểm mà vô cùng nguy ngập, là cái đất trống đó là Tàu Cộng sẽ tràn qua chiếm hết. Chúng ta sợ không? Sợ chứ. Chúng ta làm được gì không? Làm được rất nhiều việc. Tại vì đất nước Việt Nam á, cái miền Nam là cái thành trì cuối cùng của tự do, và nó là cái nơi, cái miền, cái đất của Việt Nam mà cái mầm mống tự do đã được dung sới và đã từng tươi tốt ở chỗ đó. Mặc dù nó cũng bị phong ba bão táp, cộng sản, du kích quân, rồi khủng bố, giật mìn, đắp mô, rồi pháo kích, vân vân và vân vân. Nhưng mà nó vẫn mọc mạnh, sống mạnh. Thì các bạn yên tâm là ở cái thế kỷ 21 này, không có một nước nào có quyền trắng trợn xâm lăng một nước khác. Mà chúng ta sẽ dùng cái thành trì cuối cùng của tự do là thành trì miền Nam để mà giúp giữ vững miền Bắc và giữ vững không cho Tàu Cộng chiếm đất nước chúng ta hoặc là một phần đất nước chúng ta. Các bạn muốn tự do, các bạn phải có quyết tâm.
không có cái gì mà miễn phí và không có cái gì không phải trả bằng máu và nước mắt. Chúng tôi vượt biên qua đây để tìm tự do. Đúng vậy. Cũng là 50-50, một đi không trở lại. Có thể vô bụng cá mập, có thể tới bến bờ tự do. Và rất nhiều người phải trả giá vô bụng cá mập. Thành ra không có cái gì đơn giản và không có một cái gì mà dễ dàng. Đất nước chúng ta đã nhằm vào cái hoàn cảnh ở kế bên một anh khổng lồ có tham vọng, luôn luôn muốn chúng ta thành nô lệ, luôn luôn muốn chúng ta thành tay sai của chúng, muốn luôn luôn muốn đồng hóa đất nước và dân tộc chúng ta để nhập vô cái đất nước của tụi nó. Cho nên chúng ta đã mấy ngàn năm rồi chúng ta vẫn đứng vững, mấy ngàn năm nữa chúng ta vẫn đứng vững, nhưng phải cố gắng. Đừng có nghe theo cái tuyên truyền cộng sản, cái gì cũng tự hào dân tộc. Tự hào là cái mẹ gì mà nó rỗng tuếch. Mình phải cố gắng hết sức, phải trả bằng cái giá mà mình muốn thì mình phải trả giá. Các bạn ở ngoài đó, các bạn muốn tự do, các bạn chiến đấu. Các bạn muốn một thể chế. Tôi nói về cái thể chế và cái tinh thần của cái thể chế. Chúng ta đừng dị ứng với cái chữ Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn vẫn còn nằm trong cái bẫy cộng sản Việt Nam Cộng Hòa là cái gì thối tha hư hỏng, vô cùng sai lầm. Mà hãy nhìn lại và so sánh sự thật bằng những cái gì các bạn hiểu. Nếu so sánh Việt Nam Cộng Hòa với Cộng sản thì Cộng sản ưu việt vô cùng, vì bọn chúng tham nhũng và tham nhũng tận cùng đến cái gì của người dân chúng cũng cướp hết. Cái đó là cái tính mà kêu bằng hơn hẳn Việt Nam Cộng Hòa. Thì các bạn bỏ phiếu bằng chân, các bạn bỏ phiếu bằng xương máu, nước mắt, mồ hôi của các bạn. Và chúng tôi là những người ở miền Nam, chúng tôi đã từng bị Cộng sản miền Bắc và Tàu Cộng, hiện đại luôn cả Tàu Cộng đô hộ chúng tôi, thì chúng tôi phải trả cái giá hoặc là ra đi trả bằng tính mạng của mình. 50-50, tới bờ thì sống, vô bụng cá mập thì chết. Thì các bạn cũng phải có cái tinh thần quyết chiến, quyết đấu đó. Chứ không có cái gì gọi là miễn phí và cũng không có cái gì dễ dàng. Thì trong cái trình tự dân tộc, đó là cái người Việt Nam, đối với người Việt Nam tôi nói cái điều này. Và chúng ta nếu mà cùng với nhau, chúng ta không có sợ gì hết. Còn đối với tụi Cộng sản, nó chỉ sợ là nếu miền Nam được tự do thì cái bè lũ mà tay sai chốt bu Cộng sản nó không có chỗ dựa. Nó sẽ chết, nó sẽ mất cái chỗ đứng trong lòng dân tộc, nó sẽ mất cái chỗ đứng trên trường quốc tế và nó mất cái chính nghĩa bởi vì người ta bỏ phiếu bằng chân, không chấp nhận tụi nó. Thôi thì tôi chỉ nói gọn một chút như vậy để khích lệ tinh thần các bạn. Không có ai muốn đất nước mình mất vào tay ngoại bang. Chúng tôi là những người miền Nam. Đây là một cái giải pháp từng bước để mà khôi phục lại đất nước. Thành ra các bạn đừng lo lắng, đừng nghi ngại và hãy cố gắng. Dân tộc thì sẽ trường tồn, cộng sản thì sẽ bị tiêu diệt. Tôi xin hết. Dạ, cảm ơn anh Đạo. Cái trong phần trả lời anh Đạo có đưa ra một cái điểm mà tôi tin là không phải một mình anh Đạo mà rất là nhiều anh chị em mà họ cũng có cái mối lo lắng đó. Đó là nếu như miền Bắc họ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, họ chạy hết về miền Nam thì bỏ cái miền Bắc lại, thằng Tàu nó sẽ chiếm. Cái lo lắng này nó rất là hợp lý. Bởi vì chúng ta, dù gì chúng ta là người Việt Nam á, là mỗi một tấc đất chúng ta không có muốn cho ngoại bang bất cứ nước nào mà nó xâm lấn. Còn trong trong cái lương tri nhân loại á, nếu các anh chị nhìn thấy Nga với Ukraine, các anh chị thấy Nga mà lấn đất Ukraine, các anh chị không chịu được. Không, chúng ta không muốn nước nào bị xâm lược hết á, đúng không? Thì trên cái tinh thần đó, thật ra mà nói tôi cũng đâu có muốn đất miền Bắc rơi vào tay Tàu, bởi vì dù đất miền Bắc không phải là đất của tổ tiên tôi, không phải. Tổ tiên tôi không có ai từ miền Bắc vô, nhưng tôi thổ dân mà.
tôi là thổ dân, nhưng mà tôi không muốn thấy ai bị xâm lược hết đó các anh chị. Nhưng mà cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra, các anh chị nhận mình là công dân của quốc gia Việt Nam ấy, thì rõ ràng các anh chị sẽ mất hết cái, các anh chị khác không còn cái động lực để anh chị đi tị nạn nữa rồi. Các anh chị tin tôi đi, tôi nói thiệt luôn á. Bởi vì sao? Thứ nhất, Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Thứ hai, quốc gia Việt Nam là tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa, tức là tiền đề để các anh chị cũng bắt đầu tiến qua Việt Nam Cộng Hòa. Miền Bắc cũng bắt đầu, tại vì quốc gia Việt Nam nó đã, mình gọi là một cái từ mà gọi là dễ hiểu trong mấy bạn trẻ, gọi là tiến hóa đấy. Quốc gia Việt Nam nó tiến hóa trong game, nó gọi là tiến hóa thành thành Việt Nam Cộng Hòa rồi. Thì các anh chị nhận mình là công, tôi nói mấy chục triệu dân miền Bắc, họ thức tỉnh, họ là công dân quốc gia Việt Nam, họ không chịu cộng sản nữa, thì có nghĩa là họ không có nhu cầu đi tị nạn nữa rồi, mà họ muốn quyết định cái vận mệnh chính trị ngay tại quê hương của họ rồi. Các anh chị đồng ý, vẫn có người họ muốn vào tị nạn miền Nam luôn luôn như vậy. Tại vì sao? Miền Nam dù gì cũng cường thịnh hơn, miền Nam tự do hơn, anh Đạo nói rồi, thì họ, nhưng mà tôi tin chắc con số đó không có đến nỗi hàng triệu đâu, không không có đến nỗi đâu. Bởi vì khi mà cái giả thuyết chúng ta đưa ra, dân miền Bắc họ thức tỉnh về quốc gia Việt Nam, thì họ bắt đầu họ có thể xây dựng miền Bắc tự do được rồi, họ bắt đầu có thể có rồi. Thì cái lúc đó đó mới là cái lúc chúng ta mới ngồi nói chuyện Nam Bắc một nhà được. Bởi vì sao? Bởi vì cái bàn Việt Nam Cộng Hòa nó là cái bàn chung của cả Nam lẫn Bắc, chúng ta mới ngồi chung được. Còn bây giờ các anh chị thấy đấu tranh dân chủ hay chống cộng về miền Bắc, thấy Việt Nam Cộng Hòa họ ghét chết mẹ luôn à. Họ thấy cái cờ vàng họ ghét gần chết vậy đó. Họ chống cộng nhưng mà họ ghét. Thì sao ngồi chung? Sao mà các anh chị bàn Nam Bắc một nhà? Sao các anh chị bàn hòa hợp hòa giải được? Tại vì cái bàn quốc gia, cái bàn Việt Nam Cộng Hòa là cái bàn quốc gia của tôi. Mà anh cứ muốn đập nó không à. Anh cứ nhào vô anh muốn phá nó không. Anh muốn đá đổ dẹp nghỉ. Thậm chí anh muốn nhiệt trèo lên anh ỉa chay ỉa chét trên đó. Anh nói Việt Nam Cộng Hòa chết rồi, lúc nào anh cũng sỉ giả quốc gia của tôi, mà anh kêu tôi ngồi chung với anh là ngồi làm sao? Thế nào có chuyện đó. Nhưng mà khi ở ngoài kia của anh cũng bày ra cái bàn giống hệt tôi cũng cờ vàng ba sọc đỏ. Cái bàn đó nó màu vàng có ba sọc đỏ. Cái bàn đó mang tên là quốc gia Việt Nam. Cái bàn của tôi cũng màu vàng ba sọc đỏ, nó mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Các anh chị thấy chúng ta có thể ngồi chung chưa? Các anh chị thấy chưa? Ngồi chung được rồi chứ gì. Lúc đó là ngồi chung được rồi, tại vì chúng ta lúc đó là chúng ta chia sẻ chung giá trị với nhau, thì lúc đó cái ý tưởng của anh Thọ về một cái quốc gia liên bang có thể thành lập được rồi. Cái thế hệ đó có thể nói chuyện về một quốc gia liên bang được rồi, bởi vì chúng ta chia sẻ chung giá trị với nhau. Còn bây giờ nếu các anh chị không ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì các anh chị nói chia ra vậy rồi tôi không thoát cộng sản được, thì chúng ta có lẽ là chúng ta không thể ngồi chung mãi mãi. Vĩnh viễn chúng ta không ngồi chung được. Bởi vì một điều thôi, đó là lương tri. Tôi nói thí dụ đi, bây giờ dân Ukraine, nó những cái vùng Donbass, cái vùng phía đông mà Nga nó chiếm đóng, cái người dân ở đó, người dân ở đó giờ nó là người Nga hay người Ukraine? Người dân ở đó người Nga hay Ukraine? Cái vùng bán đảo Crimea đó, người Nga hay người Ukraine? Các anh chị nói nó người Nga, các anh chị nói chuyện với tôi làm gì? Thì cái khác gì các anh chị nói tôi là người xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Nước của tôi bị chiếm đóng nhưng tôi vẫn là người Việt Nam Cộng Hòa. Cái vùng Crimea bị chiếm đóng nhưng cái người sinh ra đó vẫn là người Ukraine, vẫn là người gọi là gì, nói cho đúng phải gọi là A Khắc Lê, nó đúng cái tên cho nó. Ukraine nó theo tụi Bắc Kỳ, Ukraine là mẹ gì không, nó đúng người Bắc gọi là Anh Uka thì, phải gọi là Ukraine, còn không là A Khắc Lê. Họ vẫn là người người quốc gia của họ chứ họ đâu thể làm người Nga. Thì tụi tôi cũng vậy, các anh chị phải ủng hộ tụi tôi, ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa bởi lương tri của chúng ta, chứ không phải bởi vì các anh chị được cái này được cái kia. Bởi vì tao phải ủng hộ mày là tao được cái nào đó tao mới ủng hộ. Tôi ủng hộ cái tụi mà ô Khắc Lan, tôi có được gì đâu, tôi được mẹ gì đâu, tụi nó có biết tôi là ai đâu. Nhưng mà tôi vẫn ủng hộ tụi nó. Nga phải rút quân, phải trả đất lại cho người ta, nước đó của người ta, dân đó là dân của nước này, không phải nước Nga của mày. Đó là lương tri của nhân loại ha, đúng không? Thì các anh chị phải ủng hộ bởi lương tri trước, rồi sau đó chúng ta mới tính cái chuyện lâu dài sao. Rồi cái phần thứ hai câu hỏi tôi trả lời nhanh thôi, gì người ta trả lời vậy, những người sinh sau năm 75 tới giờ, hoặc những người di cư từ miền Bắc vô từ sau 75 tới giờ vô miền Nam á, vô Việt Nam Cộng Hòa, thì họ có phải dân Việt Nam Cộng Hòa không? Thì cái phần thứ nhất tôi trả lời rồi, sanh ở đất miền Nam sau năm 75 vẫn là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Bởi đơn giản một điều, các anh chị tìm hết trong hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa có câu nào nói từ khi nước chúng ta bị xâm lược
thì các bạn sinh ra không còn là công dân nữa. Của hiến pháp mình đâu có ngu gì đâu có cầu đâu vậy. Ê, hiến pháp không có nói à, hiến pháp không có nói nước tao bị xâm lược thì dân tao bị mất quyền công dân, không có câu đó. Mà hiến pháp không có nói như vậy thì tôi không có mất quyền, chừng nào hiến pháp tước quyền tôi mới mất, đúng không? Và cái tòa án ấy, nó cái tòa án tư pháp ấy, nó tuyên bố là tước quyền của mày, mất quyền công dân Việt Nam Cộng Hòa bởi vì nước mày bị xâm lược rồi, thì lúc đó tôi mới chịu. Mà tòa án Việt Nam Cộng Hòa có khùng gì không? Có khùng gì? Có anh Thọ có tòa án nào tào lao gì không Thọ? Thành ra các bạn tự tin đi, các bạn sinh sau năm 75 mà trên đất miền Nam Việt Nam các bạn vẫn là công dân Việt Nam Cộng Hòa, không có chuyện gì thay đổi được điều đó, vĩnh viễn không ai thay đổi được sự thật đó. Còn phần thứ hai, những người miền Bắc di cư vào Nam sau năm 75, kể cả những thằng mà đội nón cối mang dép râu cái mỏ hồ vỗ chạy xe đạp vô dắt 6-7 người ta về, những thằng đó tính sao? Và những thằng vô tiến vào Sài Gòn chiếm nhà mặt tiền có phải là dân Việt Nam Cộng Hòa không? Nó ở liền đâu có về đâu, không. Tôi nói đây cho các bạn di cư vào Nam ở, các bạn không bao giờ là công dân Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ. Một ngày nào đó tôi mà còn, hoặc là tôi còn xui xui mà tôi là phụ tá của Tổng thống và là phụ tá của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ có chuyện công nhận các bạn là công dân Việt Nam Cộng Hòa. No, never. Không bao giờ có chuyện đó. Tại sao các chị biết không? Cái nước của tôi bị xâm lược bởi nước bạn mà. Chính nước của bạn xâm lược nước tôi. Sau khi đoàn quân của nước bạn xâm lược nước tôi xong á, mở toan cửa biên giới của nước tôi để rước bạn vô, thì bạn chính là người đi xâm lược. Bạn không có cầm súng nhưng bạn xâm lược kinh tế, bạn xâm lược văn hóa, bạn xâm lược giáo dục. Bạn vô bạn chiếm đất, bạn chiếm công ăn việc làm của dân tôi, bạn giành những cái sở hữu, bạn giành những cái sở làm, bạn cướp tài nguyên xong rồi bạn đem về ngoài. Bằng chứng là Tết nào cũng xe mà, xe đò, xe lửa, đồ máy bay, đồ phi cơ, đồ về miền Bắc là luôn không có vé, không chứ. Các bạn nói rằng các bạn vô cướp từ đó tới giờ, các bạn vô định cư đâu nè, đúng không? Và khi các bạn vô, các bạn có xin cái lực lượng phòng vệ biên giới của tôi á, nhập cư một cách mà hợp pháp không? Khi các bạn vô, các bạn có apply cái chiếu kháng không? Các bạn có trình cái sổ thông hành không? Các bạn có xin chiếu kháng, tức là visa đó, để nhập cảnh vào nước tôi để vượt biên giới dự tiếng 17 không? Không có, đúng không? Không có là các bạn nhập cư bất hợp pháp. Tôi nói đúng không? Mà các bạn nhập cư bất hợp pháp 1 năm, 1 ngày, 1 năm hay là 50 năm vẫn là nhập cư bất hợp pháp. Các bạn ở đó vĩnh viễn đẻ con, đẻ cái vẫn là nhập cư bất hợp pháp. Và cái hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nó không có nói rằng ai đẻ trên đất của Việt Nam Cộng Hòa bởi những người nhập cư bất hợp pháp là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Không có câu đó. Bạn nhập cư bất hợp pháp, bạn đẻ con của bạn vẫn không phải là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Hiến pháp tôi không có sinh ra là công dân, không có chuyện đó. Các bạn hiểu không? Ba mẹ là công dân Việt Nam Cộng Hòa, hiển nhiên con là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng bạn là nhập cư bất hợp pháp, con của bạn vẫn là nhập cư bất hợp pháp. Các bạn hiểu không? Tôi nói dựa trong hiến pháp chứ tôi không có kỳ thị gì hết nha. Đây là sự thật. Đây là sự thật. Tôi không quan tâm, không có kỳ thị gì các bạn á. Thì các bạn phải tự lo liệu tương lai vận mệnh của cuộc mình với con cái của mình đi. Tôi nói thiệt đó, các bạn chống Việt Nam Cộng Hòa cho cố đi, rồi sau này các bạn sẽ thấy hậu quả. Các bạn càng chống càng thù, các bạn sẽ thấy hậu quả càng nghiêm trọng như thế nào với con cái của mình. Cái đó không phải là tôi hù các bạn, đó là sự thật. Tại vì không có quốc gia nào chấp nhận người ta đi xâm lược mình, không có quốc gia nào chấp nhận người ta nhập cư bất hợp pháp rồi lại còn đi xâm lược về văn hóa, tàn phá hủy diệt văn hóa miền Nam của tôi, rồi xâm lược về giáo dục. Tất cả cái ngành giáo dục các bạn đều khống chế hết để dạy con cái tụi tôi thành dân của các bạn. Cái đó là cuộc xâm lược mềm. Cuộc xâm lược đó phải bị ngăn chặn, cũng giống như cuộc xâm lược bằng súng AK. Thành thử ra không bao giờ có chuyện, tôi lặp lại nha, không bao giờ có chuyện những người bất kỳ 75 mà là công dân Việt Nam Cộng Hòa, bất kỳ 75 cút. Cảm ơn các bạn. Dạ. Cho tôi nói một vài cái ý kiến. Thứ nhất là cái đó là những cái gì quý vị nghe đó là những cái suy nghĩ của cá nhân của anh Huy, của anh Đạo, cũng như là cái gì tôi nói đây là những suy nghĩ của cá nhân của ông Thọ. Những cái câu hỏi quý vị đặt chỉ có một cái ủy ban mà có thể trả lời cho quý vị, là cái ủy ban tổ chức về mà tổ chức cái cuộc bầu cử
tương lai sau khi đó mà cái quỹ ban nó gọi là quỹ ban soạn thảo luật bầu cử, sau khi mà cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam được những cái quốc gia đó mà nó đã ký cái kết ước, nó đã chấp nhận, thì đó, sẽ có một cái quỹ ban đó sẽ ngồi lại và tất cả những câu trả lời cho những cái câu hỏi của quý vị đó, và những cái ý kiến của những cá nhân như anh Huy, anh Đạo, tôi đó, sẽ được đưa cho quỹ ban đó, và họ sẽ là cái số người mà sẽ phải bóp đầu bóp trán để trả lời những câu hỏi của quý vị dựa trên những luật pháp thông thường của một thế giới văn minh. Thì thường thường đó, người ta nói vậy nè, người ta nói là le pouvoir du sang, tức là cái quyền do cái máu mủ, tức là nếu mà quý vị là con cái của công dân Việt Nam Cộng Hòa thì quý vị có cái quyền. Và cái đó là những cái chuyện mà những cái nước nó chấp nhận, hoặc là như với tỷ tôi, cha mẹ tôi là công dân Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà tôi trở thành công dân của nước Gia Nam Đại. Tại sao vậy? Là tại vì đó tôi muốn trở thành công dân của xứ Gia Nam Đại, và đó tôi cái điều kiện mà tiên quyết tôi chấp nhận những cái giá trị của cái đất nước mà tôi muốn thành công dân. Cái đó là cái gì quan trọng nhất. Thì đó, những cái điều mà tôi nói với quý vị đó sẽ được sàng lọc, nghiên cứu lật tới lật lui của cái quỹ ban, và họ sẽ có những cái cách để trả lời cho quý vị cho nó ổn thỏa. Thế còn bây giờ, hiện giờ đó, chúng tôi chỉ nói là những cái ý của mình mà thôi. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất là phải chấp nhận giá trị của cái quốc gia mà mình muốn thành công dân. Đúng vậy. Và cái điều đó là của anh Thọ là tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Đặc biệt là những cái bạn mà vào miền Nam sống sau năm 75, các bạn chú ý cái điểm đó. Các bạn phải chấp nhận giá trị của Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn không chấp nhận giá trị Việt Nam Cộng Hòa là điều tiên quyết. Các bạn không thể nào là dân Việt Nam Cộng Hòa được. Các bạn bị trục xuất là nó xứng đáng thôi. Mà tôi thấy số đông là như vậy. Các bạn vô các bạn phá không à. Số ít có. Tôi cũng có những người bạn Nam Tiến. Họ yêu mến miền Nam. Họ yêu mến giá trị tự do của miền Nam. Họ vô, họ dẫn vợ chồng con cái vô định cư. Cái số đó có. Nhưng mà không nhiều. Thì cái chìa khóa để các bạn, mà hồi nãy anh Thọ nêu ra đó, các bạn yêu mến và chấp nhận giá trị của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Việt Nam, thì các bạn hoàn toàn có thể chứng minh điều đó. Các bạn xin, tức là cái đó là một câu chuyện rất là dài. Đó là chính sách về quốc gia, chính sách về an ninh biên giới của quốc gia. À, cái đây là tôi nói dựa trên cái anh Thọ nói đó, dựa trên cái quan điểm cá nhân của tôi. Mà tôi tin cái quan điểm cá nhân của tôi nó dựa trên lợi ích của quốc gia tôi. Và nếu như các anh chị tôn trọng quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì các anh chị đã không đi xâm lược nó. Đồng ý không? Các anh chị đi xâm lược nó thì các anh chị không thể nào là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Các anh chị apply tôi ở miền Nam Việt Nam từ năm 75 tới giờ. Hồi đó anh vô bằng cách gì? Tôi xách AK-47 tôi vô, tôi vượt Trường Sơn tôi vô xâm lược. Các anh chị không thể nào là công dân Việt Nam Cộng Hòa được. Không thể nào. Các anh chị đã xâm lược nước đó thì các anh chị không thể nào là dân của nước đó được. Đồng ý không? À, ngoài ra thì sẽ luôn luôn có ngoại lệ. Lúc nào cũng vậy. Luôn luôn có ngoại lệ, không phải lúc nào, không, nhất là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa không có lúc nào mà nó vô nhân đạo, nó đóng hết cánh cửa với những người khác. Dĩ nhiên là sẽ có những người người ta hỏi, vậy con cái của họ thì sao? Tức là con cái những người giàu sau 75 thì sao? À, các bạn tính cái chuyện đó là nó thuộc về quyền hành pháp. Luật pháp thì thuộc về quốc hội, còn quyền hành pháp của ông tổng thống trong tương lai, tôi không trả lời được chuyện đó. Nhưng mà nếu như về quan điểm cá nhân của tôi, không bao giờ cấp quốc tịch cho những người đi xâm lược rồi đẻ con trong miền Nam, không bao giờ có chuyện đó. Thậm chí thẻ xanh tôi cũng không cấp nữa. Mà các anh chị phải về đúng quê hương của mình, bởi vì các anh chị đã xâm phạm vào quốc gia của nước người ta. Sau đó các anh chị apply hồ sơ xin đi tị nạn, hoặc là xin đi học hành, xin di cư, di trú vào nước của tôi xét nữa. Luôn luôn có cánh cửa cho các bạn, chứ không phải là không có, luôn luôn có. Và có đặc biệt là trở lại cái câu hồi nãy, là nếu như các bạn phải buộc về miền Bắc, đâu có chuyện gì là xấu. Ủa, về quê hương mà xấu gì? Về quê cha đất tổ mà xấu gì? Ủa, Việt Nam Cộng Hòa trở lại mà tôi buộc về Sài Gòn, tôi mừng gần chết. Tôi nói thiệt các anh chị, không biết các anh chị nghĩ sao, tôi mừng gần chết. Ở đây nó lạnh quá các anh chị, không lẽ tôi vượt biên nữa.
Tôi vượt biên lần, tôi vượt gần lần, bây giờ ông nói tôi vượt tiếp. Quê hương của mình luôn là vô địch. Tôi nói thiệt anh chị, vì sao những người lớn tuổi họ về Việt Nam là quê hương của mình luôn là vô địch. Đấy, ông trời ông đẻ ra mình nó hợp ở chỗ đó lắm. Vậy đó, mà quê hương của mình nó tự do là vô địch nhất. Thành ra về miền Bắc đâu có gì đâu xấu mà sợ, đúng không? Về miền Bắc xong mà thấy sống không ổn thì vô miền Nam tị nạn cũng được thôi, chứ có sao đâu, đúng không? Không có gì phải sợ cả. Đó là chuyện bình thường của cuộc đời này, đúng không các anh chị? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp nha Khương. Dạ, thì bạn con đồng trước tiên này cũng hỏi một câu hỏi nữa. Vậy sao chúng ta không gộp chung dân hai miền là công dân quốc gia Việt Nam cho hòa thuận hai miền? Thì đúng rồi. Cái đó là cái gì mà chúng ta đã trả lời rồi. Chúng ta nói rằng đó, bây giờ trước hết là Việt Nam Cộng Hòa, sau đó thì chúng ta có một chính, có một cái gọi là quốc gia, gọi là liên bang. Liên bang. Quốc gia liên bang Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi, Cộng Hòa Liên bang Việt Nam. Dạ. Cộng Hòa Liên bang Việt Nam. Nhưng mà các anh chị phải bài cái bàn Việt Nam Cộng Hòa ra. Tại vì nó nhiều lý do lắm, văn hóa, lịch sử, chính trị lẫn lợi ích cốt lõi. Không có cái bàn đó các anh chị không có đừng có nói chữ gì hết á, không có nói được cái gì hết. Bài các anh chị phải ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa trước. Sau đó Việt Nam Cộng Hòa trở lại rồi á, các anh chị mới đấu tranh để quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Tức là các anh chị phải đi từng bước, nó mới hợp công pháp quốc tế, nó mới liên tục công quyền, nó mới giữ được biển đảo, giữ được tài nguyên thiên nhiên cho con cháu mình. Đó, thì khi mà các anh chị đấu tranh cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trở lại rồi thì cái bàn của các anh chị nó cũng giống cái bàn của tụi tôi thôi, cũng màu vàng ba sọc đỏ thôi, cái tên nó hơi khác một chút. Chúng ta ngồi lại, chúng ta thành lập thể chế liên bang, sửa hiến pháp một chút, cái gì đâu mà còn làm biến sửa quá phải không? Tôi chỉ cho học mẹ nó hiến pháp Mỹ đem về áp vô, sửa lại một chút về mặt văn hóa và giáo dục, còn lại cái áp mẹ nó hết vô luôn, có gì đâu. Dễ bẹt chứ, sửa một chút gì còn văn hóa và giáo dục để giữ văn hóa truyền thống của mình với cái nền giáo dục là phải của mình. Còn đó là cái hệ thống chính trị đâu, cái áp vô khỏi sửa mẹ vậy cho nó khỏe. Là chúng ta có liên bang Việt Nam là số 1 châu Á. Tôi nói thì các anh chị tự tin là số 1 châu Á luôn. Bởi vì cái trí tuệ của người Việt Nam mình không thua kém dân nào. Ấy. Các anh chị đi hết khắp nơi trên thế giới, các anh chị hỏi đi, các anh chị sẽ hiểu. Rồi câu hỏi tiếp theo, Khương ơi. Dạ. Có một người này nói, có chia sẻ trên diễn đàn. Thưa các vị diễn giả, tôi có lần nghe một cái livestream Trần Nhật Phong trả lời câu hỏi chú Phong có quan niệm quang phục Việt Nam Cộng Hòa không? Thì ông ta nói là chúng tôi không có quan niệm quang phục Việt Nam Cộng Hòa, dựng dân Việt Nam Cộng Hòa thành công dân Mỹ và cũng như là các nước hải ngoại khác rồi. Và họ cũng không có quan niệm gì về quang phục Việt Nam Cộng Hòa đâu. Còn việc trong nước người dân muốn chọn thể chế nào đó là việc của người dân trong nước. Dạ. Thì quý vị diễn giả nghĩ sao? Cái anh này ảnh nói cái quan điểm của ảnh mà ảnh đi ảnh giống mấy ông cộng sản, mà giống mấy ông cộng sản ở chỗ 90 triệu dân luôn tin yêu vào đảng. Cái tôi nói, ủa sao tôi cũng dân sao tôi không có tin yêu vào đảng. Ảnh bây giờ dân Việt Nam Cộng Hòa thành công dân nước ngoài hết rồi, ảnh xạo. Ảnh có làm cái thăm dò dư luận chưa? Ảnh có đi khảo sát hết mấy triệu việc người Việt sống ở nước ngoài. Xin lỗi anh Quỳ, cho tôi ngừng đây, tôi nói một chút vậy nè. Cái hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa không có cấm là có song tịch. Tôi trở thành công dân gia na đại mà tôi vẫn giữ đây nè, cái passport tôi vẫn còn đây, và tôi mơ ngày nào tôi có thể dùng lại cái passport của Việt Nam Cộng Hòa của tôi. Tôi đâu có từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa đó, mà sao ông đó ông nói cái gì kỳ vậy, mà ông đó là ai vậy? Nè, đây là cái sự sợ thông mà cái passport tôi vẫn còn. Tôi có từ bỏ mà, tôi đâu, tại sao ông này ông mà, kỳ vậy? Mà cái điểm quan trọng ở chỗ này nè, tôi nói thiệt các anh chị, ngay cả những người không có cái sổ thông hành như anh Thọ mà Việt Nam Cộng Hòa trở lại, các anh chị có muốn bay về Sài Gòn để apply để xin cái sổ thông hành để có song tịch là một Việt Nam Cộng Hòa, hai là Mỹ không? Một Việt Nam Cộng Hòa, hai gia nó đại không? Một Việt Nam Cộng Hòa, hai Úc không? Các anh chị nói không đi. Các anh chị nói không đi. Trời ơi đừng có xạo. Trời ơi gọi là sắp hàng không già.
Trời, ai lúc đó ai cũng tôi dân Việt Nam Cộng Hòa, tôi dùng cái đám mà Việt Nam Cộng Hòa chết rồi nó cũng về nó sắp hàng ở Sài Gòn, nó cá như canh chị luôn, cá nhiều cá luôn đó. Mấy thằng đó, mấy thằng xạo xạo đó là mấy thằng sắp hàng sớm nhất luôn đó. Tại sao phải không? Tại vì bay về khỏi tốn tiền xin chiếu kháng, sắp hàng xin visa đóng tiền á, mình là công dân mình về nước mình đâu có tốn tiền á anh chị. Một bay về Mỹ thì có passport Mỹ, bay về Việt Nam Cộng Hòa passport Việt Nam Cộng Hòa, sướng chết mẹ bài đặt. Đúng không, tôi nói đúng không? Thành ra ổng nói ý của ổng mà ổng đi nói giùm người ta, mà ổng nói giùm cũng tầm bậy nữa, ổng nói giùm cũng không đúng. Giống như tôi Việt Nam Cộng Hòa trở lại, tôi apply liền xin cấp cho em passport liền. Trời đất ơi, mừng gần chết. Khương cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi đúng không? Số của ổng mới là số ít, số nhiều là số như chúng ta nè, chẳng gọi là chẳng qua là người ta không nói thôi. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, những người như ổng á, tôi phải nói bởi vì ổng là làm truyền thông. Ông này ổng nói một lần tới mấy trăm ngàn người nghe, ổng là 100-200 ngàn view lận. Tôi phải nói những người như như ổng á, anh là công dân Mỹ, anh nói tiếng Mỹ mẹ đi. So you are American, right? Why you do a protest in my mother language? Why didn't you do protest in your language? English? Why? Ê, tôi nói tiếng Anh được à, nghe, đừng giỡn. Bây giờ tôi gọi là a hát cà lúa điên rồi. Thường chú nhân anh mới đang quy lại, anh đang quy lại cho tôi lên tinh thần mới qua mà là ngon lành rồi. đừng có giỡn nha. Anh nói anh người Mỹ, anh làm livestream tiếng Mỹ đi, anh làm livestream tiếng Việt, làm mẹ gì. Ô, tôi dân Việt Nam Cộng Hòa, tôi không có cần nghe tiếng tiếng mẹ đẻ của tôi để nói rằng nước Việt Nam Cộng Hòa tôi chết rồi. Có cái thằng cái thứ vô duyên, cái thứ đó là thứ livestream, cái thứ truyền thông vô duyên. Anh nói anh là người Mỹ, anh hãy làm tiếng Mỹ để cho người Mỹ anh nghe, ok? Còn anh là người Việt Nam Cộng Hòa, anh hãy làm tiếng Việt Nam Cộng Hòa. Còn anh là dân Việt Nam Cộng sản, anh làm tiếng Bắc Bó đi. Đừng có xạo xạo lúc nào cũng là đặt treo cái cờ vàng, đi đâu cũng núp bóng cờ vàng, ở đâu có cờ vàng xuất hiện rồi xong cái Việt Nam Cộng Hòa chết rồi, dân Việt Nam Cộng Hòa giờ thành dân Mỹ rồi, cái gì kỳ ấy? Cái đó nó kỳ lắm, nó giống hệt như người ta quy tâm sinh tướng. Tôi là quốc quy đẹp trai, có ông thằng quốc quy tâm sinh tướng, tôi không treo cờ vàng hết. Mà Việt Nam Cộng Hòa chết rồi treo cờ vàng làm gì, mày treo cái xác chết trên người mày, mày không biết nhục á, mày không biết rồi mày thấy mắc cỡ hả? Anh gì thấy nó tào lao không? Thành ra những cái tay này phải nói để cho họ bớt cái tôi gọi là truyền thông dòng điếm á, người ta gọi là truyền thông dòng chánh. Như Việt Nam mình cũng có truyền thông dòng điếm, bớt điếm đi. Tại vì mình làm truyền thông phải đàng hoàng tử tế, ngay thẳng, nói cái gì phải đúng sự thật và nói trước sau phải như một, chứ không có thể trước bữa nay nó vậy mai nó khác, không thể sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Chỉ có cộng sản nó mới có cái loại lật lọng vậy thôi. Cảm ơn các anh Rồi, dạ, cảm ơn luật sư của anh Huy. Đúng rồi, em có coi cái diễn đàn của một người trên YouTube, thì người này phát biểu một câu như sau: khi nào trên thế giới những người Việt tị nạn cộng sản định cư không còn dùng biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ nữa thì khi đó Việt Nam Cộng Hòa mới chết. Còn Đúng khi nào đúng không? ông nói đúng, ông nói là ngày nào đó mà còn người tị nạn vẫn dùng cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, vẫn hát cái quốc ca và khi nói chuyện thì nói tới cái hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa, ngày đó Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống. Sống ở đâu? Ở trong tim, trong óc của những người tị nạn. Tôi kể cho các anh chị nghe câu chuyện vui ngắn thôi. Ở chỗ thành phố tôi nè, Calgary nè, tổ chức cái buổi nhóm tư nhân thôi chứ cũng không hội đoàn gì, họ tổ chức cái buổi tiệc rồi gây quỹ cho một cái công trình công ích. Cái nhóm đó nhóm nhóm dân quốc gia mình, cái họ mời ca sĩ hát, cái xong họ thấy có một ca sĩ trẻ, họ ca sĩ trẻ cũng định cư ở đây cũng được 5-7 năm gì rồi, hát hay lắm, mời đi hát. Lên danh sách đồ in post đồ đặng mà người ta đến người ta coi đặng người ta quỷ lạo á. Xong cái có nhiều người tò mò ông ca sĩ này ông nào vậy, vô Facebook của ông coi cách đây có mới có 1 tháng à, ông đăng cờ đỏ. Ông đăng cờ đỏ mà ông định cư đây mấy năm rồi, ông đăng cờ đỏ sao vàng, xong Việt Nam vô địch đâu đá banh đã biết mẹ vô. Việt Nam vô địch điểm. Tôi nói cho các anh chị nghe vui lắm. Xong cái ban tổ chức này á, phải xin lỗi người ta chữ to rồi, chữ như hát bội. Ban tổ chức phải xin lỗi, quỷ cái show đó luôn, bỏ show luôn.
video luôn. Ban tổ chức không thể khống chế được những cái ca sĩ họ muốn đăng gì trên Facebook, sao các anh chị biết? Thấy nó hay mà, với lại nó định cư ở do nó đại rồi, nước tự do rồi, với lại nó có thấy nó cũng không có hoạt động gì đâu, hội đoàn gì đâu, thì mời nó hát thôi, thấy nó hay nữa. Mới đâu biết trong Facebook nó đăng rồi đó. Xong cái nó, cái anh này anh phải đi xin lỗi ban tổ chức. Anh đi xin lỗi mọi người, anh tháo cái post đó xuống. Mà anh xin lỗi, anh nói thiệt bụng nha, anh này nói thiệt bụng, anh nói anh không biết. Anh không biết, anh tưởng Việt Nam là cái còi này nè. Anh tưởng gì đó. Mà anh qua định cái 5 7 năm rồi. Các anh chị thấy tai hại không? Cái người ở trong nước, các bạn đi định cư nước ngoài, các bạn tưởng các bạn đi du học rồi định cư, xin việc làm rồi định cư, à, hoặc là đi diện kết hôn rồi định cư vân vân. Tị nạn thì tôi không nói rồi, mà tị nạn cũng vậy, nó cũng tính chung luôn. Nhưng mà các bạn rất là ngây thơ về chính trị. Thì các bạn qua nước người ta làm gì? Tôi nói thiệt, các bạn qua danh ở đại này làm gì? Các bạn qua Mỹ làm gì? Các bạn ở mẹ bên Việt Nam đi. Tại các bạn không quan tâm chính trị thì các bạn qua qua để phá nước người ta, làm dơ nước người ta, làm gì qua đây mà treo cái cờ cộng sản. Nước này nó đâu có cần cờ đó. Các bạn tưởng ở nước này nó không biết cộng sản là gì. Các bạn tưởng nó không biết hả? Ủa, nó cũng có thể thành lập đảng cộng sản, mà tại sao đảng cộng sản không thể hoạt động được? Tại sao? Tại vì nó sợ chết mẹ nó rồi. Mà các bạn đem cái sản phẩm cộng sản qua đây đi để cống hiến cho nó là gì? Các bạn qua đây bởi tự do, đúng không? Thì hãy qua dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, bởi vì lá cờ này là tự do. Nhất là các bạn đi tị nạn. Các bạn đi tị nạn mà không bởi Việt Nam Cộng Hòa, vì Việt Nam Cộng Hòa thì tị nạn bởi gì? Bởi tiền hả? Hay bởi welfare? Hay bởi healthcare, free healthcare? hay bởi free education? Giáo dục miễn phí nè, y tế miễn phí nè, tị nạn bởi mấy thứ đó đó hả? Các anh chị tưởng dễ ăn tụi nó lắm mà. Các bạn đóng thuế lòi con mắt thì mới có cái free healthcare, cái free education. Hỏi anh Thọ gần một năm anh khai thuế gần chết. Anh làm thuế này làm cái học mà. Tưởng dễ ăn lắm mà. Muốn những thứ đó ở Việt Nam đi. Qua đây không phải vậy đâu, qua đây bởi tự do, yêu tự do hay đến đây. Các anh chị hiểu ý không? Hiểu ý không? Thành ra không bao giờ có chuyện mà người Việt ở nước ngoài, tôi nói chung á, mà từ bỏ lá cờ này, bởi vì họ đi ra nước ngoài bởi tự do mà, thì họ phải đến lá cờ này. Không đến lá cờ này, các anh chị lập cộng đồng gì? Lập cộng đồng cờ đỏ ở ở Mỹ hả? Cộng đồng cờ đỏ ở Gia Nã Đại, cộng đồng cờ đỏ ở Úc Châu, ai coi ráy gì? Các anh chị thấy nó dị hỏm không? Thành ra những người mà người ta nói Việt Nam Cộng Hòa chết rồi, giống như cái anh hồi nãy anh nói đúng á, là khi nào người ta còn treo lá cờ này, Việt Nam Cộng Hòa không có chết. Mấy cái người mà nói Việt Nam Cộng Hòa chết rồi là họ tị nạn bởi cái gì đó, chứ không phải bởi tự do đâu. Tôi nói thiệt các anh chị đó, bởi cái gì đó các anh chị phải tìm hiểu họ. Tiếp theo, mời Hương. Chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta giải quyết nhanh những câu hỏi còn tồn động hay không? À, dạ. À, thì bây giờ em xin gửi lời câu hỏi của một người bạn trẻ, mười mấy người bạn trẻ. À, thưa quý diễn giả, theo tụi con được biết thì những thượng nghị sĩ và dân biểu có quyền yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ triệu tập hội nghị quốc tế về Việt Nam, thì tại sao chúng ta, những người Việt quốc gia ở Mỹ, không chủ động liên lạc, vận động những vị đó, nhất là những vị có quan tâm đến sự bành trướng của tàu cộng như Elizabeth Warren hay Marco Rubio? Rất đúng, hoàng hô của anh đó. Anh nghĩ vậy là đúng. Thì bây giờ đó, anh bắt đầu, và bây giờ anh truyền bá những cái ý đó, đẩy những người bạn. Bây giờ đó, quý vị đang sống ở một cái sự tự do. Nếu cần, quý vị cứ viết. Viết cho cái ông đó, viết tiếng Anh không được, viết bằng tiếng Việt. Họ có người viết ra cho quý vị. Nhưng mà một chuyện nữa, quý vị làm ơn đi bầu giùm. Tại đúng. Vì đó, trong cộng đồng của chúng ta đó, đi bầu ít đúng. Quá, cho nên đó, cái tiếng nói của chúng ta đó, ít được người ta nghe. Tôi hỏi quý vị, cái gì đâu mà trong cộng đồng của chúng ta chỉ có 5%. Trời đất ơi, mình tranh đấu gần chết để mà được cái quyền đi bầu. Ở đây người ta đợi mình bầu mà mình đi, mình không có đi bầu, có phải uổng không? Cái tiếng nói của mình, cái anh chàng nó nói rất là hay. Thì bây giờ đó, cái chuyện đầu tiên anh làm ơn, anh vận động những người bạn của anh viết những cái thơ, hay là viết một cái thơ thôi, rồi 100 người ký cũng được, mình gửi lên cho họ. Nếu anh cần thì tôi viết cho anh, rồi tôi gửi cho anh, nếu anh đồng ý thì anh dùng cái đó. Dạ, cảm ơn luật sư. À, cảm ơn Khương.
Tiếp theo. Thương ơi, micro bị khóa rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Có một câu hỏi trên diễn đàn cũng thú vị nè. Anh Huy ơi, nếu đã dấn thân chống cộng thì có nên về Việt Nam thăm bà con không? Không về đó Về mắc mệt lắm, đặng nó túm đầu. dạy đừng có chơi dạy. Các anh chị, trừ khi có những người họ chống chơi cho vui thôi, thì cộng sản nó nhìn thấy mấy người đó nó coi giống như mấy đứa con nít trong xóm hồi xưa. Tôi có mấy đứa con nít đó, anh chị nhỏ nhỏ vậy nè, mấy người mà nó ghét đi ngang nó chửi, nó đứng xa xa nó chửi nháo 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 vậy nè, nhưng mà mình vừa quay lại cái nó giọt. Thì cộng sản nó nhìn mấy đứa chống cộng đó cũng giống vậy đó, giống mấy đứa nít chửi dơi dơi giống như chó sủa ma vậy đó. Thành ra cộng sản nó đâu có sợ mấy người đó làm chi, nó cũng không thèm để ý. Thì các bạn, nếu mà các bạn thuộc thành phần đó thì các bạn được tự do về, thậm chí về các bạn chụp hình đồ các bạn khoe lên, các bạn đăng lên, các bạn nói tôi về Việt Nam nè, tôi chống cộng mà có sao đâu. Vậy là cộng sản đã thay đổi rồi, tức là một cách để các bạn tuyên truyền cộng sản tốt dần lên đấy. Thì tôi tôn trọng quyền tự do của các bạn, nhưng mà nếu mà nói cái từ chống cộng mà đúng á, tức là các bạn nói chống cộng khó hiểu lắm, nói về cho dễ hiểu, các bạn phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa, mà các bạn về về về, về cái xứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là các bạn thấy mâu thuẫn không? Các bạn thấy mâu thuẫn không? Các bạn muốn phục hoạt Việt Nam Cộng hòa mà các bạn đi xin chiếu kháng xếp hàng vậy nè, đại đại sứ quán của Việt Cộng á, anh cộng sản ơi, anh làm ơn đóng cho em cái dấu, bán cho em cái visa đàn em được về nước của anh. Cái này hỏi mày là ai? Em là dân Việt Nam Cộng hòa. Ủa, người dân Việt Nam hòa mày xin visa để vô nước tao luôn á hả? Dạ không, thật ra là về nước em, nhưng mà anh đang chiếm rồi, thành ra em công nhận sự chiếm đóng của anh, thành ra em mới xin chiếu kháng. Anh cộng sản vậy ngoan, dấu đầu nộp đây mấy chục đô mày, ngoan con đóng dấu cho về. Các anh chị làm vậy mà được luôn hả? Làm được luôn hả? Làm được thì làm đi, chứ tôi làm được, tôi mà gặp mặt mấy anh đó là tôi không lẽ tôi đờ mờ nó. Đờ mờ nó có khi bị bắt không ta? Nó quên chết. Có phải có. Mấy thằng security nó hốt chết mẹ luôn á. Không thể nào mày, mẹ mày chiếm nước tao mày mất tao xin visa về nước tao là sao kỳ vậy? Các anh chị thấy phi lý không? Không có chuyện đó, tôi là tôi làm được, mà nếu các anh chị làm được thì làm thôi, tôi tôn trọng quyền chọn lựa các anh chị, mà chúng chửi thì các anh chị cũng phải tôn trọng chúng nha, chúng có chửi các anh chị cũng phải gắng nghe, ai biểu lớp vậy. Tiếp theo Khương. Để coi. Có người này muốn này gửi cho em, muốn hỏi anh Huy. Anh Huy ơi, dạy con mình biết về sự thật của bản chất cộng sản có phải là một trong hình thức chống cộng không ạ? Đúng, đồng ý. Các anh chị làm được điều đó là các anh chị gọi là thầy của chống cộng. Tại sao anh chị biết không? Bây giờ con nít ở trong nước nó đâu có biết cộng sản là gì đâu, mà tự nhiên con các anh chị biết là các anh chị thắng rồi. Mai mốt Việt Nam Cộng hòa trở lại, con các anh chị làm thượng nghị sĩ dân biểu không á. Tôi nói thiệt á, chứ không phải tôi nói giỡn đâu nha. Tại vì sao? Tại vì đâu có biết, ai biết cộng sản là gì trong khi con các anh chị biết. Thì đó là thế hệ tương lai rường cột của quốc gia mình. Các anh chị là, đó là thầy của chống cộng. Tiếp theo là Hương. Để coi. Có câu hỏi, thật ra em cũng có một cái câu hỏi cái người bạn, từ bạn người bạn của em ở bên Mỹ nha, cũng là người từ Việt Nam qua. Thì người bạn này có bày tỏ ý kiến về cố tổng thống Ngô Đình Diệm như sau. Cái dở của ông Ngô Đình Diệm vì theo Công giáo nên không muốn giết cộng sản cho nên dẫn đến cái chết của ông. Đáng lý khi đã là người lãnh đạo thì phải trở thành một người ác và giết kẻ thù thì lúc đó mới tiêu diệt được cộng sản, và ông không có chết như vậy. Kính mong được nghe ý kiến của các vị diễn giả. Mà anh Đạo thì Trời thấy ơi, anh Đạo có ý trời ơi, tại sao mà đi tìm những người mà lãnh đạo như vậy? Như vậy không có đúng. Cái như vậy đó là ai mà không đồng ý với mình đó, là mà mình giết hết sao? Đó đâu có được. Mình phải làm sao đó để cho, thứ nhất, nếu mình nghĩ rằng cái gì mình làm đúng thì nếu người ta không bằng lòng thì mình phải thuyết phục. Không thuyết phục được thì á, chúng ta phải nhẫn nại, còn cái giá phải trả là như ông Ngô Đình Diệm đó, thì quý vị có thấy không, ông nói rằng
Nếu mà tôi làm mà quý vị thấy đúng thì tôi chết, thì quý vị tiếp tục cái chuyện của tôi làm. Còn nếu mà nếu mà quý vị dùng cái thế của cộng sản, tức là ai không đồng ý thì đem ra mà giết, thì như vậy thì quý vị đây chống cộng sản để làm gì? Dạ, cảm ơn Thọ. Mời mời anh Đạo. À, bản thân tôi đọc rất nhiều về cái lịch sử của Đệ Nhất Cộng Hòa. Tôi chưa từng nghe là bản thân ông Diệm ác hoặc là giết người. Mà tôi rất ngạc nhiên là tại sao một cái bạn lại nói rằng đã là chính trị, đã là lãnh đạo đất nước, đã là những người đại khái như là ông Diệm như là phải ác. Như vậy thì trong lịch sử của nhân loại, người ta đâu có ca ngợi Nghiêu Thuấn, người ta đâu có thể nào ca ngợi Khổng Mạnh, người ta đâu có thể nào ca ngợi Đức Phật và Đức Chúa. Mặc dù thật sự ra Đức Chúa đã bị bọn ác treo cổ, thì cái điều đó chứng tỏ rằng nhân loại này cái ác nó tràn đầy, mà cái thánh thiện là nó phải chiến đấu để mà nó sống còn. Thì một người như ông Diệm khi mà ông chết đi thì tôi nghĩ rằng là một người hậu 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 thế, tôi điều thứ nhất hết sức kính trọng một người mà họ dám trả giá bằng cái giá cao nhất cuối cùng mà một người có thể trả, đó là cái mạng của họ. Theo tôi hiểu thì ông Diệm ông chết là vì ông muốn giữ cái chính nghĩa quốc gia, ông không muốn là người Mỹ kéo quân vô đánh cộng sản, và một người tổng thống chỉ trở thành tay sai bù nhìn cho một cái thế lực ngoại bang. Ông không muốn cái điều đó, mặc dù đúng vậy. Việt Nam Cộng Hòa bị uy hiếp bởi cộng sản, mà không phải là cộng sản bắt cộng không, mà cộng sản quốc tế. Thì cái bạn đó nói ông Diệm là người Công giáo, ông bị chết tại vì ông không có giết cộng sản tới cùng, nghĩa là triệt để. Các bạn hãy nhìn người cộng sản, họ là đỉnh cao của cái ác, họ là những cái gì mà gọi là quá tệ hại đối với cái những người thánh thiện như Đức Chúa Giêsu hay là Đức Phật. Nhưng mà họ vẫn tồn tại là vì tạm thời hiện nay họ tồn tại, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng cái thiện và cái gì tốt đẹp của con người cuối cùng rồi sẽ được chứng minh và sẽ được trường tồn. Còn những cái ác, những cái gì mà không đúng với cái đạo lý của con người sẽ bị đào thải. Các bạn nên, bạn nào mà hỏi cái câu này nên suy nghĩ lại. Các bạn có sống nổi dưới một cái sự lãnh đạo của một độc tài ác độc, hay là các bạn có thể sống nổi dưới một cái chế độ mà cái đảng đảng cướp như đảng cộng sản không? Thì các bạn không nên đo lường tất cả mọi lãnh tụ của thế giới bằng cái thước đo là phải ác. Nếu phải làm ác mới là lãnh tụ thì chúng ta đâu có ca ngợi ông Gandhi. Nếu phải làm ác để mà bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái sự sống còn của dân tộc, thì tôi nghĩ là các bạn đã định nghĩa cái ác nó sai rồi. Những người như Trần Hưng Đạo, những người như tướng ở trong triều Trần và những triều đại khác của người Việt Nam đã giết bao nhiêu quân xâm lăng, họ đâu phải là ác. Tại vì bọn xâm lăng tới, họ phải dứt áo nhà tu, kể cả các vua nhà Trần dứt áo nhà tu
để cầm kiếm, để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước, bảo vệ cái mạng sống của chính họ. Các bạn, cái điều mà các bạn này hỏi, tôi nghĩ là về căn bản bạn này không có định nghĩa được thế nào là ác, thế nào là thiện, và thế nào là nhân bản, thế nào là cái đạo lý của con người. Tôi nghe cái người này hỏi cái câu này tôi rất lo ngại, là bởi vì họ, nếu mà mình không có phân định được những điều này thì trời ơi, trên thế giới này chắc người ta ca ngợi Hitler dữ lắm. Tại vì họ ca ngợi Hitler thì họ sẽ ca ngợi Stalin, và họ sẽ ca ngợi Lenin, họ sẽ ca ngợi Hồ Chí Minh. Tức là mình bây giờ có rất nhiều người dân Việt Nam đồng ý gọi là Hồ Tạc. Đó thì tôi chỉ có cái ý kiến như vậy. Bạn nào mà hỏi câu này nên cố gắng tìm hiểu, học hỏi và thức tỉnh. Xin hết. Dạ, yeah, cảm ơn anh Đạo. Cảm ơn anh Thọ. Cái sự thất bại của ông Diệm hay là sự thất bại của Đệ Nhất Cộng Hòa, nó không liên quan về tới cái điều mà bạn vừa nói, đó là ông không dám giết Cộng sản. Không liên quan. Cái sự thất bại của Đệ Nhị Cộng Hòa cũng vậy. Không có liên quan gì tới chuyện các anh chị có muốn giết Cộng sản hay không. Các anh chị có giết, các anh chị cũng chưa chắc thành công. Lịch sử thì không có nếu, nhưng mà sự thất bại, tức là đánh giá nguyên nhân thất bại của hai nền Cộng hòa của mình, nó không liên quan tới chuyện các anh chị độc ác hay tàn bạo. Tôi thấy rất là nhiều người đặt cái vấn đề đó là tại vì quý vị không có hiểu. Quý vị hiểu thì quý vị sẽ không đặt vấn đề kiểu đó. Mà cái sự thất bại của hai nền Cộng hòa nó đến từ những nguyên nhân sâu xa khác. Và đó là một cái câu chuyện rất là dài, và nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ hầu chuyện, sẽ cùng thảo luận tại sao hai nền Cộng hòa của chúng ta thất bại trong chương trình khác. Cảm ơn quý vị. Mời Khương. Dạ, hiện tại không còn câu hỏi nào nữa anh Huy ơi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn quý vị. Chương trình của chúng ta cũng dài, mặc dù là đang có rất là đông quý khán thính giả theo dõi. Tuy nhiên giờ cũng khuya rồi, bên phía anh Thọ, anh Đạo là rất khuya rồi, chứ không phải khuya nữa. Thành ra chúng ta sẽ giữ sức khỏe cho các vị diễn giả. Những câu hỏi quý vị mà còn tồn động á, thì các bạn trong cái nhóm của bạn Khương và các bạn mod của cái kênh HQHTV á, làm ơn chép lại dùm cho tụi tôi. Thì trong thời gian tới thì chương trình của HQHTV sẽ cố gắng mở dày hơn, tức là cái số lượng chương trình tôi sẽ tăng lên để hậu chuyện cùng quý vị nhiều hơn, đặc biệt là để trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị, để chúng ta cùng bàn thảo những cái vấn đề sâu xa hay là còn chưa có rõ ràng ở trong các vấn đề ngóc ngách của cuộc sống, xã hội, văn hóa, chính trị, dân dân, tất cả những vấn đề có liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa cũng như thế giới của chúng ta. Thì hy vọng được sự đồng hành của các diễn giả cũng như quý khán thính giả, và các anh chị đừng quên cho kênh HQHTV một like, một share, subscribe nếu chưa có subscribe theo dõi đó, để cho cái kênh nó đừng có bị tuột. Nếu tuột mất thì chúng ta không có cơ hội để nói chuyện với nhau. Mỗi lần làm một cái kênh thì nó khó khăn lắm các anh chị. Rồi, nếu mà được á, thì kênh cũng đang kêu gọi sự ủng hộ của quý vị. Mọi sự ủng hộ thì các anh chị đọc ở trên cái comment mới nhất mà tôi đang ghim trên đầu á, ủng hộ qua PayPal để cái kênh có cơ hội được tiếp tục mở rộng phát triển. Trong tương lai tôi có một số cái dự án cần sự hỗ trợ của quý vị. Đây là lần đầu tiên tôi kêu gọi sự ủng hộ của quý vị ha. Và nếu các quý vị ủng hộ thì đọc kỹ cái comment của tôi, chỉ nhận qua PayPal ha, không nhận qua các kênh ủng hộ khác. Bất cứ cái sự kêu gọi ủng hộ nào khác là đều không phải của tôi nha các anh chị. Rồi, trước khi kết thúc chương trình thì mời các diễn giả, đầu tiên là luật sư Thọ gửi lời chào tới quý khán thính giả. Dạ, xin cảm ơn anh Huy đã lập ra chương trình, cảm ơn anh Đạo có mặt, cảm ơn Phạm Khương đã lấy những câu hỏi, và nhất là cảm ơn những quý vị đã tham dự và đặt những câu hỏi rất là hay. Cái gì chúng tôi trả lời được thì chúng tôi trả lời, cái gì không biết chúng tôi sẽ tìm hiểu. Dạ, xin gặp lại quý vị kỳ tới. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Thọ. Cảm ơn anh Đạo. Một lần nữa tôi muốn trân trọng cảm ơn tất cả những cái quý vị mà đặt câu hỏi, kể cả những cái câu hỏi mà rất là khó khăn, và đôi khi những câu hỏi mà trái chiều với những ý kiến của chúng tôi. Thật sự thì chúng ta nói rằng khi làm chính trị, dấn thân vào con đường chính trị, chúng ta chấp nhận phải
dùng cái lý lẽ, dùng phải thực tế, dùng phải tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm hoặc là suy nghĩ để nói, để lý luận, để thuyết phục những người khác chung quanh mình, để chúng ta cùng hướng thượng đưa một đất nước, đưa một cái xã hội hoặc đưa là một cái quần thể như dân tộc Việt Nam hướng thượng và càng ngày càng hoàn mỹ, tốt đẹp hơn. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi, mà ròng rã đôi khi mệt, bệnh hay là yếu ốm hay cái gì mà cũng phải cố gắng thức để tiếp chuyện cùng tất cả quý khán thính giả. Tôi xin gửi lời cảm ơn và cái sự trân trọng biết ơn của cá nhân tôi xin hết. Dạ, cảm ơn anh Đạo. Mong anh giữ sức khỏe và biết anh đang vẫn còn đang trị bệnh chưa có hết á. Cảm ơn sự có mặt của anh, dành thời gian rất là quý báu. Tiếp theo mời Khương gửi lời chào đến quý khán thính giả. Dạ, mình xin cảm ơn tất cả các quý vị diễn giả đã giải đáp cho cái câu hỏi của quý khán giả và cũng như là của nhóm trẻ tụi em. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đang xem chương trình của anh Vũ Đức Huy TV. Và mình cũng cảm ơn những người bạn trẻ đã gửi những câu hỏi rất là hay để mình có thể gửi những câu hỏi của các bạn đến với các vị diễn giả. Và mình rất là vui vì mình cũng thấy cũng có một số bạn trẻ cũng biết về giải pháp Việt Nam Cộng Hòa và cũng như là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì mình cũng thấy rất là vui. Và mình càng mong rằng là trong tương lai thì sẽ càng có nhiều người bạn trẻ khác nữa cũng ủng hộ giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, và một ngày nào đó là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau được gặp ở trên mảnh đất Sài Gòn này. Yeah. Và mình mong là tất cả quý vị khán giả và cũng như là tất cả các bạn giữ vững niềm tin và giữ lửa, và hãy truyền lửa cho tất cả những người bạn khác để một ngày nào đó khi để cho giải pháp Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta được chạm tới mốc thành công. Yeah. Xin cảm ơn. Cảm ơn Khương. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin cầu Thượng Đế ban phước lành cho tất cả quý vị là công dân Việt Nam Cộng Hòa cũng như những người bạn của Việt Nam Cộng Hòa. Cầu Thượng Đế ban phước lành cho quốc gia Việt Nam. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích, anh nghe túm xích. Ông tổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi mua đấy. Sống hết mà đập vào cái đâu đó. Chứ đập vào đầu. Đập vào đầu. Số mày không không chết nhưng mà mày
không chết lại khóc nữa rồi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đặt kìa. Đặt con nhạc chết luôn. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Một cái mõm vào đây. Một chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, rồi đứng vào. Ra cùn thì sao? Nhưng ra đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong lấy lưỡi ra, chảy ra. Đây này, cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, không mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Dốc rồi. Nhiều, dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. 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 Nó còn thở.